chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện hai trăm linh một mặt trời lặn cùng mặt trời mọc. Phúc Bảo không dám dễ dàng buông đại võng, trước sau dùng tinh thần lực chống đỡ. Chính mình lại chậm rãi rớt xuống tới rồi đỉnh núi, sở hữu cây cối thảo căn đều bị chôn ở núi đá phía dưới. Nhưng cây cối thảo căn sinh mệnh lực là ngoan cường, chỉ cần có một tia khe hở, chúng nó đều có thể chui từ dưới đất lên mà ra, Phúc Bảo đem tinh thần lực thấm vào đến núi đá phía dưới, xác định tạm thời sẽ không lại có thiên long xoay người. Trước đêm không gian các con vật phóng ra, bất quá cũng để lại mấy đầu lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang cùng hưu bào, về sau dàn xếp xuống dưới, có thể chăn nuôi lên. Trâu rừng cũng bị thả ra không gian, chúng nó nghiêm túc vây quanh ở phúc bảo chung quanh, chờ đợi bầy sói xuất hiện, quả nhiên, bầy sói cũng bị phóng ra, phúc bảo là cố ý cuối cùng đem bầy sói thả ra. Những cái đó tiểu động vật một thả ra liền kinh hoảng thất thố khắp nơi chạy tứ tán, phúc bảo cho chúng nó cũng đủ thời gian, cho nên đương bầy sói xuất hiện thời điểm, trừ bỏ phúc bảo liền dư lại bốn đầu trâu rừng. Đầu lan một đôi lan mắt thấy phúc bảo, trong mắt lộ ra cảm kích, sau đó ngửa mặt lên trời gào rống một trận, bầy sói đi theo cùng nhau gào rống, đem đại trên mạng mỗi người đều bừng tỉnh lại đây. Lan, nhiều như vậy Lan, Phúc Bảo làm sao? Phú Quý Tẩu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, vừa rồi nàng tâm vẫn luôn dẫn theo, cuối cùng khởi sướng tàn nhẫn, nếu lão gia thiên làm nàng Phúc Bảo mất mạng, nàng cũng liền đi theo Phúc Bảo cùng đi. Có loại suy nghĩ này nhưng không ngừng Phú Quý Tẩu một người, liền hương lão gia tử cùng hương nải nải cũng là như thế này tưởng, hiện tại địa long không ngã thân, lại tới bầy sói. Lục hoàng tử đầu hơi hơi dơ lên, Ba mươi mấy cái ám vệ đã lấy ra cung tiễn, nhắm ngay này bầy sói, nếu chúng nó dám công kích Phúc Bảo, vậy đồng quy vu tận đi. Đầu lan hướng tới lục hoàng tử phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt, bầy sói khắp nơi tản ra, chạy như bay mà đi. Lục hoàng tử trong lòng cảm thán, đây là một đám có trí tuệ lan, liền trốn chạy đều biết ai đi đường nấy, dùng để lẫn lộn bọn họ tầm mắt. Đại võng chậm rãi đi xuống rớt xuống, đám ám vệ cũng nhanh chóng đem người đều sách đi xuống, chờ mọi người đều đứng vững lúc sau, đại võng nháy mắt không thấy. Thông trưởng cùng hán hà còn có hán cầm bọn họ mang theo cả nhà đều đi vào phúc bảo trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, bọn họ rốt cuộc minh bạch hán lâm gia vì sao sẽ nhanh như vậy có thể đi lên, nguyên lai trong nhà tới một cái tiểu tiên đồng. Phúc bảo, thông trưởng thúc nếu tiết lộ phúc bảo thân phận, kiếp sau làm trâu làm ngựa làm vương bác. Phúc bảo, ta cùng cha ta giống nhau. Phúc bảo, cô nãy nãy ta nếu phản bội phúc bảo, làm ta đời này kiếp này bị ngàn người kỵ vạn người ác. Hương Hán cầm lời thề làm mỗi người đều một lời khó nói hết, này cũng quá độc ác đi, phúc bảo lại thu được một đợt công đức giá trị, có công đức giá trị lời thề, mới là chân chính lời thề. Phúc bảo, Đỗ Khang ta muốn đi theo làm tùy tùng làm ngươi nô tài, nhất sinh nhất thế, không, đời đời kiếp kiếp bất biến. Phúc Bảo hung hăng đánh đổ khang cánh tay một chút, hảo hảo thư không đọc, làm cái gì nô tài, bất quá nhìn đến đại gia bình yên vô sự, Phúc Bảo hoàn toàn yên tâm. Nương, ta đã đói bụng, Phúc Bảo ấm manh manh làm nũng nói. Mọi người, bọn họ vừa rồi nhìn đến chính là một cái giả tiên đồng. Vương Tiểu Nhị lôi kéo chính mình nương quỳ rạp xuống Phúc Bảo trước mặt, hắn vừa rồi nhìn đến Phúc Bảo quanh thân lập lòe nhẹ nhẹ kim quang, liền biết nhà bọn họ phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Phúc Bảo cô nương, ta vương gia mẫu tử hai cái tự nguyện bán mình vì nô, làm ngài cả đời nô tài, không, mười đời nô tài. Ta nhi tử nói rất đúng, Phúc Bảo cô nương, ta cũng tự nguyện bán mình cho ngươi vì nô, thế thế đại đại hầu hạ Phúc Bảo tiểu chủ tử. Bình An nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác, nhưng nếu làm vương nhị tiểu mẫu tử hai đi theo Phúc Bảo, không khỏi không phải một chuyện tốt, đến nỗi nô tài không nô tài, nhà hắn Phúc Bảo mới không để bụng đâu. Hương lão gia tử cũng thật bình tĩnh, hắn chút nào sẽ không lo lắng có người sẽ bán đứng Phúc Bảo, cho dù nhất thời động ý đồ xấu, Phúc Bảo cũng tuyệt đối sẽ có biện pháp đối phó bọn họ. Phú Quý cùng Phú Quý Tẩu đã đem củi đặt ở cùng nhau, chuẩn bị cấp Phúc Bảo nấu bữa tối, nhưng Lục Hoàng tử lại lôi kéo Phúc Bảo tay, mặt hướng phương Tây, bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh sắc. Rời xa hoàng hôn không trung dần dần tối sầm xuống dưới, biến thành một loại tươi đẹp màu lam, mà hoàng hôn biên không trung cũng bị nhiễm một hơi mỏng đỏ ửng, ở thay đổi thất thường đám mây hạ chậm rãi rớt xuống, xa hoa lộng lẫy. Mỗi người đều hướng tới phía trước nhìn lại, nhìn chậm rãi mặt trời lặn đều thực an tĩnh, tĩnh đến tựa hồ có thể nghe được người bên cạnh tiếng tim đập, nhưng lại cảm thấy thực ầm ỉ, kia quát động phong thanh âm, một khắc cũng không có đình quá. Nhân ngôn mặt trời lặn là thiên nhai, vọng cực thiên nhai không thấy da. Hương lão gia tử bỗng nhiên niệm nổi lên thơ từ, âm điệu bao hàm người đối diện tưởng niệm, hương nãy nãy nghe vậy cũng ướt mắt, nàng cũng tưởng niệm quê quán kia giường ấm, tưởng niệm kia mạo mùi hương đồ ăn. Dì tổ mẫu, dì tổ phụ, các ngươi yên tâm, ta thuận thế hàm nhất định sẽ cho các ngươi một cái da, một cái ấm áp như xuân, ấm áp như cũ da. Thuận thế hàm hai mắt cắt gao nhìn chầm chầm kia mặt trời lặng, trong lòng mãnh liệt mênh mông, một cái tâm niệm chặt chẽ chiếm cứ hắn trong óc, nếu làm hắn làm trung cung con vợ cả, kia đông thuận quốc tương lai liền từ hắn tới trưởng quản. Cha, nương, nếu không chúng ta đêm nay liền ở chỗ này ăn ngủ ngoài trời đi, thiên thực mau liền sẽ đen, xuống núi rất nguy hiểm. Bình An nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, xuống núi xa so lên núi nguy hiểm, huống chi vừa mới địa long xoay người, vạn nhất lại đến một lần, bọn họ nhưng không nghĩ lại vất vả Phúc Bảo. Phúc Bảo ở đỉnh núi tìm một cái tránh gió núi đá, làm đại gia tránh ở núi đá mặt sau, sau đó đốt một buổi tối lửa trại, lại nấu nhiệt nước sôi, rốt cuộc đuổi đi rét lạnh hơi thở. Mà Phú Quý Tẩu cũng đã đem cháo nấu hảo, còn ở cháo thả trứng gà cùng thịt khô, khi tươi ngon hương vị phiêu ra tới, mỗi người đều cảm giác được bụng đói nhúc nhích, nhưng rõ ràng địa long xoay người trước mới dùng cơm xong. Hương lão gia tử cái thứ nhất nằm xuống, lo lắng hải hùng, cuộc sống này quá đến quá kinh tủng, đám ám vệ cũng an bài hảo các đêm người, đều đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Phúc bảo hôm nay dùng tinh thần lực quá nhiều, lại là giúp đỡ huyễn hồ báo thù, lại là thúc giục đại võng, lại là thu động vật tiếng không gian, nàng rốt cuộc cảm giác được mệt mỏi. Lục hoàng tử đã sớm đem phúc bảo đệm chăn phô đệm chăn tự mình phô hảo, điệp phóng chỉnh tề, thậm chí chuẩn bị một chậu nước trong trong lòng thầm than phúc bảo thật ghê gớm đại võng như thế vững vàng liền một giọt thủy đều không có lậu ra tới lục hoàng tử lại làm sương mù chỉ định mấy cái ám vệ chờ ngày mai cổng mấy cái oa oa xuống núi khi thôn trưởng gia cùng hán hà gia oa oa tuổi tác quá tiểu liền đi đường đều lao lực làm cho bọn họ chính mình xuống núi quả thực người suy si nói mộng đến nỗi nữ quyến lục hoàng tử cũng không có cách nào lúc này hắn hối hận không có bồi dưỡng nữ ám vệ bất quá hiện tại bồi dưỡng cũng tới kịp Phúc Bảo còn nhỏ, chờ nàng cập kê thời điểm, nữ ám vệ cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Sáng sớm, một sợi ráng màu xuyên thấu qua đường chân trời, một chút đỏ tím chậm rãi dâng lên, từ ám đến minh, ngay sau đó một vòng hồng nhật dâng lên mà ra, khoảnh khắc ánh bình minh đầy trời, toàn bộ đỉnh núi biến thành kim sắc thế giới. Nhìn này huyến lệ vô song cảnh đẹp, mỗi người trong lòng đều sinh ra vạn trượng dũng cảm, bọn họ tránh thoát nạn hạn hán, tránh thoát địa long xoay người, nên đón bọn họ nhất định là hoạn lộ thêm thang chương 202 mai phục. Phúc Bảo duỗi một cái lười eo, đêm nay nàng ngủ đến thật tốt, sở hữu tinh thần lực cùng thể lực đều đã trở lại, thói quen tính tản mát ra tinh thần lực, hướng dưới chân núi nhìn lại. Chỉ là này một xem xét, đem Phúc Bảo cấp kinh trứ, sườn núi chỗ không biết khi nào, cư nhiên có thượng trăm cá nhân tụ tập, nhưng tối hôm qua rõ ràng không có. Lục Hoàng tử thấy Phúc Bảo sắc mặt không đúng, vội vàng đã đi tới, quan tâm nhìn Phúc Bảo, lo lắng nàng mệt mỏi hoặc là đói bụng, thậm chí nơi nào không thoải mái. Phúc bảo, ngươi sắc mặt không tốt, muốn hay không làm đại phu cho ngươi xem xem. Thế hàm biểu ca, sườn núi chỗ có rất nhiều người, đại khái thượng trăm cái, hình như là bỗng nhiên toát ra tới, ta tối hôm qua ngủ trước đều không có phát hiện. Phúc bảo nói, lục hoàng tử nhíu mày, có thể hay không là ngày hôm qua địa long xoay người sau, may mắn còn tồn tại dân đói, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể qua ở giữa sườn núi. Sương mù vội vàng xoay người, mang theo mấy cái ám vệ lặng lẽ xuống núi, có phải hay không dân đói, bọn họ chỉ cần đến gần một chút sẽ biết, ám vệ cùng dân đói trên người sở phát ra khí chất hoàn toàn bất đồng. Một chén trà nhỏ sau, sương mù đã trở lại, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn biết là ai, hẳn là tứ hoàng tử bên người tử sĩ, bọn họ cướp sạch tuần phủ phủ nha, tuần phủ khẳng định sẽ cùng tứ hoàng tử báo tin. Nơi này là hắn địa bàn, huống hồ hắn còn có Tây Thuận Quốc vì hắn chống lưng, muốn biết bọn họ hướng đi cũng không khó phái ra thượng trăm cái tử sĩ càng không phải một kiện việc khó lục hoàng tử sắc mặt cũng trắng vài phần bọn họ nơi này mới ba mươi mấy cái ám vệ phía dưới chính là thượng trăm cái tử sĩ như thế nào đánh cho dù đám ám vệ lại lợi hại nhưng tử sĩ cũng không phải ăn chay huống hồ nơi này còn có hương gia người bọn họ là vô tội dựa vào cái gì đi theo chính mình chịu chết cho nên chỉ có thừa dịp bọn họ còn không có công kích tới cái đột nhiên tập kích thế hàm biểu ca chúng ta có lương thực có thủy có thịt liền ở nơi này cùng bọn họ háo xem ai háo đến quá ai phúc bảo ý nghĩ rất đơn giản bọn họ này đoàn người có ăn có uống tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu lục hoàng tử cười này tuy rằng cũng là một cái kế sách nhưng đối phương lại không phải người chết một ngày đợi không được hai ngày đợi không được thế tất sẽ bò lên trên đỉnh núi tới ra tìm phúc bảo chúng ta không thể trốn ngược lại muốn chủ động xuất kích ta dẫn người qua bên kia nhìn xem nếu có thể đánh lén thành công vậy vĩnh tuyệt hậu hoạn lục hoàng tử nghiêm túc nói không được phúc bảo không nguyệt chủ tử nô tài cầu ngài chiếu cố hảo lục hoàng tử hắn chính là đông thuận quốc duy nhất con vợ cả không thể xảy ra chuyện a triệu trưởng quầy vội vàng ra tiếng ngăn cản phúc bảo ngạc nhiên triệu gia gia trước nay đều là một cái bình tĩnh lại hòa ái người tốt hôm nay cư nhiên vì lục hoàng tử đối chính mình tự xưng nô tài như vậy sao được triệu gia gia xin đừng sốt ruột ta làm bầy sói lại đây hỗ trợ đi. Sương mù ám vệ cùng lục hoàng tử đôi mắt đều sáng lên, bọn họ trong đầu nhớ lại tối hôm qua đám kia lan ngửa mặt lên trời gào rống bộ dáng, có môn. Triệu trưởng quầy cũng dựng thẳng bộ ngực, nếu Phúc Bảo có thể triệu hồi ra bầy sói, kia bọn họ những người này đi theo bầy sói mặt sau nhân cơ hội bắn tên, kia xác suất thành công nhưng đại đại đề cao. Sương mù, ngươi dẫn người đi xem xét một chút đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, nhất định phải cẩn thận, nếu là tử sĩ, bọn họ bản lĩnh khẳng định không ở các ngươi những người này dưới. Lục Hoàng tử nói. Phúc Bảo không có lên tiếng, nàng biết Lục Hoàng tử làm chính là đối, Phúc Bảo chỉ biết có bao nhiêu người, những người đó trên người có hay không lệ khí, hoặc là phúc khí, đến nỗi tử sĩ gì, nàng thật đúng là không hiểu. Hương gia người nhìn đến Phúc Bảo cùng Lục Hoàng tử ngồi ở cùng nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, bên cạnh triệu trưởng quầy cùng sương mù cũng liên tục gật đầu, liền biết bọn họ đang thương lượng sự tình gì. Hương lão gia tử tâm lại nhắc lên, hay là Phúc Bảo lại phát hiện gì sự tình, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương phòng bị lên. Muốn lấy ra tẩu hút thuốc cục trừ một ngụm, lại phát hiện thuốc lá sợi đã không có, Phú Quý mắt sắc, cười đứng lên, muốn đi theo Phúc Bảo đòi lấy một chút, hắn biết, hít sâu một hơi, người đã đứng ở đối phương trước mặt. Tới người nào, ta không giết vô danh hạng người. Dẫn đầu cười lạnh nói. Sương mù. Ngươi chính là sương mù, ha hả, rốt cuộc gặp mặt. Dẫn đầu trong lòng cả kinh, hoàn thành có 8 đại ám vệ, kiêu dũng thiện chiến cùng phong nguyệt tề sương mù, một cái là lệ thuộc triệu vinh triết, một cái tắc lệ thuộc lục hoàng tử. Đương nhiên đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng có bọn họ ám vệ, nhưng nếu có thể lấy đến ra tay, toàn bộ hoàng thành cũng sẽ không chỉ có 8 đại ám vệ nổi danh. Đao kiếm tề minh, sườn núi trung, hai đội nhân mã bắt đầu chém giết lên, sương mù ám vệ mang theo hơn 30 danh ám vệ, ở tiễn vũ dùng hết sau, đơn giản cùng đối phương dư lại gần 30 cá nhân đều động khởi tay tới. Phúc Bảo nhắm chặt con mắt, đem tinh thần lực tập trung ở sương mù trên người, nhìn chầm chầm bọn họ đánh nhau động tác, nhìn sương mù mỗi một cái tiếng thối, phi thường cẩn thận, sau đó cư nhiên cũng lấy ra một cây cây mây, bắt đầu khoa tay múa chân lên. Bên cạnh lục hoàng tử kinh ngạc khẽ nhất khai miệng, sương mù võ công kịch bản hắn quá quen thuộc, nhưng hiện tại Phúc Bảo thi triển ra tới nhất chiêu nhất thức cùng sương mù thế nhưng hoàn toàn giống nhau. Lục hoàng tử từ Phúc Bảo nhất chiêu nhất thức trong được ra đối phương võ công kịch bản, tâm rốt cuộc thả xuống dưới, nhìn như ngăn cản động tác hung hiểm kỳ thật sương mù đã lấp kín ở đối phương đường lui quả nhiên phúc bảo động tác theo sương mù biến hóa mà biến hóa lên nhất kiếm cầu vòng hoàng mỹ dừng hình ảnh lục hoàng tử trên mặt xuất hiện tươi cười hắn đám ám vệ lấy được tính quyết định thắng lợi những cái đó đám ám vệ nhìn ngã trên mặt đất không hề sinh lợi tử sĩ trong lòng có chút chua xót người khác gian khổ học tập khổ đọc chung quy có xuất đầu nhật tử mà bọn họ này đó ám vệ hoặc là tử sĩ chờ đợi bọn họ kết cục không phải giết chết người khác chính là bị người khác giết chết liền ở sương mù ám vệ xoay người khoảnh khắc rõ ràng đã chết dẫn đầu bỗng nhiên động một chút một thanh nho nhỏ phi kiếm hướng tới sương mù ám vệ phía sau lưng tâm bắn tới phúc bảo trong tay cây mây nhanh chóng bay đi ra ngoài nhưng khoảng cách xa xôi cây mây bay đến một nửa chui này nho nhỏ phi kiếm đã tới rồi sương mù ám vệ phía sau lưng phúc bảo trong lòng có chút tuyệt vọng sớm biết rằng có hôm nay cái này kết cục nàng hẳn là cũng cấp sương mù ám vệ một cây cây mây ít nhất có thể bảo mệnh a à nhưng phúc bảo bỗng nhiên ngốc lăng một chút sương mù ám vệ trên người bỗng nhiên xuất hiện một cây vòng tay trực tiếp đem chui này phi kiếm cấp trắng trở về phi kiếm càng là nhanh chóng tướng lãnh đầu yết hầu cấp cắt vỡ Gì? phúc bảo không khỏi buồn bực lên nàng tự hồ hẳn là không có cấp sương mù ám vệ cây mây a à, kia hắn cây mây nơi nào tới đảo mắt nhìn thoáng qua lục hoàng tử thủ đoạn hai tay cổ tay rỗng tuyết nga nguyên lai là lục hoàng tử đem chính mình kia căng cây mây cho sương mù ám vệ ân cái này biểu ca thật đúng là không tồi có thể như thế bảo hộ hắn thuộc hạ thật là cái hảo chủ tử phúc bảo vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên dừng lại sở hữu động tác nàng cảm giác được sương mù ám vệ điên cuồng dũng mãnh vào công đức giá trị cao hứng nước ra rồi miệng lục hoàng tử cái này vòng tay đưa đến giá trị a như vậy nhiều công đức giá trị đủ chính mình một ngày tu luyện cấp này đó đều cho ngươi phúc bảo một cao hứng trong tay liền nhiều một bó cây mây ra tới tuy rằng đang điền nội hương trương thụ ở oán giận nhưng Phúc Bảo cũng mặc kệ, tốt như vậy một cái tới công đức giá trị chiêu số cần phải nắm chắc hảo. Lục Hoàng tử chấn động, nhìn Phúc Bảo trong tay cây mây, thô sơ giản lược phỏng chừng, ít nhất có mấy chục căn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phúc Bảo cái này cây mây biến thành vòng tay là phi thường tinh quý, có thể được một con đã là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ, nào từng tưởng Phúc Bảo cư nhiên có thể lấy ra một đại bó. Triệu trưởng quầy đôi mắt lượng đến giống như ban ngày, vội vàng duỗi tay đoạt một cây quấn quanh ở trên cổ tay, cây mây tự động cuốn thành một cái vòng tay, an tĩnh đại ở triệu trưởng quầy trên cổ tay. Lục hoàng tử nhìn đến triệu trưởng quầy kia giống như nhặt được vô song trân bảo dáng vẻ, ánh mắt lóe lóe, là hắn kiến thức hạn hẹp, tự cho là đúng, này đó cây mây nhưng đều là có bạc đều mua không được thần khí, có thể bảo mệnh ám khí. Cảm ơn Phúc Bảo, thuận thế hàm thề, tương lai bổn hoàng tử như có thể bước lên đông thuận quốc hoàng đế bảo tọa, này Giang Sơn có Phúc Bảo một nửa. Chương 204 Tứ Hoàng tử phẫn nộ Phúc Bảo hoảng sợ, cái này lục hoàng tử nói loại này lời nói mấy cái ý tứ, bất quá mặc kệ, bởi vì cái này bà con xa biểu ca trên người phát ra công đức giá trị thật đúng là hương. Triệu trưởng quầy nhướng mày, này xem như đem tương lai hoàng hậu người được chọn cấp định ra tới, chỉ là không biết hoàng hậu nương nương có nguyện ý hay không, bất quá hắn tin tưởng hoàng hậu nương nương là nguyện ý, có thể cưới được có như thế thần thông tiểu tiên đồng, bọn họ nên cười trộn. Bên tai truyền đến hơi hơi tiếng vang, giải sương đám ám vệ đã trở lại, trở về việc đầu tiên chính là bắt tay trên cổ tay vòng tay cấp tháo xuống còn cấp lục hoàng tử chủ tử hôm nay này bảo bối chính là cứu thuộc hạ một mạng đâu sương mù trên mặt lại lộ ra cảm kích không cần hái được này đó ngươi lấy xuống phân công một chút mỗi người một cây nhớ kỹ đây chính là chân chính bảo bối ngươi đến thấy rõ ràng cấp lục hoàng tử trịnh trọng nói sương mù nhìn lén phúc bảo liếc mắt một cái kích động tay đều ở phát trung bọn họ tứ đại ám vệ một cái dấu ở hoàng hậu bên người một cái đi biên cảnh một cái bên ngoài tìm hiểu tin tức chính mình tắt đi theo lục hoàng tử mỗi người mỗi ngày đều ở vào nguy hiểm bên trong nếu có cái này bảo bối bọn họ giống như phụ gia một cái tánh mạng đương nhiên muốn xem rõ ràng mới có thể cấp chủ tử muốn hay không cấp phong nguyệt tề bọn họ cắt lưu một cây muốn ngươi phái hai người cho bọn hắn đưa đi vừa lúc đem này phong thư cho ta hoàng ngạch nương còn có này bảo bối cũng cho ta hoàng ngạch nương một cây đi ta thật đúng là lo lắng nàng. Lục hoàng tử tâm bỗng nhiên chua xót lên, hoàng ngạch nương đã từng nói qua, hoàng cung không phải người đãi địa phương, nhưng hoàng ngạch nương trừ bỏ hoang thệ, rốt cuộc đi không ra cái này địa phương. Sương mù ám vệ trong lòng cũng khó chịu lên, trước cho lục hoàng tử một cây, sau đó đem phải cho mặt khác tam đại ám vệ cùng hoàng hậu nương nương để lại ra tới, dư lại tắt từng cây phân công đi xuống. Những cái đó ám vệ lúc ấy dễ thân mắt thấy cái kia vòng tay cứu chính mình dẫn đầu một mạng, trong lòng hâm mộ không thôi, nào từng tưởng dẫn đầu cư nhiên đem như thế quý giá thần thông cho bọn họ, nháy mắt ướt đôi mắt. Đây là nguyệt chủ tử cho các ngươi bảo mệnh thần khí, các ngươi phải hảo hảo mang, ngàn vạn đừng đánh mất, còn có, việc này không được lộ ra ngoài. Sương mù nghiêm túc nói, hắn nhưng không nghĩ Phúc Bảo gặp phải nguy hiểm, tuy rằng Phúc Bảo bản lĩnh muốn so với bọn hắn đại, nhưng làm một cái mới 7 tuổi nữ hoa vì bọn họ thiệp hiểm, hắn nhưng làm không được. Đám ám vệ toàn bộ nửa quỳ xuống dưới, đó là bọn họ đối lục hoàng tử cảm kích, trong lòng lại càng cảm kích Phúc Bảo, mấy ngày này ở chung xuống dưới, bọn họ đều tâm như gương sáng. Phúc Bảo nuốt một ngụm nước miếng, lại tới nữa, này sống công đức giá trị chịu, cơ hồ chờ để được với một tuần tu luyện năng lượng, giá trị, quá đáng giá. Thế hàm biểu ca, nếu yêu cầu, ta còn có thể cho ngươi một chút, bất quá cũng không nhiều lắm, ngươi đến thận trọng điểm cấp đi ra ngoài. Phúc Bảo cười tủm tỉm nói, kỳ thật hương chương thụ được chính mình linh lực, đã cành lá tốt tươi, nơi nào sẽ lấy không ra trăm ngàn căn cây mây, chỉ là mỗi một cây cây mây đều chứa đầy phúc bảo linh lực. Phúc bảo tự giác hiện tại còn chưa đủ cường đại, chiếu cố không được nhiều như vậy ngoại phóng cây mây, cho nên mới sẽ tính kế cấp, bằng không linh lực hao hết, khi căn cây mây cũng chỉ là một cây bình thường cây mây mà thôi. Lục hoàng tử cái mũi đau xót, liên tục gật đầu, hắn phải cho người thật đúng là quá nhiều, trấn quốc hầu phủ lão phu nhân cùng hầu gia, uy viễn tướng quân phủ lão tướng quân, đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, những người này đều là hắn chí thân. Cảm ơn Phúc Bảo, hiện tại tạm thời còn không cần, chờ yêu cầu thời điểm, biểu ca hỏi lại ngươi muốn. Phúc Bảo gật gật đầu, tay nhỏ vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ ăn, đó là phú quý tẩu bọn họ quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới thức ăn, hiện tại tiện nghi này đó ám vệ. Đám ám vệ nguyên bản được cây mây biến thành vòng tay đã cao hứng không thôi, không nghĩ tới ác chiến một hồi sau còn có cái gì ăn, nhìn đến trước mắt xuất hiện thức ăn, tự chủ cực cường bọn họ cũng trộn nuốt nước miếng từ bọn họ đi theo lục hoàng tử ra cung tị nạn trên cơ bản đều là quá nửa đói lửng dạ nhật tử kia vẫn là ở lục hoàng tử phi thường nỗ lực tìm lương thực dưới tình huống hiện tại có phúc bảo bọn họ cơ hồ mỗi bữa cơm đều có thể ăn no ăn được có đôi khi sương mù dẫn đầu còn sẽ lấy ra món ăn hoang dã cho bọn hắn tìm đồ ăn ngon quả thực giống như rớt vào phúc trong ổ sương mù nhìn bọn họ biểu tình liếc mắt một cái trong lòng vừa lòng không cần phải nói này giúp nhãi con cùng hắn giống nhau đã đem phúc bảo cũng trở thành chính mình chủ tử địa vị cơ hồ cùng lục hoàng tử giống nhau cao lục hoàng tử bọn họ rốt cuộc có thể xuống núi phúc bảo lấy ra cây mây làm cho bọn họ lôi kéo cây mây đi xuống chỉ cần nắm giữ hảo bí quyết tốc độ khẳng định có thể mau đứng lên chỉ là tương đối phí dày còn có phí quần tứ hoàng tử cơ hồ là một đêm vô miên từ hắn thu được tuần phủ tin biết được toàn bộ tuần phủ phủ nha bị cướp sạch không còn liền biết lục hoàng tử đã tới mấy ngày này bọn họ muốn thiết kế lục hoàng tử rốt cuộc lấy được công hiệu đường bị đổ lục hoàng tử bọn họ quả nhiên chỉ có thể lên núi lên núi bọn họ liền phái tử sĩ lên núi diệt bọn hắn chỉ là tối hôm qua đất trung núi chuyển phỏng chừng lục đệ hẳn là chết ở kia nơi sơn long xoay người trúng bằng không hắn tử sĩ đến bây giờ còn không có trở về khẳng định là ở tìm kiếm bọn họ thi thể đều nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể chưa thấy được thi thể bọn họ cũng không thể giao trướng hiện tại đã gần chạng vàng, như thế nào còn không có động tĩnh, xem ra lục hoàng tử bọn họ thật sự bị chôn, phải biết rằng ở núi đá đào người vẫn là thực phí thời gian. Người tới, phái cá nhân đi xem một chút, tình huống rốt cuộc như thế nào. Tứ hoàng tử trong lòng sốt ruột, vẫn là làm người đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Đúng vậy. Một cái bóng dáng xuất hiện lại biến mất, đó là tứ hoàng tử bên người lợi hại nhất bên người ám vệ, ám vệ mang theo vài người nhanh chóng đi vào bọn họ che giấu giữa sườn núi sườn núi chỗ an tĩnh không tiếng động ám vệ bản năng cảnh giác lên nhanh chóng che giấu chính mình thân ảnh sau đó chậm rãi xem xét lên đương hắn nhìn đến đầy đất thi thể không khỏi chấn động phải biết rằng đây chính là tứ hoàng tử bên người sở hữu tử sĩ nếu toàn bộ diệt vội tứ hoàng tử đem gặp phải không người nhưng dùng nông nổi ám vệ đem chính mình hô hấp điều thấp lại điều thấp sau đó khẽ meo meo ra ở này đó thi thể giữa nhìn bọn họ chết tương sau ám vệ không khỏi có chút hồ đồ một bộ phận người vết máu mơ hồ cổ họng có thực rõ ràng dấu cắn, đó là gặp giả thú công kích, còn có một đại bộ phận người chết vào tiễn vũ, những cái đó mũi tên đều cắm ở bọn họ cổ họng, dư lại một bộ phận người hẳn là chết vào vật lộn chung. Ám vệ hít sâu một hơi, trong phút chốc không thấy bóng dáng, trăm tới cái tử sĩ, chính là hoàng đế lão nhân bên người thị vệ cũng không nhất định có thể đánh thắng được, chẳng lẽ lục hoàng tử đã trưởng thành đi lên. Một canh giờ sau, bóng dáng xuất hiện ở tứ hoàng tử trước mặt, tứ hoàng tử nhìn ám vệ một trương đã biến sắc mặt, trong lòng không khỏi lột bột một chút, hay là ra ngoài ý muốn. Những đại tính tình nghe xong ám vệ miêu tả cảnh tượng, cả người lông tơ đều dựng lên, hắn tự hồ cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng lại lại tìm không thấy ngọn nguồn. A. À, thuận thế hàm, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. A. À, tứ hoàng tử đối với không trung lớn tiếng kêu to, trong mắt lại chảy ra nước mắt, hắn tử sĩ cứ như vậy toàn quân bị diệt, kia hắn về sau lộ nên như thế nào đi. Chương 205 biến thái tứ hoàng tử chủ tử, biên cảnh triệu đại tướng quân đã đem ngươi chế tạo ôn dịch sự tình cấp bẩm báo hoàn thành đi, nghe nói còn có chứng cứ. Một cái ám vệ đứng cách tứ hoàng tử 3 mét xa khoảng cách nói. Cái gì chứng cứ, là ai tìm được? Tứ hoàng tử sắc mặt giống như gan heo, hắn đã cấp giận công tâm. Là lục hoàng tử bên người phong ám vệ, cùng triệu đại tướng quân liên thủ tìm được rồi, đến nỗi cái gì chứng cứ, thuộc hạ không biết. Ám vệ lại trộn lui về phía sau một bước. Ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, ta muốn ngươi gì dùng. Tứ hoàng tử bạo nộ, tùy tay thao khởi trên bàn chung trà hướng tới ám vệ ném qua đi. Ám vệ không có động, ngạnh sinh sinh ăn cái này đau, cái tráng huyết chậm rãi chảy xuống dưới, cũng không duỗi tay đi lau, chỉ là cúi đầu, đôi tay vẫn là chắp tay thi lễ trạng. Tứ hoàng tử ném một cái chung trà, trong lòng lửa giận tựa hồ phát tiết một ít, ngó cái kia ám vệ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đi xuống đi. Ám vệ công công thân thể, lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi buông xuống trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng tứ hoàng tử bên người tử sĩ đã xong rồi như vậy bọn họ này đó ám vệ sẽ đấu tranh anh dũng ám vệ nguyên bản chính là vi chủ tử mà sinh vi chủ tử mà chết nhưng bọn họ cái này chủ tử một lời khó nói hết xuẩn xem như xuẩn về đến nhà bị tây thuận quốc hoàng đế cấp chơi đến đầu đầu chuyển phải biết rằng tứ hoàng tử mẹ để chỉ là tây thuận quốc đưa cho đông thuận quốc lễ vật mà thôi tuy rằng là công chúa thân phận nhưng đây là thật công chúa sao đương nhiên là thế thân buồn cười cái này tứ hoàng tử biết rõ chính mình mẹ đẻ là giả công chúa, thật đúng là đem chính mình trở thành Tây Thuận Quốc cháu ngoại, muốn ở Tây Thuận Quốc lưu điều đường lui, vạn nhất Đông Thuận Quốc đoạt đích thất bại, hắn có thể đi Tây Thuận Quốc. Hắn nào biết đâu rằng Tây Thuận Quốc hoàng đế giả tâm, Đông Thuận Quốc đất rộng của nhiều, nhân gia đã sớm mơ ước Đông Thuận Quốc, chỉ là thực lực thấp hèn, mới dựa vào Đông Thuận Quốc mà thôi. Hiện tại Tây Thuận Quốc nương tứ hoàng tử Tây, chậm rãi ngầm chiếm quốc chi biên giới, nếu không có triệu đại tướng quân bảo hộ, bọn họ đã sớm bị Tây Thuận Quốc trở thành nô lệ. Tứ hoàng tử nhìn đến ám vệ đi ra ngoài, quán hận phun ra một ngụm trọc khí, nhưng vẫn là cảm thấy ngực khó chịu, bên trong tựa hồ có một cổ hờn dỗi còn không có tản mát ra đi. Nghĩ nghĩ đứng dậy đi hậu viện, nơi đó có hắn từ Tây Thuận Quốc mang về tới nữ nhân, khi cảm giác có thể so đông Thuận Quốc nữ nhân cường tráng nhiều. Chính là hậu viện nhiều như vậy nữ nhân, hắn đi nữ nhân kia nơi này hảo đâu, tứ hoàng tử lâm vào trầm tư trung. Ân, Liền đi lớn lên đẹp nhất cái này đi, tuy rằng tâm linh không thể nghĩ thông suốt, nhưng tú sắc khả sang A. À. Tứ hoàng tử bước chân càng đi càng nhanh, trong lòng kia cổ tà hỏa đã sắp áp không được. Cô nương, tứ hoàng tử hướng tới chúng ta sân mà đến, ngươi mau chuẩn bị lên. Một cái nha hoàng nhanh chóng chạy đến trong viện, đối với bên trong đang ở theo thù cô nương nói. Cô nương sắc mặt trắng nhật, nhanh chóng đem kim chỉ tàn hảo, bằng không tứ hoàng tử phát điên tới, này đó châm liền phải chọc đến chính mình trên người tới người đâu? Bên ngoài truyền đến tứ hoàng tử không mau thanh âm. Cung nên điện hạ. Cô nương vội vàng chạy đi ra ngoài, nhìn đến tứ hoàng tử đã đi vào nàng sân nội, tâm không khỏi rung lên một chút, nhưng vẫn là cố gắng trấn định hành lễ, thanh âm vẫn duy trì kiều mị. Ân, khởi đi. Tứ hoàng tử nghe được kia nũng nịu thanh âm, không mau tâm hơi hơi hoảng chuyển, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đi mau vài bước, ngón tay tùy tiện nâng lên cô nương hàm dưới, thưởng thức này trương phù dung ánh trăng ân, dưỡng đến không tồi, bổn hoàng tử nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hôm nay liền xem ngươi. Nói xong một phen giữ chặt nữ nhân cánh tay, thấp trống trống hướng tới nội viện đi đến. Nữ nhân cánh tay bị xả đến sinh đau sinh đau, nước mắt hàm ở trong mắt, muốn rớt không xong, bộ dáng này ở tứ hoàng tử trong mắt, quả thực là trực tiếp gợi lên hắn dục niệm. Xé kéo. Tứ hoàng tử một phen xé nát quần áo của mình, bên tai truyền đến kia cẩm tú bị xé rách thanh âm, thật sự dễ nghe duỗi tay kéo lấy quần áo làng váy một chút lại một chút xé rách lên xé kéo xé kéo thanh âm này làm tứ hoàng tử tâm tình thoải mái lại càng thêm thả bay lên hắn tự hồ nhìn đến chính mình cầm một phen sắc bén tiểu đao ở lục hoàng tử trên người cắt thịt xé kéo xé kéo một cái lại một cái thịt cấp cắt xuống dưới a à. bên tai truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô đánh thức điên cuồng tứ hoàng tử tứ hoàng tử nhìn thoáng qua trên mặt lại lộ ra tươi cười răng rắc răng rắc. A. À, cốt cách đức kể thanh âm cùng với thê lương kêu thảm thiết làm tứ hoàng tử sắc mặt ửng hồng, chính là thanh âm này có thể làm hắn cảm giác càng thêm phấn chấn. Bên ngoài đứng hai cái nha đầu liếc nhau, đều súc nổi lên cổ, cô nương tiếng kêu thật sự quá thảm thiết, hiện tại hậu viện những cái đó các cô nương đều sợ hãi tứ hoàng tử tới cửa, kia không phải ân sủng, mà là ngược đãi. Không biết qua bao lâu, bên trong tiếng kêu càng ngày càng nhẹ, dần dần không có thanh âm hai cái nha đầu không biết như thế nào cho phải, tiếng hoặc là không tiếng, ở các nàng rối rắm thời điểm, tứ hoàng tử kêu thủy thanh âm truyền ra tới. Hai cái nha đầu sắc mặt trắng nhật, nhưng chính mình bán mình khế cùng người nhà đều ở tứ hoàng tử trong tay, các nàng không dám không nghe theo, nhanh chóng mang tới ấm áp thủy, trung trung rẩy rẩy bưng đi vào. Tứ hoàng tử rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi ra, hai cái nha hoàng vội vàng hành lễ, cung tiễn tứ hoàng tử, thẳng đến không thấy được tứ hoàng tử thân ảnh, mới thở ra một hơi, cảm giác được phía sau lưng lạnh băng miên lai đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh xoay người nhìn trên giường cô nương trước mắt hết thảy làm các nàng hai cái không rét mà run cô nương cô nương ngươi thế nào muốn hay không thỉnh phủ y nha đầu kêu vài biến đều không thấy cô nương có đáp lại sợ tới mức vội vàng dùng tay đặt ở cô nương mũi hạ cảm giác được mỏng manh hơi thở âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi cô nương đã bất tỉnh nhân sự chúng ta muốn hay không đi theo tứ hoàng tử nói a à? Ngươi ngốc a, à, tứ hoàng tử rời đi thời điểm khẳng định biết, ngươi đi nói không phải dê vào miệng cọp. Kia, nếu không đi thỉnh phủ y lại đây xem một cái đi, bằng không cô nương liền. Thỉnh đi, tổng so phế đi hảo, ngươi giúp cô nương đắp chăn đàng hoàng. Một cái khác nha đầu đi ra ngoài, hướng phủ y phương hướng chạy tới. Tứ hoàng tử biệt viện ít nhất có 10 cái phủ y, bọn họ vừa thấy đến nha đầu, liền biết lại có cô nương chịu tội, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm lấy hồng thuốc đi theo nha đầu đi ra vừa đi tiếng nội thất, nhìn đến một nữ nhân hoành nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, vội vàng dùng khăn lụa che lại nữ nhân thủ đoạn, bắt đầu bắt mạch. Nhà ngươi cô nương mạch đập hỗn loạn, hơi thở cũng thực không xong. Tuy rằng không có sinh mệnh chi ưu, nhưng tự hồ bị thương nghiêm trọng, không biết hai vị nhưng làm tại hạ xem một cái bị thương chỗ. Hai cái nha đầu mặt xoát đỏ lên, ngượng ngùng một trận, một cái nha đầu đem chăn một góc nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra hình dạng quái dị chân bộ, Phủ y vừa thấy liền biết này chân là bị sống sờ sờ bẻ gãy, không khỏi thầm than một hơi, cái này tứ hoàng tử cũng quá biến thái, nhưng chữa bệnh là hắn chức trách, chỉ có thể lấy ra tấm ván gỗ cùng thuốc mỡ. Chương 206 mưu đồ bí mật. Đại phu, mặt khác một chân cũng là cái dạng này. Nha đầu nhẹ giọng nói, lại xốc lên bên kia chăng, quả nhiên, một khác chân cũng là bị sống sờ sờ cấp bẻ gãy. Phủ y nhìn về phía nữ nhân này trong mắt lộ ra tiếc hận, thương ở cái này địa phương, cho dù hai cái đùi đều trị hết về sau cũng sẽ ảnh hưởng đi đường bởi vì người bị thương địa phương quá tới gần riêng tư chỗ cách chăn bông không thể băng bó phủ y cũng không coi nam nữ đại phòng trực tiếp xốc lên chăn bông động thủ trị liệu lên nhưng liền này liếc mắt một cái phủ y động tác nhanh rất nhiều hắn đã mặc kệ nữ nhân này hay không sẽ đau tỉnh dù sao đã phế đi tứ hoàng tử phỏng chừng sẽ không lại đến nơi này nha đầu tự hồ biết phủ y ý tưởng cũng đều sau này lui một bước mặc cho phủ y thô lỗ cho các nàng gia cô nương đồ gói thuốc rác, suy nghĩ lại không biết bay đến chạy đi đâu. Tứ hoàng tử đi vào thư phòng, phát tiết qua đi hắn đầu óc tự hồ thanh minh rất nhiều, làm ám vệ triệu tập mấy cái phụ tá, đại gia thương lượng một chút như thế nào đối phó lục hoàng tử. Những cái đó phụ tá trung có hơn phân nửa là Tây Thuận quốc người, bọn họ cũng đã được đến tin tức, trong lòng ghét bỏ cái này tứ hoàng tử thật sự là quá xuẩn. Nhiều như vậy tử sĩ hoàn toàn có thể trên mặt đất long xoay người sau trực tiếp công lên đỉnh núi, thừa dịp lục hoàng tử bọn họ còn chưa điều chỉnh lại đây, giết hắn cái trở tay không kịp. Nhưng bọn họ cố tình phải đợi, chờ lục hoàng tử bọn họ xuống núi thời điểm, tới một cái đột nhiên tập kích, hiện tại bị đột nhiên tập kích người là bọn họ Tây Thuận Quốc tử sĩ, tổn thất trọng đại A. Nhưng trước mắt bọn họ còn dùng đến cái này ngu xuẩn, còn không phải là tổn thất trăm tới cái tử sĩ sao, chỉ cần có bạc, tử sĩ muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nói đến bạc, tứ hoàng tử tâm lột bột một chút, có chút cảnh giác nhìn này mấy cái phụ tá liếc mắt một cái hắn đào đến mỏ bạc sự tình biết đến người sẽ không vượt qua một bàn tay chẳng lẽ này đó phụ tá cũng biết bổn hoàng tử tiền tiêu hàng tháng không nhiều lắm trên người sở hữu bạc đều là dựa vào những cái đó bất nhập lưu thu vào sinh hoạt cho nên không như vậy nhiều bạc mua tử sĩ chúng phụ tá nhìn nhau trong lòng rồi lại ghét bỏ lên một cái hoàng tử muốn bạc không bạc muốn người không ai còn nghĩ đoạt đích nếu không phải nhà mình hoàng đế muốn mua đoạt bọn họ giang sơn Quỷ tài để ý tới cái này ngu xuẩn. Ta trở về cùng hoàng thượng bẩm báo một chút, nhìn xem còn có hay không nhưng dùng tử sĩ. Một cái phụ tá rốt cuộc nhả ra, thái độ này làm tứ hoàng tử thực vừa lòng, muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, các ngươi tưởng cái gì đâu. Bước tiếp theo ta hảo đệ đệ khẳng định muốn đi tỉnh thành, các ngươi xem nên cho ta đệ đệ một cái cái dạng gì lễ vật?" Tứ hoàng tử hỏi. Các phụ tá lại nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện. Bọn họ có thể âm thầm xúi dục tứ hoàng tử động thủ diệt trừ con vợ cả, nhưng làm cho bọn họ tự mình động thủ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tứ hoàng tử đợi một hồi, thấy không ai nói chuyện, trong lòng thất vọng càng lúc càng lớn, mọi người đều cho rằng chính mình xuẩn, nhưng hắn có biện pháp nào, trừ bỏ dựa vào Tây Thuận Quốc, hắn lấy cái gì cùng hắn cắt huynh để đấu. Đại hoàng tử muốn bạc có bạc, muốn nhân mạch có nhân mạch, lục hoàng tử càng thêm khó lường, hoặc nhìn nhỏ nhất yếu nhất, nhưng hắn mẹ để là hoàng hậu còn có trấn quốc hầu phủ cùng uy viễn tướng quân phủ chống lưng. Hắn có cái gì, trừ bỏ một cái bị trở thành lễ vật giả công chúa mẹ đẻ, còn có mấy cái phòng hắn giống phòng lan dường như hoàng đế lão cha cùng huynh đệ, hắn còn có cái gì? Phốc! Tứ hoàng tử trong miệng bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, đem mấy cái phụ tá cấp sợ tới mức vội vàng đứng lên, kêu la thỉnh phủ y. Tứ hoàng tử sờ sờ chính mình ngực, này khẩu huyết nhổ ra lúc sau, hắn ngực tự hồ thoải mái rất nhiều, vẫy vẫy tay, không cần thỉnh phủ y, kia đều là một đám lang băm, bất kham trọng dụng. Các phụ tá nhìn đến tứ hoàng tử học máu, lấy cớ làm tứ hoàng tử nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, từng bước từng bước đều trùng mất, tứ hoàng tử cũng thực chắc chắn, nên đưa người bọn họ không dám không tiễn. Lục đệ, ta ở tỉnh thành chờ ngươi. Tứ hoàng tử cầm lấy trên bàn sách một chi lang hào, hung hăng bẻ gãy, cười ha ha nói. Nhưng ám vệ lại có tin tức truyền tới, hắn ở tỉnh thành sở hữu sòng bạc bị thiêu hủy, địa long xoay người cũng làm hắn những cái đó trang hoàng đến xa hoa dị thường kỷ viện cũng đều thành phế tích, bên trong cô nương chết chết, thương thương. Tứ hoàng tử cổ họng một ngọt, lại là một cổ máu tươi phun tới, lúc này đây ám vệ nhanh chóng tránh né, hắn nhưng không nghĩ bị phun đến đầy mặt máu tươi, nhưng cũng tri kỹ làm người cấp tứ hoàng tử đổ một ly nước trà. Thật lâu sau lúc sau, tứ hoàng tử trong mắt chuyển động một chút, nhìn còn cong eo đối chính mình chắp tay thi lễ trạng ám vệ, tay giật giật, ám vệ vội vàng thẳng thắn thân thể, cái này động tác quá phế eo. Tuần phủ đâu, hắn đang làm gì? Tuần phủ đại nhân cùng muối vận sử đại nhân đang ở bên trong thành cứu tế. Cứu tế, hắn phủ nha không phải bị cướp sạch không còn sao, nơi nào có bạc cứu tế, chẳng lẽ lấy chính là bổn vương khai thác ra tới bạc. Tứ hoàng tử nhảy dựng lên, thật sự là quá kích động, trong tầm tay chung trà bị hắn ném đi, nước trà chảy ra. Là muối vận sử đại nhân đem ra tài tan hết, lấy ra muối phủ sở hữu lương thực cùng bạc, làm tuần phủ đại nhân tổ chức phủ binh cứu tế. Ám vệ trả lời nói, trong lòng lại đối muối vận sử đại nhân kính trọng không thôi. Muối vận sử, tuần phủ nhạc phụ, hắn điên rồi sao? Tứ hoàng tử có chút không hiểu được cái này muối vận sử mạch não, thật vất vả trữ hàng nhiều như vậy tài sản, lại ở ngay lúc này tan hết. Đi, đi Tây Thuận Quốc Hoàng Cung. Tứ hoàng tử bỗng nhiên cảm giác được một tia rét lạnh, đó là đối bên người người cùng sự nắm chắc không được cái loại này sợ hãi, cho nên hắn hiện tại cần thiết muốn tránh một chút. Lục hoàng tử mang theo đại gia Hạ Sơn, giờ này khắc này bọn họ nhìn đến núi đất sạt lở sau ngăn chặn sở hữu con đường, hiện trường trước mắt vết thương, không khỏi thầm than may mắn chính mình bên người có Phúc Bảo. Phúc Bảo lại đem tinh thần lực tán phát đi ra ngoài, dưới chân núi đá phía dưới, mai tán không biết này số dân đói thi thể, xem bọn họ chết thảm bộ dáng, cũng đều là muốn thoát đi, nhưng vẫn là tán thân với núi đá dưới. Tiếp tục thăm dò, chỉ cần phát giác có sinh mệnh dấu hiệu, nàng đều phải cứu thượng một cứu quả nhiên công phu không phụ lòng người rời đi núi lớn xa hơn một chút địa phương thật đúng là cảm giác được sinh mệnh hơi thở thế hàm biểu ca bên kia còn có người tồn tại chúng ta đi cứu người thuận thế hàm do dự một lát vội vàng gật đầu đoàn người hướng tới phúc bảo theo như lời phương hướng chạy tới đám ám vệ trong tay kiếm hương gia nhân thủ giao trẻ củi chờ công cụ đều biến thành khai quật máy móc trong tay không có công cụ cũng đều dùng đôi tay dọn khai từng khối cục đá dựa theo Phúc Bảo chỉ thị, muốn đem núi đá phía dưới người cấp cứu ra. Phúc Bảo trong tay cây mây cũng bay lên, những người đó lực căn bản nâng không nổi tới cục đá, ở cây mây dưới sự trợ giúp, dễ như trở bàn tay thay đổi một chỗ. Những cái đó còn có sinh mệnh hơi thở người bị bọn họ từng bước từng bước nâng ra tới, có chút chặt đứt chân, có chút bị thương nội bụng, còn có phá tướng, chỉ là đương nhất bên cạnh một người bị nâng ra tới khi, Phúc Bảo có chút ngốc lăng. Chương 207 Cứu Người Cha, người này có phải hay không rau thơm tỷ tỷ a? À? Phúc Bảo hỏi. Hương Phú Quý nhìn trước mắt một trương vết máu loang lổ, lại lây dính không ít bụi bặm mặt, yên lặng thở dài một hơi, thật đúng là hương lão nhị gia đại khuê nữ. Phú Quý thúc, cứu cứu ta muội muội, các nàng. Rau thơm ngón tay chính mình bên cạnh thổ địa, bởi vì thời gian dài thiếu thủy, nàng trong cổ họng cơ hồ phát không ra thanh âm, dùng hết sức lực mới phát ra nghẹn ngào lại hàm hồ thanh âm các nàng tỉ muội ba người lúc trước bị hương lão nhị vứt bỏ, liền cướp đoạt xe đẩy tay thượng gạo thóc cùng thủy, nguyên bản cho rằng còn có thể ai thượng hai ngày, không ngờ đồng thời bị vứt bỏ mẹ ruột rồi lại đoạt các nàng đồ ăn. Cũng may rau thơm đã đối bọn họ này đối cha mẹ tuyệt vọng, hiện tại thiên tai nhân họa, ai còn chú trọng cái hiếu đạo, trực tiếp cùng chính mình mẹ ruột tư đánh lên, hai cái muội muội mới lại nhân cơ hội đoạt lại một ít đồ ăn. Các nàng lo lắng cho mình đoạt tới đồ ăn lại phải bị những người khác đoạt, cho nên tránh ở một khối núi đá mặt sau, may mắn chỉ là bị trên núi lăn xuống tới cục đá chôn nhợt nhạt một tầng. Hảo, ngươi yên tâm. Phú Quý cho dù nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng từ nàng động tác cũng có thể biết cái một vài, vội vàng gật đầu đáp ứng. Phú Quý tẩu cũng đem trên người túi nước đem ra, lại cầm một cái chén, đổ nửa chén nước đút cho rau thơm uống, rau thơm nhìn đến bát nước, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận bát nước uống lên lên. Chỉ là mới uống một ngụm liền dừng tay, phú quý tẩu biết nàng tưởng đem thủy để lại cho chính mình muội mùi uống không khỏi toan cái mũi là cái hảo hài tử đáng tiếc vận mệnh không tốt đâu. hai đến như thế gia đình uống đi chúng ta ở trên núi phát hiện nguồn nước tích góp rất nhiều thủy đáng tiếc địa long xoay người nguồn nước cũng không thấy phú quý tẩu an ủi nói rau thơm nghe xong phú quý tẩu nói lúc này mới uống lên lên nước mắt lại một viên một viên rớt ở bát nước lại tiến vào nàng trong bụng không bao lâu Hoa thơm cùng hương đậu cũng đều bị đào ra tới, chỉ là hoa thơm đã không có hơi thở, nàng vì che chở chính mình muội muội, đầu bị một cục đá cấp tạp phá, huyết lưu tẩn mà chết. Hương đậu cũng là hơi thở thoi thóp, nguyên bản chỉ còn thiếu dinh dưỡng nàng, đói bụng một ngày, lại khác không biết bao nhiêu thời gian, chỉ nhìn một cách đơn thuần khoát nước môi liền biết có bao nhiêu thiếu thủy. Phú quý tẩu lại đổ nửa chén nước trong, cầm một khối tiểu vải bông, dính thủy dễ chịu nàng đôi môi, chậm rãi, thủy một giọt một giọt vào ít hầu, người chậm rãi thanh tĩnh lại đây. Thím, tỷ tỷ của ta đâu? Tiểu cô nương vừa mở mắt ra liền hỏi, thanh âm khàn khàn hàm hồ. Rau thơm nghe được chính mình muội muội thanh âm, vội vàng bò lại đây, tỷ muội hai cái ôm nhau lên, đương hương đậu biết được chính mình nhị tỷ đã không có hơi thở, suy sút ngồi ở bên cạnh lau nước mắt. Phúc Bảo không có cùng các nàng nói chuyện, mà là tiếp tục dùng tinh thần lực điều tra núi đá hạ sinh mệnh thể, không ngừng chỉ huy cây mây phối hợp lục hoàng tử người khai quật. Địa Long xoay người là ngày hôm qua trạng vạn phát sinh, Ly hiện tại đã 12 cái canh giờ, cho nên đến nhanh hơn tốc độ cứu người, bằng không cho dù đào ra cũng không nhất định cứu đến sống. Triệu trưởng quầy đi theo đại phu hai người, trước cứu trị có thể cứu sống trọng thương dân đói, sau đó lại căn cứ thương tình nặng nhẹ tới cứu trị, bọn họ dược liệu không nhiều lắm, chỉ có thể trước cứu trầm trọng nguy hiểm dân đói. Sương mù bật lửa sáng bóng tử, đem toàn bộ địa phương chiếu sáng lên, phương tiện phúc bảo bọn họ cứu người, bị cứu ra người càng ngày càng nhiều, làm bọn hắn vui mừng chính là đại bộ phận người cư nhiên đều là hương chương thôn thôn dân. Các thôn dân nhìn đến cứu bọn họ ra tới chính là hương lão gia tử cùng thôn trưởng bọn họ, không khỏi gào khóc lên, cái loại này đưa mắt không quen lại thiếu chút nữa bị cục đá tạp chết tuyệt vọng, ở nhìn đến hương lão gia tử bọn họ thời điểm, hoàn toàn bắn phóng ra. Hán lâm A, ngươi rốt cuộc tới A, khẳng định là ông trời phù hộ chúng ta, ô ô. Hán lâm thúc, cảm ơn ngươi, nếu các ngươi lại muộn một ngày, chúng ta liền âm dương lưỡng cách A, ô ô. Thiếm, ngươi ở nấu cơm, ta bị thương không nặng, có thể giúp ngươi sao? Phú quý ca, các ngươi không có vào thành sao, sao lại về rồi? Phú quý vô lực trả lời, bọn họ đã cởi lực, chỉ có thể ngồi trên mặt đất tu chỉnh một chút. Thẩm diệu cầm biết chính mình không thể thêm phiền, nhưng cũng khả năng cho phép nhặt mấy tảng đá, dựng mấy cái giảng dị bếp lò, bắt đầu nấu nổi lên cơm chiều, không lâu liền có các thôn dân lại đây hỗ trợ hôm nay cơm chiều là mỏng cháo cùng ngọc diện bánh bột ngô ngọc diện bánh bột ngô lạnh liền sẽ phát ngạnh nếu thiếu thủy càng thêm khó có thể nuốt xuống cho nên xé nát đặt ở cháo uống là phương pháp tốt nhất những cái đó thôn dân không nghĩ tới này đó cháo thực cư nhiên có bọn họ phân vội vàng đi gạch ngói đá vụn trung tìm kiếm còn có thể dùng chén đũa đều vui rạo rực bắt đầu tế khởi ngủ tạng miếu kia ôm năng cháo tiến vào trong miệng lại nuốt đi xuống ấm miệng ấm dạ dày càng ấm tâm dân đó nhóm nhìn hương gia cùng ám vệ kia một đội nhân mã, cảm kích chi tình dấu ở trong lòng. Nơi này lửa trại cùng sáng bóng tử hấp dẫn tỉnh thành nội phủ binh, bọn họ nguyên bản cho rằng ngoài thành người đều bị núi đá cấp tạp đã chết, khi từng dự đoán được cư nhiên còn có người sống. Phủ binh tướng chính mình nhìn đến bẩm báo cho đề đốc, đề đốc ánh mắt sáng lên, hắn lâu tìm lục hoàng tử không, hoài nghi lục hoàng tử liền ở trên núi. Tối hôm qua địa long xoay người làm hắn sốt ruột không thôi, nguyên bản muốn mang binh ra khỏi thành lên núi tìm người, nơi nào dự đoán được tuần phủ đại nhân thế nhưng liên hợp muối vận sử đại nhân cứu tế, hắn chỉ có thể phối hợp. Muối vận sử cái này hành động làm hắn thanh danh nháy mắt nhắc lên, bên trong thành cư dân bởi vì có hắn lấy ra tới lương thực cùng thủy, ở tuần phủ an bài hạ, có nơi ở tạm, cũng có no bụng mỏng cháo. Đề đốc đối này cũng thực vừa lòng, dẫn dắt chính mình thủ hạ mãn thành chạy, tận lực cứu ra mỗi một cái cư dân, làm thương tổn hàng đến thấp nhất, đến đổi ngoài thành cái kia bị núi đá lấp kín con đường, Tha thứ bọn họ không có đủ sức người sức của tới xử lý. Bất quá hiện tại phát hiện có người, vẫn là muốn đem bọn họ mang vào thành nội, rốt cuộc kia tòa sơn khi nào lại đất lỡ, thật vất vả chạy ra tới mệnh liền không có. Đương đệ đốc mang theo phủ binh thật vất vả lật qua núi đá đôi đi vào Lục hoàng tử nơi này, nhìn đến một đám rõ ràng không phải dân đói háng tử khi, đôi mắt so trên tay sáng bóng tử còn muốn sáng sủa, Lục hoàng tử, khẳng định là Lục hoàng tử người. Ba bước cũng làm hai bước Giang nan hướng lục hoàng tử bên người dựa, xem trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái hán tử, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt còn chấp động rõ ràng sát ý. Ta là tỉnh thành đề đốc, nhìn nơi này có ánh lửa, liền biết còn có người tồn tại, hiện tại sắc trời đã đen, vì phòng ngừa địa long lại lần nữa xoay người, bị thương dân đói, cho nên ta muốn mang các ngươi vào thành. Sương mù nhìn lục hoàng tử liếc mắt một cái, thấy hắn hơi không thể thấy gật đầu, cũng ôm quyền cảm tạ, làm đám ám vệ đem người tập trung lên, vết thương nhẹ người chính mình đi, trọng thương người nâng đi. Phúc bảo tinh thần lực dùng đến quá nhiều, đầu óc nhất trừ nhất trừ đau, nhưng hiện trường những cái đó bị cứu dân đó nhóm, bọn họ trên người tản ra cuồn cuộn không ngừng công đức giá trị, tuy rằng thật nhỏ, lại cũng có thể giảm bớt phúc bảo tinh thần lực vô dụng. Thuận thế hàm đi vào phúc bảo bên người, duỗi tay kéo lại tiểu cô nương tay nhỏ, vào tay mềm ấm tinh tế, làm lục hoàng tử tâm không khỏi rung động một chút. Phúc bảo dùng sức hấp thu lục hoàng tử trên người công đức giá trị, quá thuần tịnh thoải mái, thế nhưng không có chú ý tới chính mình tay nhỏ bị người nắm ở trong tay. Chương 208 tìm được mỏ bạc vị trí. Lúc này đây cửa thành không còn có cái nào quan binh dám thu chịu vào thành bạc, trơ mắt nhìn một đám lại một đám dân đói vào thành. Đều có người đi theo tuần phủ cùng muối vận sử bẩm báo, hai người nhìn nhau, đều nghĩ tới lục hoàng tử, có thể ở như thế đột nhiên địa long xoay người trung giữ được tánh mạng, phi lục hoàng tử mặt chút. Hắn lại xen lẫn trong dân đói trong đàn vào thành, chỉ là lúc này đây tuần phủ đại nhân đối lục hoàng tử vào thành đã không có quá lớn địch ý hắn nghe xong chính mình con rể nói đối lục hoàng tử cũng bắt đầu kính sợ lên đương nhiên hắn kính sợ không phải lục hoàng tử bản nhân mà là trợ giúp lục hoàng tử thiên hồ một cái đọc đủ thứ thi thư tuần phủ đại nhân đương nhiên minh bạch thiên hồ cao quý lục hoàng tử tư nhiên có thể vào thiên hồ mắt trên người tự nhiên là có khí vận bọn họ khổ đọc thi thư thận trọng từng bước còn không phải là vì một cái cảnh tú tiền đồ đầu nhập vào tứ hoàng tử cũng là vì cảm thấy hắn hai bên đều có thể dựa thượng thắng tỷ lệ đại nhưng lục hoàng tử này một con hắc mã bỗng nhiên liền chạy trốn ra tới đem mặt ngoài lực lượng ngang nhau đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cấp hoàn toàn so đi xuống chuyện gì như thế hoảng loạn tuần phủ nhìn đến quản gia vội vã và chạy vào cao mày hỏi lão gia đề đốc phái người tới báo những cái đó dân đói đã vào thành thỉnh lão gia thích đáng an bài bọn họ chỗ ở quản gia vội vàng trả lời nói tuần phủ nhìn về phía muối vận sử làm lục hoàng tử ở nơi nào tuần phủ phủ nha sao hắn dám để cho lục hoàng tử trụ lục hoàng tử cũng không nhất định dám ở muối vận sử lắc đầu đây là ngươi địa phương mọi việc đương nhiên là có người an bài khiến cho bọn họ ở tại thành nam chùa miếu đi nơi đó nhà ở không có sập hơn nữa vẫn là quan miếu giống nhau dân đói căn bản là đi không được nơi đó tuần phủ suy nghĩ một chút nói quản gia vội vàng xoay người đi ra ngoài phủ binh còn đang chờ hắn tin tức đâu để đốc nghe được tuần phủ an bài, trong lòng mắng một câu cáo già, bất quá như vậy an bài rõ ràng là tuần phủ đại nhân biết này phê dân đói có quý nhân. Hắn mang theo lục hoàng tử một đại ba người mênh mông cùng cuộn hướng quan miếu phương hướng đi đến, phúc bảo theo thường lệ vẫn là đem tinh thần lực buông ra, nhìn mãn thành sập phòng ốc, tâm không lý do đau một chút. Nàng tinh phách không gian hiểu rõ chi bất tận lương thực, hữu dụng chi không nghĩ nước sông, chính là kém một cái cơ duyên, một cái đem lương thực cùng thủy lấy ra tới cơ duyên lục hoàng tử tự hồ minh bạch phúc bảo tâm tư ở nàng bên tai nói nhỏ nói phúc bảo chờ dàn xếp xuống dưới ta đi tìm tuần phủ chúng ta có bạc có thể đi phương nam mua sắm lương thực cùng thủy mau chóng giải quyết nơi này khốn cảnh phúc bảo có chút sinh khí nhìn lục hoàng tử hỏi như thế đại tình hình tai nạn nhà ngươi hoàng đế lão nhân mặc kệ sao thuận thế hàm khiếp sợ hắn cũng không dám như thế xưng hô chính mình hoàng đế lão cha nhưng nghĩ đến phúc bảo thần thông không khỏi bật cười một cái tiểu tiên đồng sao lại sợ hãi nhân gian thiên tử. Cha ta không biết phát ra nhiều ít cái hoàng lệnh, làm địa phương quan viên khai thương cứu tế, càng là hoa vốn to từ phương Nam vận thủy, nhưng trời cao hoàng đế xa, những cái đó tham quan chẳng những không có khai thương cứu dân, ngược lại tham ô triều đình phát xuống dưới cứu tế bạc. Lục hoàng tử phẫn nộ nói. Phúc bảo minh bạch, bọn họ hương chương huyện huyện thừa khẳng định cũng là tham ô ngân lượng mới chạy trốn, tri phủ càng là một cái đại sâu mọt, thà rằng làm trắng bóng bạc cùng lương thực nằm ở kho hàng, cũng không muốn quản dân chúng chết sống. Đến nỗi cái này tuần phủ, càng không phải người tốt, bằng không một cái tuần phủ nơi nào có thể tích góp trăm vạn lượng bạc, không đúng, bọn họ sau lại lại bổ thượng, vậy thuyết minh nơi khác còn có bạc. Phúc Bảo không nói, chuyển động khởi bản mạng Nguyên Châu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này tuần phủ còn ở nơi nào ẩn giấu bạc, lần này liền đem hắn trừ tận gốc đi. Tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, thực mau Phúc Bảo liền phát hiện một ngọn núi, dựa theo nàng đối sơn hiểu biết, vừa thấy liền biết đây là một tòa khu mỏ, chỉ là không biết trong núi là quảng sắt vẫn là mỏ vàng hoặc là mỏ bạc. Tinh thần lực hướng tới này tòa khu mỏ kéo dài qua đi, di, trong núi có sinh mệnh hơi thở, hơi thở ở sơn trong bụng, nhìn kỹ liếc mắt một cái. Ít nhất năm, 60 điều sinh mệnh hơi thở. Những người đó ăn mặc rách tung tóe có chút người thậm chí liền giày đều không có, để chân trần dựa ở trên vách núi đá ngủ, phỏng chừng những người này là đào quặng thợ mỏ đi. Phúc Bảo lại tiếp tục xem xét lên, động bích bị đào gồ ghề lồi lõm, bên trong tựa hồ có ngân quan hiện lên, dọc theo uống lượng con đường điều tra qua đi, con đường cuối có một đạo đại cửa sắt, đại trên cửa sắt còn có một đạo đại khóa, bên cạnh ngồi mấy cái trông coi người. Này đó cá nhân nhật tử thật đúng là hảo quá, một cái bàn thượng thả mấy cái đĩa thức ăn, trong tay còn có một bầu rượu, thường thường uống một ngụm, thường thường đứng lên đi một chút, như vậy có thể giải lao. Phúc Bảo tinh thần lực xuyên thấu qua đại cửa sắt, Nhìn đến bên trong là một cái rất lớn sơn động, trong sơn động phóng đầy từng khối hắc màu xám cục đá, nhưng Phúc Bảo đã xuyên thấu qua cục đá cho thấy nhìn đến bên trong điểm điểm ngân quang. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy bạc a, Phúc Bảo trên mặt lộ ra tươi cười, nguyên lai like cái này tuần phủ đem bạc giấu ở chỗ này, trách không được cướp sạch hắn trăm vạn lượng bạc, nhân gia căn bản là không để bụng. Này tòa khu mỏ rất lớn, nhưng chân chính có mỏ bạc địa phương cũng bị bọn họ đào đến không sai biệt lắm, nhìn mắt bị đào đến trống vắng đẳng động bụng. Phúc Bảo cảm thấy đào ra khoáng thạch cùng trong sơn động khoáng thạch số lượng không khớp. Tự hồ thiếu một nửa, kia một nửa kia đi nơi nào, hay là bị cái này tuần phủ đại sâu mọc cấp ăn luôn, Phúc Bảo chưa từ bỏ ý định, điều chỉnh một chút góc độ, lại xem xét lên. Dưới chân núi còn có một cái tinh xảo tiểu viện tử, vì sao kia sân sẽ sáng lên, Phúc Bảo rốt cuộc phát hiện bí mật, nguyên lai cái này sân đều là dùng từng khối từng khối gạch bạc dựng mà thành. Chỉ là ở gạch bạc bên ngoài lại bao vây thượng một tầng tầng đá vụn trách không được nhìn qua như vậy tinh xảo, kia đá vụn hẳn là dùng tâm tới bao vây đi. Đó là ai nơi ở, nàng rất thích cùng Sơn vì lân A, nếu không liền đem cái này Sơn chiếm cho riêng mình, Phúc Bảo tươi cười càng sâu một tầng. Phúc Bảo, ngươi làm sao vậy? Lục Hoàng tử nhìn đến Phúc Bảo tập trung tinh thần nhìn một chỗ, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thâm, nho nhỏ má lúng đồng tiền cơ hồ có thể buông một cái ngón út đầu. Thế hàm biểu ca, ta nhìn đến mỏ bạc. Phúc Bảo cười tủm tỉm tới gần lục hoàng tử bên tai nói. Này! Bọn họ hơn 30 cái ám vệ các lượt hướng tỉnh thành quanh thân tìm kiếm, chính là tìm không thấy mỏ bạc, thành công nhập trú tuần phủ phủ nha làm xa phu ám vệ nhưng thật ra đề qua một miệng, tỉnh thành có tòa sơn, hắn giá xe ngựa đi qua. Nhưng sở hữu ám vệ tới rồi bên kia, là có thể cảm giác được một cổ cường hãng hơi thở, căn bản không có biện pháp tiến vào nơi đó xem xét một vài, kia từng tưởng Phúc Bảo tiến thành liền biết mỏ bạc nơi địa phương phúc bảo nơi đó có phải hay không có tòa sơn còn có một tòa phòng ở hẳn là còn có mấy cái mạnh mẽ cao thủ thủ vệ lục hoàng tử hỏi cao thủ phúc bảo lại nhìn qua đi trừ bỏ thợ mỏ cùng kia mấy cái thủ vệ không gì cao thủ a à, có lẽ mấy người này chính là lục hoàng tử trong miệng cao thủ nhưng bọn họ đều đãi ở trong sơn động bất quá kia tòa tinh xảo cục đá trong phòng cũng nằm một người ngăn trở phúc bảo muốn đem phòng ở thu vào không gian ý niệm đến nỗi người này có phải hay không cao thủ Phúc Bảo tỏ vẻ nàng không biết. Chương 209 tạm thời ở xuống dưới. Lục Hoàng tử mắt lạnh nhìn thoáng qua bốn phía, thiên quá hắc, hắn ánh mắt cũng không bằng Phúc Bảo, cho dù có sáng bóng tử, nơi xa cảnh tượng cũng là mơ mơ hồ hồ. Lục Hoàng tử quyết định hôm nay buổi tối trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai buổi tối liền mang theo sương mù cùng Phúc Bảo, đi cướp sạch kia tòa mỏ bạc, phải biết rằng địa long xoay người, mãn thành kỷ viện bị hủy, trên cơ bản đã chặt đứt tứ hoàng tử tới tiền chiêu số, khi nếu mỏ bạc bị kiếp, hẳn là sẽ nổi điên đi. Nghĩ đến đây, lục hoàng tử trên mặt cũng lộ ra tươi cười, kia tươi cười, làm bên cạnh sương mù ám vệ nhìn trong lòng mau mau, chủ tử sẽ không lại nghĩ tới cái gì tổn hại người chiêu số đi. Nơi này là quan miếu, ngày thường không đối bình dân mở ra, nhưng hiện tại đại tai ở phía trước, tuần phủ đại nhân cùng bổn đề đốc quyết định cho các ngươi tạm thời ở nơi này. Đề đốc cao giọng kêu lên, ánh mắt lại nhìn lục hoàng tử những người này. Lục hoàng tử trong lòng buồn cười, cái này Đề đốc tự hồ cố ý kết giao chính mình, vậy cho hắn cơ hội, nếu thật sự như Phủ thành tổng lĩnh A đại giống nhau, kia hắn là có thể thật sự đem cái này tỉnh thành khống chế lên. Sương Mù liếc mắt một cái liền minh bạch Lục Hoàng tử ý tứ, nhưng hắn còn phải hảo hảo nhìn xem, cái này Đề đốc rốt cuộc là hữu là địch, chờ Phủ binh nhóm an bài chỗ ở khi, Đề đốc đã đi tới. Các ngươi cứu người có công, cho nên bổn Đề đốc mang các ngươi đi trên cùng nhà ở, bất quá trên cùng nhà ở thiếu, các ngươi liền mang theo chính mình người nhà là được lục hoàng tử trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hàng quang, người nhà của hắn hiện tại hắn bên người người nhà chính là phúc bảo bọn họ toàn gia chẳng lẽ những người này tưởng động nhà hắn người đề đốc vừa thấy đến lục hoàng tử ánh mắt liền biết tự mình nói sai này đó hoàng thân quốc thích từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh quá khủng bố cũng làm cho bọn họ dưỡng ra ai cũng không tin thất khiếu linh lung tâm ta ý tứ là trên cùng nhất thanh tịnh không có người có thể quấy rầy cho nên phúc bảo theo đề đốc ngón tay nhìn về phía mặt trên Nguyên lai là một gian gian thiện phòng, trung gian còn có một cái thiện phòng đặc biệt đại, lạnh lẽo, chỉ có một cái khoác áo cà sa hòa thượng ở gõ kinh niệm Phật. Phúc Bảo vừa nghe liền biết hắn niệm chính là vãng sinh chú, không khỏi đối cái này lão hòa thượng rất là kính nể, một người yên lặng siêu độ ủng mạng linh hồn, ẩn sâu công cùng danh. Quan trong miếu tiểu hòa thượng đều đã ra tới, tự động tự giác phối hợp phủ binh nhóm, vì bọn họ dẫn đường, nói cho đại gia nơi nào là phòng chất củi, nơi nào là phòng bếp, chỉ là củi cùng lương thực, còn có bếp cụ cần tự bị sương mù làm một nửa ám vệ trước đi lên chuẩn bị một chút sau đó mang theo phúc bảo cùng hương lão gia tử bọn họ lên núi để đốc trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ những người này khuôn mặt đặc biệt là phúc bảo có thể bị lục hoàng tử che chở ở cánh chim hạ khẳng định không phải giống nhau người chẳng lẽ là tứ công chúa nhưng không đúng a à, lục hoàng tử phía sau cái này cô nương còn không phải là tứ công chúa sao kia khí chất thỏa thỏa không cần nghĩ nhiều nhất thượng tần thiện phòng có chính gian trừ bỏ cái kỷ niệm kinh đại thiện phòng, còn có lão hòa thượng chỗ ở, có thể trụ người nhà ở cũng chỉ có 7 cái phòng. Triệu trưởng quầy vội vàng an bài lên, Phúc Bảo đương nhiên muốn cùng nàng nải nải cùng nương ở cùng một chỗ, khi đem tứ công chúa tắt qua đi không quá phận đi. Còn có đại tẩu cùng thẩm diệu cầm, các nàng cũng muốn làm bạn ở bà mẫu bên người, đến nỗi hán cầm cùng thôn trưởng còn có hán hà gia nữ quyến, hơn nữa vương tiểu nhị nương, tắt ở tại Phúc Bảo cách vách một cái nhà ở. Hương lão gia tử cùng ba cái nhi tử còn có bốn cái tôn tử ở cùng một chỗ, thôn trưởng cùng hán hà còn có đồ tể mang theo bọn họ tôn tử ở tại một gian. Dư lại tam giang, lục hoàng tử một mình chiếm cứ một cái nhà ở, còn có hai cái nhà ở sẽ để lại cho triệu trưởng quầy cùng ám vệ bọn họ, chẳng qua là ngủ một giấc địa phương, không cần nhiều kỹ tính. Cũng may này một tầng thiện phòng diện tích đều không nhỏ, còn thuộc bổn phận thất cùng ngoại thất, nội thất tiểu một chút, liền một cái giường lại thêm một cái bàn vuông cùng hai điều băng ghế ngoại thất muốn so nội thất lớn rất nhiều, phú quý tẩu tìm tới điều chổi, đem mặt đất quét đến không còn một mảnh, trải lên vải dầu, lại trải lên đệm chăn phô đệm chăn, chính là một cái đại giường chung. Hương nãi nãi làm phúc bảo cùng thẩm diệu cầm còn có tứ công chúa ngủ ở nội thất trên giường, một cái là công chúa, một cái là thai phụ, còn có một cái là hương gia chí bảo, đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố. Các nàng những người này liền tại ngoại thất trên mặt đất ngủ, dù sao ở sơn động mấy ngày nay cũng là như vậy lại đây, Phúc Bảo không muốn, nào có làm nải nải ngủ dưới đất. Cuối cùng hương nải nải không lay chuyển được Phúc Bảo, liền nàng cùng thẩm diệu cầm ngủ giường, Phúc Bảo cùng phú quý tẩu còn có đại tẩu các nàng cùng nhau ngủ bên ngoài, tứ công chúa không muốn cùng Phúc Bảo tách ra, trực tiếp nằm ở nàng bên kia. Đại tẩu vừa muốn đóng cửa lại chuẩn bị ngủ, rau thơm cùng hương đậu chạy tới, lập tức quỳ gối cửa cầu xin nói, thím, cầu ngài mua ta cùng muội muội đi, nếu không phải các ngươi, ta cùng tam muội đã sớm cùng nhị muội giống nhau, chết ở nơi đó đại tẩu hoảng sợ, nhìn khóc đôi mắt đã sưng đỏ rau thơm, còn có bên. Cảnh thấp giọng nức nở hương đậu, không khỏi nổi lên khó tới, nhà bọn họ bí mật quá nhiều, cũng liền giới hạn trong bên người những người này đã biết. Hơn nữa này hai đứa nhỏ cha mẹ cùng đệ đệ không biết tồn tại vẫn là đã chết, nếu đã chết ngược lại dễ làm, không cha không mẹ cô nhi cũng hảo đắn đo. Đại tẩu khó xử khoảnh khắc, hương nảy nảy nghe được động tĩnh đi ra, nhìn tỉ muội hai cái vẻ mặt ôn hòa nói. Rau thơm a à, không phải nãy nãy không muốn mua ngươi, mà là ngươi cha mẹ cùng đệ đệ hiện tại không biết sống hay chết, nếu bọn họ còn ở nhân thế, các ngươi không có bọn họ ân dấu ngón tay, sở hữu mua bán công văn đều là không tính. Nãy nãy, nếu chúng ta giống hương nguyên giống nhau, cùng bọn họ viết đoạn thân công văn, các ngươi còn nguyện ý mua chúng ta tỉ muội hai cái sao? Trao thơm trên mặt xuất hiện một tia hy vọng, nàng đương nhiên biết hương nãy nãy nói đều là đúng. Không được, nếu ngươi bởi vì muốn tự bán tự thân mà đi cầu kết thúc thân công văn, chúng ta đây hương gia thành cái gì, hảo hảo đi theo người trong thôn đi tìm một chỗ trụ đi, có thể tới nơi này khẳng định sẽ có một ngụm cháo uống. Hương nãi nãi vẫn là cự tuyệt. Rau thơm sắc mặt suy sụp đi xuống, ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến đang ở như đi vào cõi thần tiên Phúc Bảo, vội vàng nhào tới, lôi kéo Phúc Bảo tay áo lắc lắc, Phúc Bảo muội muội, ta có thể làm ngươi nha hoàng sao. Phúc Bảo chính tập trung tinh thần lực đang xem kia tòa khu mỏ đâu, bỗng nhiên bị người xả một chút, thật đúng là bị khiếp sợ, thu hồi tinh thần lực, trong ánh mắt mang theo oán trách nhìn rau thơm liếc mắt một cái. Ta không cần nha hoàng, cái này cho ngươi, đi theo triệu trưởng quầy mua chút lương thực đi. Phúc bảo tùy tay từ tay áo túi lấy ra vài đồng tiền bạc vụn, đặt ở rau thơm trong tay nói. Rau thơm nhìn đến bạc, nước mắt lập tức rớt xuống dưới, tuy rằng chỉ là vài đồng tiền bạc vụn, cũng không biết có thể hay không mua một chén gạo lứt, nhưng Phúc bảo mới bao lớn, 7 tuổi oa so với chính mình muội muội còn nhỏ nhị tuổi đâu. Phúc bảo, cảm ơn, ta mang muội muội đi xuống, ta cầu Bồ Tát phù hộ Phúc Bảo, cả đời bình bình an an, khỉ nhạc an khang. Phúc Bảo cảm nhận được rau thơm công đức giá trị, trong lòng cả kinh, cẩn thận nhìn mắt rau thơm, không nghĩ tới như thế bình phàm một cái tiểu cô nương, cư nhiên có lớn như vậy công đức giá trị, chẳng lẽ. Chương 210 tuyết rơi. Phúc Bảo lại nhìn mắt hương đậu, từ một cái khác tay áo túi móc ra một khối đường mạch nha, nhét vào hương đậu trong miệng, hương đậu tỉ tỉ, ăn khối đường. Hương đậu hoảng sợ, nàng tự hồ thật lâu thật lâu không có nếm đến đường hương vị, phúc bảo thật tốt, liền như vậy tinh quý đồ vật đều có thể đưa cho chính mình. Cảm ơn phúc bảo muội muội, đường thật ngọt. Phúc bảo cảm giác được hương đậu công đức giá trị, ân, cùng cẩu đảng không sai biệt lắm, xem ra về sau cái này rau thơm hẳn là có đại tiền đồ người, chỉ là không biết tiền đồ ở nơi nào. Hương đậu thừa dịp rau thơm không chú ý, đem trong miệng đường khối cắn thành hai nửa, một nửa nhét vào rau thơm trong miệng, rau thơm bị chính mình muội muội làm cho ngượng ngùng, vội vàng cáo từ, nhưng hai người trên mặt cũng lộ ra tươi cười, một đôi mắt cũng tràn ngập quang hoa, đó là một loại hy vọng lộng lẫy. Đêm đã khuya, mỗi người đều mệt không nhẹ, tùy tiện rửa mặt một chút liền nằm xuống ngủ, không trong chốc lát, các thiện phòng đều truyền đến tiếng ấy, tự hồ tiến hành khò khè thi đấu, xem ai tiếng ấy nhất vang. Phúc Bảo lặng lẽ ngồi dậy, đối mặt cửa sổ, tinh thần lực tán phát mở ra, toàn bộ tỉnh thành trên bầu trời, khi minh khi ám, nỗi lơ lửng kết bè kết đội không biết làm sao linh hồn ai, làm người cũng thật khó. Phúc Bảo đáy lòng phát ra ai tháng, nhắm mắt lại, một trương cái miệng nhỏ khép khép mở mở, vãng sinh chú theo nàng tinh thần lực tán phát đi ra ngoài, kia vãng sinh chú giống như dài quá cánh tiểu tinh linh, hướng tới những cái đó linh hồn bay đi. Những cái đó bàn hoàng vô thố linh hồn, bỗng nhiên cảm giác được từng đạo kim quang gần sát, đều chen chút tới, sau đó đi theo này từng đạo lóe nhẹ nhẹ kim quang chú ngữ, bay về phía tân bước ngoặt. Một cái khác trong thiện phòng lão hòa thượng, gõ mỏ tay dừng một chút, đôi mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại, đáng tiếc gì cũng nhìn không tới, rốt cuộc vẫn là tư chất không đủ a, à, tu luyện vài thập niên, chỉ là tu ra hiểu được. Sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, trên bàn đồng hồ cát vừa vặn lậu xong, lão hòa thượng tùy tay đem đồng hồ cát quay cuồng, tân một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Xoa xoa đã nhức mỏi thủ đoạn, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi tới, thế nhưng hỗn loạn phiến phiến bông tuyết. Tuyết rơi, ông trời cư nhiên tuyết rơi. Lão hòa thượng không màng trên người hàng ý, ngẩng đầu nhìn không trung, chắp tay trước ngực, xem ra này lo lắng nạn hạn hán đã qua đi, trên mảnh đất này bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Hương nãi nãi sáng sớm tỉnh lại liền cảm thấy một cổ hàng khí bức người, vội vàng đi bọc hành lý đem áo bông phiên ra tới, lúc này mới phát hiện Phúc Bảo đứng ở cửa sổ sững sờ. Hương nãi nãi vội vàng trước đem Phúc Bảo áo bông tìm ra tới, chạy đến Phúc Bảo trước mặt, đem áo bông khoác ở Phúc Bảo trên người, ngoan bảo A, hôm nay tựa hồ hạ nhiệt độ, ngươi mau mặc vào áo bông. Phúc Bảo không có lên tiếng, nàng đôi mắt nhìn chầm chầm giữa không trung, nhìn kia tầng tầng lưu vân trào dân, tự nước chảy thác nước, kia phiến phiến bông tuyết từ lưu vân phiêu nhiên rơi xuống, như khóc như tố. Hương nải nải theo Phúc Bảo ánh mắt nhìn đi ra ngoài, trên bầu trời lã tả lã tả bông tuyết làm nàng trong lòng vui mừng, tuyết rơi, kia nạn hạn hán có phải hay không kết thúc. Vội vàng giúp đỡ Phúc Bảo mặc tốt áo bông, lại đi bọc hành lý phiên hậu quần áo, nhưng phiên tới phiên đi đều tìm không thấy hương lão gia tử cùng phú quý bọn họ áo bông chỉ có thể lại tới tìm phúc bảo phúc bảo lúc này mới thu hồi tầm mắt tay nhỏ vung lên trên mặt đất nhiều nhất nhất đôi tiểu sơn đủ loại áo bông vải vóc đều có đem cái tứ công chúa cao hứng trực tiếp liền nhào hướng tiểu sơn ông áo bông cười ngây ngô vì tổ mẫu ta còn tưởng rằng ta sẽ đông chết đâu vẫn là phúc bảo lợi hại tuy nhiên có nhiều như vậy áo bông còn có bông cùng vải vóc ta phải làm một kiện áo bông ân cùng phúc bảo trên người giống nhau áo bông. Hương nãi nãi chua xót nhìn cái này thân phận kiều quý tứ công chúa, một cái đường đường đích công chúa, cư nhiên còn lo lắng cho mình sẽ bị đói chết cùng đông chết, này ăn người hoàng cung. Các nữ nhân đều động lên, trừ bỏ thẩm diệu cầm, mỗi người đều bước đi vội vàng tới tới lui lui, trước phải cho nhà mình tướng công hài tử đưa hậu quần áo, lại muốn chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Lục hoàng tử sáng sớm liền đánh một cái đại đại hắc xì, đem cái sương mù ám vệ khẩn trương sắc mặt đều thay đổi, hắn sáng sớm liền cảm giác được hạ nhiệt độ, chỉ là hiện tại canh giờ còn sớm, không dám đi quấy rầy Phúc Bảo bọn họ. Nhìn đến Phúc Bảo thiện phòng cửa mở, vội đứng ở cửa chắp tay thi lễ cười làm lành, hắn chủ tử muốn tăng thêm quần áo đệm chăn, chỉ có thể tìm Phúc Bảo bọn họ. Hương nãy nãy liếc mắt một cái liền nhìn đến cái này sương mù, từ nhỏ sơn giống nhau quần áo đôi tìm ra hương thiên áo bông quần bông, còn có một giường lớn thật dày đệm chăn đưa qua, nàng cái kia bà con xa tiểu cháu ngoại vô cùng có khả năng chính là về sau hoàng đế cũng không thể đông lạnh hỏng rồi. Sương mù ám vệ vô cùng cảm kích, liên tục nói lời cảm tạ, chạy như bay hướng Lục hoàng tử thiện phòng phóng đi, chờ hắn đem đệm chăn phô khai, mới phát hiện bên trong cư nhiên còn có một bộ người trưởng thành hậu quần áo. Xem này quần áo lớn nhỏ tự hồ, hẳn là phú quý đi, sương mù không chút nghĩ ngợi liền xuyên lên, hôm nay bỗng nhiên hạ nhiệt độ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Lục hoàng tử mặc xong, trực tiếp liền đi tìm Phúc Bảo, hắn một buổi tối không có ngủ trong đầu tưởng chính là cái kia mỏ bạc sự tình. Phúc bảo, ngươi ăn đồ ăn sáng sao? Thế hàm biểu ca, ngươi làm người đêm này đó lương thực cùng vải vóc đưa đến phía dưới đi, những người đó đại bộ phận đều là chúng ta hương chương thôn người, trước chiếu cố một vài đi. Phúc bảo từ tinh phách không gian nội lấy ra mấy chục túi bắp, còn có một ít vải thô thô miên, làm lục hoàng tử tìm người đưa đi xuống, thuận thế hàm nhìn này đó gạo thóc, trong lòng lại có kế hoạch. Phúc bảo, mặc kệ là ai, đều không có ăn không uống không đạo lý, Ta muốn cho bọn họ làm việc, dựa vào chính mình lao động tới thu hoạch thức ăn như thế nào. Tùy ngươi. Phúc bảo đối này cũng không để ý, nàng trả giá thiện tâm đồng thời, cũng có thể đạt được công đức giá trị, đây là một cái song thắng cục diện, cũng không để ý quá trình. Triệu trưởng quầy mang theo đám ám vệ đi xuống, hiện tại ám vệ đã không phải ám vệ, lắc mình biến hóa trở thành triệu trưởng quầy bên người tùy tùng, trong tay cầm bắt cùng bao lớn bao nhỏ vải thô thô miên. Hương chương thôn các thôn dân sáng sớm lên nhìn đến tuyết rơi, Đều hoang hô lên, đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nếu tuyết hạ đủ đại, là có thể dưỡng một dưỡng quê nhà thổ địa, năm sau là có thể canh tác. Nhưng chờ đến năm sau có thể canh tác, lại chờ trong đất lúa mạch bắp trường lên, bọn họ cũng đều không sai biệt lắm chết đói, cho nên việc cấp bách chính là muốn tìm sống làm, hoặc là đi bên ngoài nhìn xem có hay không thi cháo địa phương. Rau Thơm liếc mắt một cái liền nhìn đến Triệu trưởng Quầy bọn họ xuống dưới, vội vàng đón đi lên, Triệu trưởng Quầy nhìn Rau Thơm tỉ muội hai đông lạnh đến trung bần bật rồi lại không suy sút bộ dáng, trong lòng cũng cho các nàng điểm cái tán, hảo kiên cường hài tử. Các ngươi sẽ việc may vá đi. Sẽ, sẽ. Trao thơm ánh mắt sáng lên, nàng nhìn đến triệu. Chưởng quầy phía sau những người đó trong tay đồ vật, trong lòng đã có chút minh bạch, quyết đoán gật đầu, phải biết rằng cái này chưởng quầy lão gia hỏi chính là có thể hay không, mà không phải được không. Chương 211 Lục Hoàng tử cứu tế. Này đó vải vóc bông là dùng để làm áo bông, dựa theo tiệm vải quy cũ, làm một bộ áo bông quần bông nhưng đắt thủ tiền công 50 văn, bất quá hiện tại bạc không đáng giá tiền, chúng ta đổi thành tam thăng bắc. Ta làm, ta sẽ làm áo bông quần bông. Rau thơm vội vàng trả lời nói, tam thăng bắc, các nàng tỉ muội hai tỉnh một chút có thể ăn cái 10 ngày nửa tháng. Hương chương thôn thôn dân cùng dân đói nhóm biết được làm quần áo có thể đổi lương thực, đều chạy tới, trong lúc nhất thời, triệu trưởng quầy bị bọn họ tầng tầng vây quanh, thẳng đến một cái ám vệ lấy ra roi, hướng tới một cái nhất ẩm ý phụ nhân trừ qua đi, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Xếp thành hàng, hương chương thông thông dân xếp hạng phía trước, hán tử nhóm liền không cần xem náo nhiệt, các ngươi sẽ cắt sẽ làm quần áo sao. Triệu trưởng quầy lớn tiếng nói. quan gia, ta sẽ, ta vốn chính là may vá xuất thân, ta một nhà già trẻ đều sẽ làm quần áo. Một người nam nhân đi ra, sắc mặt đỏ bừng nói. Trưởng quầy trong lòng vui vẻ, trong tay hắn sống cũng nhiều, không có thời gian quản lý này đó, chi bằng đem cái này sống làm cái này hán tử làm hãy xưng tên ra, còn có hộ tịch cho ta xem một chút. Tiểu nhân họ hứa, tên một chữ một cái vượng tự, gia có thê thiếp hai cái, hài tử tám, còn có hai cái tôn tử. Hán tử nói, triệu trưởng quầy sửng sốt, cái này mấu chốt còn có thể có thiếp, thả chạy nạn liền thiếp đều mang ra tới, xem ra của cải không tệ. Ta thu ngươi hộ tịch, bởi vì ta tưởng đêm này đó đều giao cho ngươi quản lý, làm tốt áo bông quần bông cũng từ các ngươi kiểm tra, sau đó lại giao cho ta đổi lương thực triệu trưởng quầy nói hứa vượng liên tục gật đầu điểm này sống quá đơn giản hơn nữa hắn thê thiếp cùng con dâu làm theo sống đều là một phen hảo thủ đến lúc đó có thể đổi lương thực hứa vượng đầu óc phi thường lung lay hắn đã xem trọng làm quần áo người được chọn kia hai cái nha đầu xếp hạng đệ nhất chính mình sao liền đệ nhị sau đó hương chương thôn thôn phụ tay nghề tốt xếp hạng phía trước tay nghề không tốt sao xem có hay không dư thừa vải dệt triệu trưởng quầy trước làm ám vệ đã phát một đám lương thực mỗi hộ nhân gia một chén lớn bắp mặt, muốn làm người làm việc, đương nhiên trước cho người ta ăn no, về sau liền phải dùng sức lao động đổi lương thực. Mà sương mù lại dẫn người đi trên đường, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, cùng với những cái đó nhà ở chủ nhân ở chỗ này tìm kiếm bọn họ còn có thể dùng vật phẩm, đó là địa long xoay người sau kết quả. Sương mù dựa theo lục hoàng tử kế hoạch, đi trên đường lớn nhất tiệm gạo, tiệm gạo đảo còn ở, chỉ là bên trong rỗng tuyết, một cái mập mạp nam nhân ngồi ở trên ngạch cửa, không biết suy nghĩ cái gì ngươi là nơi này trưởng quầy đi, ta, sương mù đi qua mở miệng hỏi. Không mễ, gì cũng không có. Trưởng quầy không đợi sương mù nói tiếp, trực tiếp trả lời nói. Ta có mễ, phải dùng ngươi địa phương, ngươi nói cái giá đi. Sương mù nhàn nhạt nói. Gì, ngươi có mễ, kia, có thể hay không cho ta điểm lương thực, ta không cần bạc, liền phải lương thực. Béo trưởng quầy bỗng nhiên đứng lên, thật nhỏ đôi mắt lập tức mở lão đại. Ngươi muốn nhiều ít lương thực cái này cửa hàng là nhà ta gia gia truyền xuống tới, mặt sau còn có một cái đại đại kho hàng, nếu dùng bạc mua nói, không có một ngàn lượng bạc ta sẽ không ra tay, chỉ là hiện tại bạc không đáng giá tiền, vẫn là đổi lương thực mới an tâm. Hiện tại lương thực quá tinh quý, một thăng lương thực tinh đã bán được một lượng bạc tử, ngươi một ngàn lượng bạc bất quá đổi mười đấu lương thực tinh. Sương Mù nói, vị này tiểu ca, không biết ngươi nói lương thực tinh là cái gì lương thực, thô lương lại là cái gì lương thực béo trưởng quầy vội vàng hỏi, thật sự là lương thực tinh cùng thô lương trung gian còn có rất nhiều phân chia, cái gì gạo, gạo kê, tiểu mạch, cám mì, cao lương, bắp chờ. Đều có, chỉ là thô lương giá cả tiện nghi, một thăng lương thực tinh có thể đổi tam thăng thô lương. Khi ta muốn một nửa lương thực tinh, một nửa thô lương, lương thực tinh muốn gạo cùng tiểu mạch, thô lương muốn cao lương cùng gạo kê, mặt khác không cần. Béo trưởng quầy một đôi mắt càng sáng. Liền ngươi một người có thể lấy đi. Sương mù quay đầu nhìn thoáng qua đường cái, mỗi người đều hướng tới nơi này nhìn lại đây, mỗi người trong mắt đều lập lòe bát quái ánh sáng. Vị này tiểu ca, người nhà của ta ở phía sau, nhà ta còn có xe lừa, đôi đi lương thực không khó, ngươi gì thời điểm có thể giao dịch. Béo trưởng quầy trong nhà đáy hậu, ngoại ô vẫn là có thôn trang, nạn hạn hán lúc mới bắt đầu, bọn họ liền có mục đích dời đi lương thực, tàn đến thôn trang lên rồi, chỉ là không bỏ được cái này tiệm gạo, còn có tiệm gạo mặt sau kho hàng, mới thủ vững đến bây giờ ngươi chuẩn bị chuẩn bị đi, chúng ta ăn qua cơm trưa liền tới đây. Sương mù nói xong liền rời đi, tuần phủ tuy rằng làm phủ binh cứu người, nhưng muối vận sử trong nhà lương thực cũng là hữu hạn, nhiều nhất lại kiên trì cái 10 ngày qua, những cái đó lương thực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên lục hoàng tử muốn thu hoạch dân tâm, cần thiết lập tức liền phải có hành động, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là làm bá tánh trọng chấn gia viên, an cư lạc nghiệp. Vậy từ cướp sạch mà đến gạo thóc cùng bạc bắt đầu đi, làm các bá tánh làm việc, lĩnh ngân lượng, sau đó lại lấy ngân lượng tới mua sắm lương thực, đương nhiên lương thực muốn lấy ổn định giá bán ra. Mặt khác thời tiết bỗng nhiên lạnh xuống dưới, Phúc Bảo nói nàng Pháp Bảo có rất nhiều vải dệt, cũng có thể thuận tiện khai một cái tiệm vải, Phúc Bảo chính là hắn nguyệt chủ tử, nàng lời nói nhất định phải nghe. Triệu trưởng quầy tốc độ cũng thật mau, hắn tìm được rồi trên đường cái lớn nhất tiệm vải, tiệm vải chẳng những không có đã chịu địa long xoay người ảnh hưởng, hơn nữa cái này tiệm vải trưởng quầy cư nhiên còn có trữ hàng. Tiệm vải trưởng quầy cũng là cái người thông minh, không cần bạc muốn lương thực, bạc có gì dùng, hiện tại lương thực tặc quý không nói, còn căn bản là mua không được. Triệu trưởng quầy gật đầu đáp ứng, còn không phải là một chút lương thực sao, bọn họ có rất nhiều, ước định muốn buổi chiều giao dịch, bọn họ đều vui sướng đi trở về. Buổi chiều, một trương thông cáo dán ở tiệm gạo cùng tiệm vải trước cửa, thông cáo rất đơn giản, lục hoàng tử không đành lòng bá tánh chịu khổ chịu nạn, cho nên triệu tập thợ một, thợ xây, bùng thợ, thợ đá, trùng kiến bị hủy nhà cửa, chỉ cần làm việc là có thể đạt được bạc, còn có thể dùng lao động đoạt được bạc ổn định giá mua sắm vải vóc bông cùng lương thực. Này thông cáo vừa ra, các bá tánh kích động, đặc biệt là những cái đó tay nghề người, trực tiếp liền đứng ở tiệm gạo cùng tiệm vải cửa báo danh, bọn họ đều yêu cầu kiếm bạc dưỡng da sống tạm. Đề đốc sáng sớm liền nhìn chầm chầm lục hoàng tử bọn họ, chỉ là không có bất luận cái gì lý do làm hắn đi lên đến gần, hiện tại sương mù ám vệ cùng triệu trưởng quầy một loạt động tác, làm hắn có cơ hội. Vội vàng triệu tập sở hữu phủ binh, điều động ra một bộ phận nhân mã, chuyên môn quản trị an, đặc biệt là quan miếu nơi này cùng tiệm gạo tiệm vải, không dung bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Những cái đó xếp hàng chờ báo danh thợ thủ công nhóm nhìn đến phủ binh xuất nhập, sợ tới mức súc nổi lên cổ, ồn ào hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, liên đội ngũ đều bài đến hết sức chỉnh tề. Tuần phủ cùng muối vận sử đã sớm chú ý lục hoàng tử nhất cử nhất động, khi bọn hắn biết được Lục hoàng tử tùy tùng mua tiệm gạo cùng tiệm vải, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại toàn bộ tỉnh thành đều tìm không thấy lương thực, Lục hoàng tử nơi nào tới lương thực? Mộ Nhiên, Tùng phủ trên mặt tối sầm, hắn như thế nào có thể quên chính mình kho lúa những cái đó lương thực, còn có thượng trăm vạn lượng bạc. Chương 212 cướp sạch mỏ bạc. Muối Vận Sử nhìn hắn mặt đen, không khỏi cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cái này con rể chột dạ bộ dáng, không khỏi trong lòng minh bạch hay là lục hoàng tử chuẩn bị lương thực cùng bạc đều là ngươi tuần phủ phủ nha tuần phủ rốt cuộc nhịn không được đem chính mình phủ nha bị cướp sạch không còn sự tình nói ra nhưng vẫn là che giấu tứ hoàng tử khai thác mỏ bạc sự tình hắn cũng là có tư tâm lục hoàng tử ghét bỏ ngươi sẽ không quản lý cho nên đem ngươi đồ vật cướp đi sau đó dùng ngươi phủ nha lương thực cùng bạc cứu trợ ngươi cái này địa phương con dân tuần phủ đại nhân ai chúng ta hai cái còn tính vận may ta trong phủ đã chết người lại bảo vệ tài người bảo vệ người lại không có tài nhất xui xẻo chính là hương chương phủ bên kia tri phủ không có tài càng là không có người nhạc phụ đại nhân lục hoàng tử chính là diệt ngươi mãn môn ngươi vì sao còn muốn như thế giúp hắn nói chuyện tuần phủ có chút không hiểu được cái này nhạc phụ đại nhân tâm thái múi vận sự ánh mắt chợt lóe trên mặt hơi hơi có biến hóa nhanh chóng đem hận ý ấn xuống cố ý ho khan một tiếng nói ngươi thê ta nữ nhi cái gì bản tính còn có ta kia ba cái nhi tử cái gì bản tính ngươi đều rõ ràng cùng với lưu trữ về sau làm hoàng thượng hạ chỉ mãn môn sao trảm, còn không bằng như vậy. Tuần phủ vừa nghe cũng như suy tư gì lên, hoàng thượng biết rõ cái kia tri phủ là bị lục hoàng tử cấp lộng chết, lại còn phát thánh chỉ triệt cái này tri phủ chức vụ, một lần nữa phái một cái tân tri phủ tiền nhiệm. Nếu chuyện này phát sinh ở chính mình trên đầu, kia. Tuần phủ không khỏi. Đánh một cái lạnh rung, hắn tự hồ minh bạch, mặc cho đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử như thế nào nhảy nhót, thái tử vị trí đều là lục hoàng tử. Sở dĩ làm lục hoàng tử ra cung, cũng là tưởng rèn luyện đứa con trai này, không thấy được liền huyển hồ đều có thể giúp đỡ lục hoàng tử, này khẳng định cũng là hoàng đế bút tích. Hiện tại lục hoàng tử đã chói lọi xuất hiện, hắn cái này tuần phủ tuy rằng quan chức không nhỏ, nhưng so với hoàng tử, vẫn là trung cung con vợ cả, kia cũng là không gì xem đầu. Vội vàng cùng muối vận sử thương lượng muốn đi nên đón lục hoàng tử nhập phủ, hai người làm quản gia trước tặng bái thiếp, sau đó thay quan phục, mang theo bộ đầu cùng nha dịch, mênh mông cuồn cuộn hướng tới quan miếu xuất phát. Lục hoàng tử thân xuyên áo bông, mang theo văn sinh mũ, trong tay cầm tuần phủ bái thiếp, trong miệng lại lộ ra một tia trào phúng, tuy rằng mặt một mạc, nhưng một cổ hoàng giả khí độ bất tri bất giác ngoại lậu. Tuần phủ cùng muối vận sử vội vàng quỳ xuống, bọn họ tự hồ thấy được hoàng đế ngồi ở trên long ỷ dáng vẻ, nhưng lục hoàng tử mới bao lớn a. À. Nhàn thoại không nói nhiều, cứu tế trước mặt, ta liền ở nơi này, trọng chấn gia viên không phải trong miệng nói nói, phải cho bá tánh đồ vật mới có thể trọng chấn, vài thứ kia các ngươi phụ trách. Tuần phủ vội vàng gật đầu, cái gọi là đồ vật cũng bất quá là bùng đất hòn đá gì đó, ngoài thành đất lỡ núi đá còn chưa xử lý đâu, vừa vặn làm người đi lộng tới, dù sao lục hoàng tử sẽ cho bạc. Nghĩ đến bạc, tuần phủ tâm đang nhỏ máu, còn hảo còn hảo, mỏ bạc còn ở, hắn cũng nên tưởng cái biện pháp đem mỏ bạc đã mài dũa ra tới bạc cấp giấu đi, bằng không tứ hoàng tử tới, hắn mau đều lấy không được một cây. Hạ quan nghe lệnh, chỉ là lục hoàng tử điện hạ ở nơi này không khỏi quá không an toàn, phủ nha đã chuẩn bị hảo sân, cho mời lục hoàng tử điện hạ tiến đến tiểu trụ. Không cần, bổn hoàng tử cảm thấy nơi này so ngươi tuần phủ phủ nha càng thêm an toàn, cũng càng thêm phương tiện. Lục hoàng tử đem phương tiện hai chữ cắn thực trọng, trọng liền muối vận sử đều ngẩng đầu lên. Tuần phủ cùng muối vận sử cảm giác được lục hoàng tử đối bọn họ không mừng, cũng liền không hề bị ghét, vội vàng lấy cớ công vụ bận rộn, nhanh chóng trốn đi. Lúc nửa đêm, Phúc Bảo đứng ở thiện phòng trên nóc nhà, nhìn xa mỏ bạc phương hướng, không khỏi cười, thế hàm biểu ca, sơn động động phủ nội có màu đen mỏ bạc, chân núi biên phòng ở này đây gạch bạc kiến tạo mà thành, phòng ở phía dưới cũng là đào rỗng ẩn dấu xử lý tốt gạch bạc, này tòa mỏ bạc ít nhất có mấy ngàn vạn hai bạc trắng. Lục hoàng tử mày nhảy dựng, mấy ngàn vạn lượng bạc trắng, còn hữu dụng gạch bạc kiến tạo phòng ở, ngoan ngoãn, nếu lại cấp tứ ca một chút thời gian, này đó bạc cũng đủ hắn mưu phản. Phúc Bảo, có thể hay không đem phòng ở cùng phòng ở phía dưới bạc trắng lấy đi, lưu lại lỗ thủng lại dùng núi đá điền thường, mà động phủ nội bạc chúng ta bất động, giao cho phụ hoàng xử lý. Phúc Bảo xem ra lục hoàng tử liếc mắt một cái, xem ra cái này biểu ca cũng là cái lòng dạ hiểm độc, đã tham ô ngân lượng, lại đem tứ hoàng tử cấp đẩy vào dưới vực sâu. Phúc Bảo hít sâu một hơi, vận chuyển khởi bản mạng Nguyên Châu, tinh thần lực điên cùng hướng tới mỏ bạc phương hướng nhào tới, trong nháy mắt, khi tòa dùng gạch bạc dựng mà thành phòng ở tiến vào phút bảo tinh phách không gian. Sau đó phòng ở phía dưới những cái đó gạch bạc, cũng điên cuồng hướng tới phút bảo tinh phách không gian bay lại đây, ở ánh trăng chiếu xuống, tựa như một cái màu ngân bạch du long. Nguyên bản nhàn nhã nằm ở trong phòng ngủ nam nhân bỗng nhiên phát giác chính mình nằm trên mặt đất, không khỏi chấn động, nhanh chóng nhảy lên gần nhất một viên thụ nhìn ra xa, lập tức liền phát hiện trên đầu gạch bạc hướng một chỗ bay đi. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, nếu hắn hiện tại không đuổi theo đi, như vậy chờ đợi hắn cũng là tử lộ một cái, hít sâu một hơi, vận chuyển khởi kinh công, hướng tới bạc trắng bay đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là đuổi tới nửa đường, bị một người cấp chặn lại xuống dưới, Nguyên Lai Sương Mù ám vệ đã sớm chờ ở này nhất định phải đi qua trên đường, thế tức muốn đem người này chém giết. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Sương Mù. Lục hoàng tử thủ hạ Sương Mù ám vệ. Đúng là. Ta là. A, à, ngươi đánh lén nam nhân vừa định tự giới thiệu lại bị sương mù kiếm thiếu chút nữa đâm bị thương nhìn kia trương thẹn quá thành giận mặt sương mù không khỏi cười nhạo ai ngờ biết ngươi là ai hai người cứ như vậy đấu võ lên bất quá mấy chiêu sương mù ám vệ mày nhíu chặt người này không phải đông thuận quốc người như vậy chiêu số chỉ có tây thuận quốc mới có nghĩ vậy sao nhiều bạc phải bị tây thuận quốc người lấy đi sương mù cảm giác chính mình tâm hảo đau xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên nam nhân kia ở tây thuận quốc cũng là tiếng tâm lừng lẫy ám vệ hơn nữa vẫn là hoàng đế bên người nhất đắc lực ám vệ, bằng không cũng sẽ không phái hắn lại đây trấn thủ mỏ bạc. Hai người đánh khó khăn chia lìa, trên nóc nhà Phúc Bảo đã đứng ở trống trải địa phương, nhìn sương mù động tác bắt đầu bắt chước lên, bên cạnh lục hoàng tử nhìn mày thẳng nhăn. Sương mù đánh đến tự hồ có chút gian nan, dựa theo Phúc Bảo đánh ra tới kiếm pháp, hẳn là chống đỡ không được bao lâu, nhưng chính mình bên người trừ bỏ sương mù, thế nhưng không ai có thể xuất chiến. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Sương mù đối mặt hẳn là Tây Thuận Quốc cao thủ, không biết xếp hạng đệ mấy, mà làm xếp hạng thứ 8 sương mù, thân thủ khẳng định là so bất quá nhân gia. Sương mù thật sự ở đau khổ chống đỡ, hắn đã chết không có quan hệ, lục hoàng tử làm sao bây giờ, phúc bảo làm sao bây giờ, không đúng, hắn có vòng tay, phúc bảo cấp bảo mệnh pháp khí. Hắn biết vòng tay vừa ra, đối phương tất nhiên mất mạng, mà khi hắn biết được đối phương là Tây Thuận Quốc người khi, ngược lại muốn bắt sống, thật sự là có người chứng càng có thể định chết tứ hoàng tử thông đồng với địch phản quốc tội danh. Chương 213 Hoàng đế tức giận, 1. Liền ở sương mù nhoáng lên thần khoảnh khắc, đối phương kiếm đã đâm vào sương mù ngực, chỉ là kiếm nhập thịt một phân lại rốt cuộc đưa không đi vào. Liền ở đối phương cảm thấy không đúng, muốn bước ra rời đi khi, sương mù trên tay vòng tay biến thành một cây sắt nhọn trường điều, trực tiếp đi ngang qua đối phương cổ. Ngươi. Yêu Pháp. Đối phương ở đầu người rớt vào trước một tức giang. Giang Nang phun ra ba chữ, phanh một tiếng, đầu rơi xuống đất, còn lăn hai vòng, cuối cùng một trương không thể tin tưởng mặt đối với sương mù, một đôi mắt chết không nhắm mắt. Nhắm mắt đi, chúng ta làm này một hàng không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, kỹ không bằng người phải ngã xuống. Sương mù ngồi sổn xuống dưới, dùng tay đem đối phương đôi mắt khép lại, có lẽ sương mù nói làm đối phương không tán thành, sương mù lao vài hạ, đôi mắt trước sau không muốn nhắm lại. Sương mù xoay người liền tưởng rời đi, nhưng nghĩ người này là Tây Thuận quốc người, Hẳn là lưu trữ làm chứng cứ, nhưng mang về không được, sẽ cách ứng đến phúc bảo bọn họ. Nghĩ nghĩ, xách lên đối phương thân thể cùng đầu, hướng sơn bên kia nhanh chóng mà đi, hắn muốn tìm một cái có thể tàn thi thể địa phương. Lục hoàng tử nhìn đến phúc bảo dơ kiếm bất động bộ dáng, sắc mặt nháy mắt trắng đi, chẳng lẽ sương mù, hẳn là sẽ không a, à, trên tay hắn chính là có phúc bảo cấp pháp bảo a, à, chẳng lẽ là pháp bảo không nhạy. Phúc bảo, sương mù. Như thế nào? Không có việc gì đi tàn thi thể. Phúc Bảo cảm giác được sương mù ý đồ, nguyên bản tưởng đem thi thể thu vào tinh phách không gian, nhưng nhìn đến chính mình trong không gian ngưu cùng mã, còn có mặt khác động vật tính, vẫn là không cần làm sợ bọn họ đi. Điều động tinh thần lực, đem ngoài thành núi đá thu vào chính mình tinh phách không gian, lại từ tinh phách không gian lấy ra núi đá đầu nhập những cái đó hố động trung. Phúc Bảo một bên thao tác một bên thở dài, nếu nàng có thể lại tấn một bậc, là có thể trực tiếp rời đi bất cứ thứ gì không cần lợi dụng chính mình tinh phách không gian chuyển đến dọn đi. Lục hoàng tử biết được sương mù không có việc gì, một viên khẩn trương tâm nháy mắt thả xuống dưới, hắn bên người liền tứ đại ám vệ, tổn thất một cái đều là thiên đại tiếc núi. Phúc bảo, ta muốn đi cho ta phụ hoàng viết thư, nói cho hắn cái này kinh thiên đại bí mật. Phúc bảo gật gật đầu, vừa định hồi chính mình nhà ở, lại bị triệu trưởng quầy cấp ngăn cản, phúc bảo nhìn triệu trưởng quầy cặp kia cười mỹ mắt, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ tinh thần lực tán phát đi ra ngoài nguyên lai bọn họ mua tiệm gạo cùng tiệm vải tại đây con phố thượng a tay nhỏ hơi hơi giật giật tiệm gạo cùng tiệm vải kho hàng nháy mắt đã bị lấp đầy hảo hảo triệu trưởng quầy có chút giật mình phúc bảo không có cùng hắn cùng đi đi ra ngoài a sao thì tốt rồi phúc bảo cười chờ nàng bản mạng nguyên châu lại tiếng một bậc nàng bản lĩnh sẽ nâng cao một bước ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì tay nhỏ hơi hơi vừa động trên mặt đất xuất hiện một đống lớn gạch bạc còn có một cái rương nhỏ, trong rương cũng chứa đầy ngân phiếu, nếu tuần phủ đại nhân ở đây, khẳng định có thể nhận ra cái rương này. Triệu trưởng quầy nháy mắt nhắm lại miệng, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi nghi ngờ Phúc Bảo ý nghĩ không đúng, Phúc Bảo chính là Tiểu Tiên Đồng, Tiểu Tiên Đồng nói tốt chính là hảo. Sương mù trở về thời điểm, lục hoàng tử cầm một phong viết tốt tin cùng một khối màu đen khoáng thạch đưa cho hắn, làm hắn cần phải tự mình giao cho hoàng đế, còn có một phong thơ là cho hắn mẫu hậu. Sương mù thực khó xử, hắn rời đi lục hoàng tử nơi này liền không có bảo hộ người, lục hoàng tử. Đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, chỉ chỉ chính mình thủ đoạn, một cái to rộng vòng tay lộ ra tới, có thể so sương mù cái kia lớn rất nhiều. Sương mù yên tâm, hít sâu một hơi, một cái xoay người đã không thấy tâm hơi, lục hoàng tử ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, có lẽ là hạ tuyết duyên cớ, ánh trăng vẫn là như vậy trắng bệt, nhưng trắng bệt lại mang theo một tia đỏ đậm. Cùng thời khắc đó, chân nguyên đại sư cũng nhìn bầu trời ánh trăng, hắn trong khoảng thời gian này tâm thần không yên hiện tượng thiên văn luôn là ở biến làm hắn cân nhắc không ra vô tâm ngày mai đi hoàng cung đúng vậy hoàng đế sáng sớm còn chưa thượng triều liền nhìn đến phúc toàn chạy chậm tiến vào nội điện không khỏi nhíu mày phúc toàn từ nhỏ đi theo hắn trong tình huống bình thường sẽ không như thế sốt ruột hoàng thượng chân nguyên đại sư tới nga mau mời tiếng hoàng đế vừa nghe là chân nguyên đại sư tới trong lòng một lăng Vị này đại sư chính là chân chính cao tăng, một thân thông thiên bản lĩnh, có hắn tọa trấn ở Đông Thuận quốc, nhưng làm vận mệnh quốc gia xương thuận. Nhưng hắn sớm như vậy liền tới nơi này, khẳng định là có cái gì đại sự phát sinh, thả vẫn là không tốt sự tình, bằng không cũng sẽ không sờ soạn tiến cung. Đại sư mời ngồi, lúc này tiến cung, hay không có chuyện quan trọng muốn cùng trẫm nói. Hoàng đế nhìn đến chân nguyên đại sư tiến vào nội điện, vội vàng đón đi lên, cái này hoàng cung, có thể tự do xuất nhập trừ bỏ hoàng gia con cháu cũng chính là chân nguyên đại sư. Bần tăng này hai ngày đêm xem hiện tượng thiên văn, hiện tượng thiên văn có dị động. Chân nguyên đại sư hành lễ sau ngồi xuống, chờ hoàng đế mở miệng đặt câu hỏi, mới mở miệng nói. Hiện tượng thiên văn có dị động, như thế nào cái dị động? Hoàng đế ngồi ngay ngắn, khẩn trương hỏi. Ánh trăng trắng bệt trung mang theo nhẹ nhẹ đỏ đậm, biểu thị đêm có chiến loạn, đến nỗi nơi nào có chiến loạn, xin thứ cho bần tăng đạo hạnh còn thấp, nhìn không ra tới. Chiến loạn Đông Thuận Quốc có ba cái biên giới, Tây Thuận Quốc chiếm cứ biên giới một nửa, còn có Nam Thuận Quốc cùng Bắc Thuận Quốc, bình quán Đông Thuận Quốc dư lại một nửa biên giới. Nếu là Bắc Thuận Quốc cùng Nam Thuận Quốc muốn khởi phân tranh, hoàng đế căn bản là không cần lo lắng, tiểu quốc thế đơn lực mỏng, mậu dịch cũng không phát đạt, chỉ có Tây Thuận Quốc, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng nội bộ giả tâm bừng bừng. Trẫm đã biết, cảm ơn chân nguyên đại sư vì nước phân ưu, đại sư chưa từng dùng đồ ăn sáng đi, cùng trẫm cùng nhau dùng bữa đi. Hoàng đế ban thưởng, Chân Nguyên vội vàng đứng lên, không người nói tạ, tuy rằng hắn không thích trong cung đồ ăn, nhưng hoàng đế mặt mũi vẫn là phải cho. Tiễn đi Chân Nguyên đại sư, hoàng đế cấp trống trống thượng triều, một trận quỳ lạy lúc sau, nhìn đứng ở trong đại điện yên tĩnh không tiếng động mấy trăm cái quan viên, bỗng nhiên cảm thấy trứng đau. Này đó đại thần có bao nhiêu người là làm thật sự, lại có bao nhiêu người là ngồi không ăn bám, đều nương nhà mình tổ tông công huân, công khai ăn công lương, còn không làm việc thiện. Hương Chương Phủ mới nhậm chức tri phủ hiện tại đến nơi nào, hay không đã tiền nhiệm. Lễ bộ thượng thư vội vàng đứng dậy, bẩm hoàng thượng, bởi vì thiên tai nhân họa, đi trước Hương Chương Phủ nha con đường không thông suốt, cho nên mới nhậm chức tri phủ còn ở trên đường, dự tính một tháng sau mới có thể tới. Thiên tai nhân họa, lễ bộ thượng thư nói rất đúng cực kỳ, mỗi cái huyện nha, tri phủ cùng tỉnh phủ đều có cứu tế lương thực cùng bạc, vì sao thiên tai phát sinh khi, những cái đó cứu tế lương thực cùng bạc đều không có trẫm con dân bởi vì không có ăn uống chỉ có thể vứt bỏ chính mình gia viên chạy nạn nhưng tri phủ cùng tuần phủ bọn họ đang làm gì đóng cửa cửa thành nhắm mắt làm ngơ chúng đại thần đều cúi đầu những cái đó trắng bóng bạc ai không mừng ai không yêu biết rõ là cần dùng gấp cứu tế bạc nhưng ăn đến trong miệng như thế nào sẽ nhổ ra ra cho ta một bậc một bậc ra đi xuống tham ô nhận hối lộ thông đồng với địch bán nước ra được một cái xử lý nghiêm khắc một cái trẫm tuyệt không nuông chiều trong đại điện không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới, chúng đại thần liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận, trong lòng lại là cân nhắc không chừng, hoàng đế rốt cuộc được đến cái gì tin tức, như thế tức giận. Chương 214 Hoàng đế tức giận 2 Hoàng đế tức giận mới vừa bắt đầu mà thôi, một lòng một dạ muốn chỉnh đốn hắn, nhìn đến sở hữu quan viên đều là một bộ ứng phó bộ dáng, khí phát tác vài thiên. Hắn biết nơi này có thuộc quý phi mẫu gia đều tra viện tả đều ngự sử đang âm thầm quấy phá, đương nhiên vô luận là lại bộ vẫn là hộ bộ, đều có hắn vây cánh. Hắn muốn phát tác, nhưng tả đều ngự sử một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng làm hắn bình tĩnh xuống dưới, có lẽ hắn cấm túc thuộc quý phi, khiển phái đại hoàng tử, cho nên tả đều ngự sử bắt đầu bãi lạng. Lưu Ái Khanh, chuyện này liền từ ngươi phụ trách, một bậc một bậc ra đi xuống, nếu ra không rõ ràng lắm, ngươi trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồng cũng không cần đeo. Hoàng đế bị chân nguyên đại sư đoán trước chiến sự sự tình cấp chỉnh đến buồn bực không thôi, không có kiên nhẫn lại cùng này giúp tham quan vu hồi, đơn giản hạ cuối cùng thông điệp. Tả đều ngự sử trong lòng cả kinh, hoàng đế cư nhiên cho hắn hạ tử mệnh lệnh, hắn chính là đường đường chính nhị phẩm đại quan, nơi nào có thể làm hoàng đế dứt lời miễn liền bãi miễn. Trừ phi hoàng đế bắt lấy hắn mạch môn, nhưng hắn có cái gì mạch môn, muốn nói tham ô, cái nào quan viên không tham ô, hắn chẳng qua nhiều tham như vậy một chút mà thôi, thật sự không đảm đương nổi hoàng đế bãi miễn. Bỗng nhiên, tả đều ngự sử tâm lột bột một chút, chẳng lẽ là đại hoàng tử tư khai quản sát sự tình bị bại lộ, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng a, à, quản sát ở xa xôi tới gần Nam Thuận quốc biên giới, nơi đó chính là tam hoàng tử quản hạt mà, liền tam hoàng tử cũng không biết, hoàng thượng càng thêm sẽ không biết. Thần tiếp chỉ, mau chóng ra ra tham quan ô lại. Tả đều ngự sử vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính tiếp được ý chỉ. Hoàng đế lúc này sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn, phất tay làm người tan triều, chính mình một người ngồi ở cao cao ngôi vị hoàng đế thượng, ánh mắt không ánh sáng nhìn trống trơn điện phủ, đáy lòng sinh ra chỗ cao không thắng hàng bất đắc dĩ. Phúc Toàn bước đi vội vàng tật chạy tới, như vậy lãnh thiên trên mặt cư nhiên rơi xuống giọt mồ hôi, hoàng đế trong lòng lại kéo chặt. Chuyện gì như thế hoảng loạn, không ra thể thống gì. Hoàng thượng cáo tội, thật sự là sự ra khẩn cấp, lục hoàng tử điện hạ phái hắn ám vệ tiến đến truyền tin, nói. Tìm được mỏ bạc. Phúc Toàn nói mỏ bạc thời điểm, chẳng những hạ thấp thanh âm, còn tả hữu nhìn thoáng qua, biết rõ nơi này chỉ có hoàng đế một người, vẫn là không đổi được tiểu tâm kính thận bộ dáng. Mỏ bạc, hoàng đế cái trán gân mạch lại nhảy nhảy. Tuyên. Đúng vậy. Sương mù ám vệ nửa quỳ trên mặt đất, trong tay cầm thư tính cùng kia khối màu đen khoáng thạch, phúc toàn vội vàng tiếp qua đi, trình đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế trước cầm lấy khoáng thạch nhìn thoáng qua, ném cho phúc toàn, làm hắn đem bên ngoài quặng da ma rớt, theo sau mở ra thư tính, chậm rãi nhìn lên. Sương mù tuy rằng cúi đầu, nhưng đuôi mắt lại thường thường nhìn về phía hoàng đế, hắn muốn biết hoàng đế biết được chính mình thân sinh nhi tử như thế làm, sẽ lộ ra thế nào thần sắc. Trốn tránh ở lương thượng thân vệ trợn trắng mắt, hiện tại hoàn thành tám đại ám vệ thật sự là quá càng rỡ, đừng nói ngươi một cái sương mù, chính là tám đại ám vệ cùng nhau thường, đều không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Phải biết rằng bọn họ chính là hoàng thượng thân vệ, nếu trong tay không có thật chương, có thể ngồi vào vị trí này sao, còn không phải bởi vì phải bảo vệ hoàng đế, mới có thể như thế điệu thấp. Loãng xoảng. Vô luận là thân vệ vẫn là ám vệ, đều bị hoàng đế động tác cấp kinh sợ, chỉ thấy hoàng đế sắc mặt xanh mét, trong tầm tay chung trà bị hắn hung hăng ngã văng ra ngoài. Người tới. Thuộc hạ ở. Thân vệ phi thân mà xuống, nửa quỳ ở sương mù bên cạnh. Tốc tốc đi ra, tốc tốc tới báo. Hoàng đế đem trong tay thư tín đi xuống một ném, thân vệ vội vàng cầm lên, một mực tam hành nhìn lên, chỉ là nhìn đến mặt sau Hắn cũng hít hà một hơi. Tuần phủ đại nhân không làm chẳng những không có khai kho lúa cứu dân, còn ngăn chặn vào thành thông đạo, chờ mở ra vào thành thông đạo thời điểm, lại tăng thu nhập vào thành bạc, dân đói vào thành muốn trước đủ năm lượng, không, 10 lượng bạc mới có thể vào thành. Còn có tứ hoàng tử cư nhiên đào đến mỏ bạc còn giấu giếm không báo, làm Tây Thuận quốc người tới tọa trấn trông coi, này không phải thỏa thỏa thông đồng với địch phản quốc sao, xem ra hắn mẫu phi cũng có vấn đề. Mặt khác thượng một lần tứ hoàng tử chế tạo dịch chuột sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, hiện tại lại có cái này tội danh, xem ra. Phúc Toàn, làm người đem ly phi cấp nghiêm khắc trong giữ lên, bất luận kẻ nào không được ra vào. Hoàng đế lại nhìn Phúc Toàn nói. Tuân chỉ. Phúc Toàn bay nhanh chạy vội đi ra ngoài, trong lòng lại là phi thường sung sướng, này đối kẻ điên mẫu tử rốt cuộc có kết cục tốt, ân, hắn muốn cho người đi cấp hoàng hậu nương nương truyền tin. Hoàng hậu trong tay cầm lục hoàng tử tin nước mắt đổ rào rào rớt xuống dưới, nàng hoàng nhi thiếu chút nữa chết vào thục quý phi phái đi ám vệ tay, còn hảo có phúc bảo ở, còn có nàng hoàng nhi cư nhiên tìm được rồi tứ hoàng tử mỏ bạc, còn đăng báo cho hoàng đế, này thật là chờ đến mây tan thấy trăng sáng a, à, như thế đại công lao, tin tưởng hoàng đế sẽ không không ngợi khen. hoàng hậu nương nương phúc, toàn làm người tới đưa tin tức, hoàng thượng đem ly phi cung vũ cấp vây quanh, không được có người ra vào. tường vi đi đến, trên mặt đều là tươi cười thật tốt quá, thuộc quý phi cấm túc, Ly Phi lại bị cầm tù, xem ra bọn họ lục hoàng tử quả nhiên lợi hại. Hoàng hậu ánh mắt sáng lên, nếu hoàng thượng động thủ, khi nàng cái này trưởng quản lục cung hoàng hậu cũng nên động nhất động, nên thẩm thẩm, nên tra tra, ân, vậy từ tam hoàng tử mẹ ruột Du Phi bắt đầu đi. Du Phi cha cũng là một viên đại thần, lúc trước chỉ là một người từ tứ phẩm hàng lâm viện hầu độc, bởi vì năm đó Du Tần sinh con có công, tấn vị Du Phi, cho nên hàng lâm viện hầu độc cũng quan thăng nhị cấp, diêu thân biến thành quan lộc tự khanh. Mấy ngày này quan lộc tự khanh tự hồ cùng đều ra viện tả đều ngự sử đi được rất gần, liền tam hoàng tử cũng bắt đầu lung lay lên, một sữa vân vân dạ dạ hình tượng, trở nên thông minh lên. Hoàng hậu trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, dương giọng nói, người tới. Một cái ám vệ tức khắc xuất hiện, đó là phong nguyệt tề sương mù tứ đại ám vệ trung trăng mờ vệ, nửa quỳ ở hoàng hậu trước người, chậm đợi hoàng hậu ý chỉ, chỉ là đương hoàng hậu lấy ra một cái đồ vật làm hắn phóng tới du phi trong cung khi ám vệ có chút giật mình đó là một khối vô luận tính chất vẫn là nhan sắc đều bất nhập lưu ngọc bội nếu phúc bảo ở nói liếc mắt một cái là có thể nhận ra cùng nàng ở hung trạch thu hoạch kia cái ngọc bội cơ hồ là giống nhau như đúc hoàng hậu nương nương này khối ngọc bội chính là hoàng thái hậu lưu lại di vật không thể tùy ý lấy ra đi trăng mờ vệ nhắc nhở nói không sao này khối ngọc bội là phượng bội hiện tại chỉ có phượng bội lại vô long bội ai bắt được cũng vô dụng hơn nữa cũng chỉ có này khối ngọc bội đặt ở du phi trong cung hoàng thượng mới có thể ra rõ trăng mờ vệ vội vàng tiếp nhận một cái xoay người biến mất không thấy hắn ở tám đại ám vệ trung danh liệt thứ sáu muốn ở một cái cung phi trong điện phóng một khối ngọc bội thật sự là quá đơn giản bất quá sự tình vài ngày sau hoàng hậu hơi chút trang điểm một chút trên mặt bôi lên ám phấn lại đem đôi mắt xoa nắng đến đỏ rực sau đó bước tiểu toái bộ hướng hoàng đế cung điện đi đến chương 215 âm thầm điều tra. Hoàng đế chính nhìn bị đi gia bạc, liền như vậy một thỏi bạc ước chừng có hơn 22, kia một cái mỏ bạc nên có bao nhiêu bạc, ngẫm lại liền hưng phấn không thôi. Đông thuận quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng quốc khố lại cũng hư không, nếu có lớn như vậy một bút bạc nhập kho, kia đông thuận quốc binh lực cũng có thể lần nữa tăng cường, thu nhập từ thuế cũng có thể giảm xuống. Đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nếu hàm nhi tin viết đều là thật sự, kia tứ hoàng tử cái này nghiệt tử, chẳng những không đăng báo, còn làm Tây Thuận Quốc người tới trấn thủ, này không phải rõ ràng không đem hắn cái này phụ hoàng để vào mắt sao, quả nhiên là không phải tộc ta tất có dị tâm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Phúc Toàn không lưng nói. Tuyên nàng tiến vào. Nếu thật sự có mỏ bạc, lục hoàng tử công đức cao dày, hắn mẫu hậu đương nhiên muốn đối xử tử tế. Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng hậu lau nước mắt quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hoàng hậu có tội gì hoàng đế đôi mắt mị lên nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt mất đi độ ấm thần thiếp hôm nay tưởng niệm hoàng thái hậu muốn đem nàng tặng cùng thần thiếp ngọc bội lấy ra tới tinh tế quan sát nhưng phiên biến sở hữu địa phương đều không có tìm được này cái ngọc bội cho nên thần thiếp có tội hoàng đế trong lòng cả kinh năm đó hoàng thái hậu lưu lại một đôi ngọc bội còn có một bộ khổng tước đồ trang sức cùng tước viên khế đất chỉ cần cầm này bốn dạng đồ vật là có thể thu phục bắc thuận quốc nhưng năm đó không biết vì sao hoàng thái hậu chỉ cho hoàng hậu này một quả ngọc bội đến nỗi mặt khác ba thứ hoàng thái hậu tỏ vẻ đều có người có duyên hiện tại liền hoàng hậu nơi này ngọc bội cũng bị trộm hoàng đế không khỏi trầm tư lên rốt cuộc là hoàng hậu trông coi tự trộm vẫn là có người đã bắt được hoàng thái hậu lưu lại kia ba thứ hay là bắc thuận quốc muốn đổi chủ sau đó phát động chiến tranh tiến đến tranh đoạt đông thuận quốc tài nguyên hoàng đế nghĩ đến quá đầu nhập đã đem còn quỳ trên mặt đất hoàng hậu cấp quên mất. Hoàng thượng, đại hoàng tử có mật hàm muốn giao cho hoàng thượng. Phúc toàn viết liếc mắt một cái đã quỳ bất động hoàng hậu liếc mắt một cái, thật cẩn thận nhỏ giọng nói. Nga, trình lên tới, di, hoàng hậu sao còn quỳ, trở về đi, chuyện này trẫm đã biết. Hoàng đế nhìn đến lung lay sắp đổ hoàng hậu, nhàn nhạt nói, bất quá ánh mắt lại ngắm phúc toàn liếc mắt một cái, đem phúc toàn cấp sợ tới mức xúc nổi lên cổ. Làm người lục soát cung, mỗi cái cung đều phải lục soát bao gồm hoàng hậu hoàng đế tiếp nhận tin hàm một bên xem một bên phân phó nói phúc toàn trong lòng cả kinh hay là hoàng thượng liền hoàng hậu đều hoài nghi thượng nhưng rõ ràng lục hoàng tử lập công lớn a thật là gần vua như gần cọc hoàng đế mở ra đại hoàng tử cái gọi là mật hàm xem một cái không khỏi cười nhạo phương nam thủy úng phương bắc nạn hạn hán hắn kiến nghị nam thủy bắt điều chỉ là công trình trọng đại muốn hoàng đế chi ngân sách chi viện chuyện này đều có hộ bộ quản lý đã sớm ở nạn hạng hắn bắt đầu thời điểm liền nam thủy bắt điều đại hoàng tử hiện tại cư nhiên còn có thể dùng lấy cớ này lừa gạt trẫm bạc trực tiếp đem cái gọi là mật hàm xé thành mảnh nhỏ hắn liền không rõ đồng dạng là con hắn đại hoàng tử tuổi tác so lục hoàng tử đại nhiều như vậy vì sao lục hoàng tử có thể cho hắn mang đến mỏ bạc mà cái này đại hoàng tử chỉ biết hỏi hắn muốn bạc người tới thuộc hạ ở một người mặc màu đen kính trang hán tử bỗng nhiên xuất hiện nửa quỳ ở hoàng đế trước mặt đôi tay ôm quyền. Phúc cục, ngươi đi một chuyến, nhìn xem ta sáu hoàng nghi thư từ hay không đều là thật sự, nếu là thật sự, liền đi tìm hiểu một chút tứ hoàng tử hiện tại ở nơi nào. Phúc cục lãnh chỉ. Người tới. Thuộc hạ ở. Lại một cái người mặc kính trang hán tử xuất hiện. Đi điều tra một chút tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử trước mắt ở nơi nào, đang làm gì. Thuộc hạ lãnh chỉ. Hoàng đế thủ hạ cũng có tứ đại bí mật cận vệ, đặt tên lấy đại cục làm trọng, trừ bỏ vẫn luôn đãi ở hoàng đế bên người Phúc Toàn, cùng vừa rồi lãnh chỉ rời đi Phúc Cục cùng Phúc Đại, dư lại một cái Phúc Cố, hắn võ công tối cao, trước sau giấu ở chỗ tối, thời khắc bảo hộ hoàng đế. Phúc Cục cùng Phúc Đại vận chuyển khởi kinh công, chỉ chớp mắt biến mất ở hoàng cung, nơi xa, mấy cái ám ảnh cũng giật giật, sau đó biến mất ở từng người trong cung. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng phái Phúc Cục cùng Phúc Đại đi ra ngoài, thuộc hạ cảm thấy bọn họ khả năng đi lục hoàng tử nơi này, muốn hay không theo sau răng mờ vệ đem chính mình nhìn đến nói cho Tần Như Nguyên. Hoàng hậu Tần Như Nguyên suy nghĩ một lát, nếu muốn tra xét Hoàng Nhi, một cái cận vệ cũng đủ, vì sao phải phái hai cái, vậy tỏ vẻ Hoàng đế đối các con của hắn đều nổi lên phòng bị chi tâm. Một khi đã như vậy, bọn họ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, huống hồ nàng hiểu biết chính mình Nhi tử, nếu không có đủ nắm chắc, hắn là sẽ không cấp Hoàng thượng thư từ. Đồng thời, Thục Quý Phi cũng đang nghe chính mình ám vệ bẩm báo, từ ban đầu cái kia ám vệ bị lục hoàng tử lộng chết, nàng làm nhà mình lão cha lại tặng một cái ám vệ tiến vào. Chỉ là cái này ám vệ cùng lúc trước cái kia tương đối, thật sự là có chút lấy không ra tay, nhưng lại lấy không ra tay, tổng so không có cường, cho nên cũng miễn cưỡng dùng. Người nói phúc cục cùng phúc đại ra cung, nghe được đi nơi nào sao? Thục quý phi trong lòng cả kinh, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là hoàng nhi quảng sắc bị hoàng đế phát hiện, nếu phát hiện, không nói đầu người có thể hay không giữ được, cái kia vị trí khẳng định là vô duyên thuộc hạ không biết ngươi lăng thục quý phi giận mắng cái này không biết cái kia không biết muốn ngươi gì dùng ám vệ buông xuống đầu đứng dậy lùi lại vài bước sau đó biến mất không thấy bên cạnh trường hầu nữ chói lọi nhìn đến cái này ám vệ rời đi khi phiên một cái đại bạch mắt nhưng nàng cũng thông minh không ra tiếng thục quý phi hành động đã không được ưa chuộng nếu không phải nàng cái kia quyền cao chức trọng cha ở Phỏng chừng hoàng đế đã đem nàng cấp làm. Phúc cục trở về nhanh nhất, Lục hoàng tử nơi này đích xác phát hiện một cái mỏ bạc, còn có cái kia bị ném ở trên nền tuyết thi thể, hắn cũng đi xem qua, thật là tây thuận quốc người. Hiện tại mỏ bạc đã bị Lục hoàng tử cùng người của hắn cấp bảo vệ lại tới, Đề đốc cũng mang theo phủ binh ngày ngày đêm đêm tuần tra, phỏng chừng cái này Đề đốc đã bị Lục hoàng tử cấp thu mua. Hoàng đế nghe Phúc cục bẩm báo, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là phất phất tay. Phúc cục chốc lát giang không thấy, Phúc Toàn đứng ở hoàng đế phía sau, cũng buông xuống đầu, chờ đợi hoàng đế phát lệnh. Hoàng đế nhắm mắt lại, đầu óc lại xoay chuyển bay nhanh, xem ra sáu hoàng nhi lời nói không giả, tứ hoàng nhi đích xác có mưu phản chi tâm, đại hoàng nhi càng là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Bất quá sáu hoàng nhi tuổi tác như thế tiểu liền có lớn như vậy tâm cơ, tương lai đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn đảo cũng thích hợp, nhưng hiện tại không được, cần thiết đến cho hắn biết ai mới là đông thuận quốc đế vương. Phúc Toàn, tuyên triệu vinh triết ý kiến. Đúng vậy. Phúc Toàn đi tuyên triệu vinh triết ý kiến, phải biết rằng lục hoàng tử chính là triệu vinh triết chưa xa năm đời biểu đệ, hoàng đế lúc này tuyên. Hắn tiến cung, khẳng định muốn hố hắn một phen. Triệu vinh triết thực mau liền tiến cung, đương hắn biết được lục hoàng tử tìm được rồi mỏ bạc, không khỏi chấn động, tiểu tử này chẳng những có thể chạy thoát đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đuổi giết, còn có thể phản kích, xem ra có chút tài năng. Chương 216 thật lớn một cái hố. Vinh Triết A, à, này bút bạc rất quan trọng, kia chính là lợi quốc lợi dân đại sự, ngươi cần phải vì trẫm làm tốt, bằng không, ngươi nhưng thực xin lỗi xa ở biên cảnh bảo hộ Triệu đại tướng quân, càng thực xin lỗi lục hoàng tử. Hoàng đế lời nói thấm thía nói, Triệu Vinh Triết vội vàng không người ôm quyền, xem ra hoàng đế lão nhân vẫn là không tin chính mình, bằng không sẽ không dùng chính mình cha tới uy hiếp chính mình. Thần nhất định sẽ không cô phụ hoàng thượng giao phó. Triệu Vinh Triết lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi. Trong tay hắn nắm giữ toàn bộ Đông Thuận Quốc tiêu cục, cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng không phải rất khó, chỉ cần tin tức không để lộ là có thể an toàn phản hồi. Người tới, rất xa đi theo, một có dị động liền. Hoàng đế lại mở miệng, cận vệ xuất hiện, sau đó xoay người rời đi. Chỉ huy sứ tới sao? Bẩm hoàng thượng, tới, liền ở cửa. Tuyên. Đúng vậy. Vi thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đừng vạn tuế liền trăm tuổi đều sống không đến nơi nào tới vạn tuế hoàng đế nâng nâng tay ý bảo hắn lên cho ngươi một đạo mật chỉ tróc nã tứ hoàng tử thuận thế hoài tội danh chế tạo ôn dịch tàn hại người trong nước còn có thông đồng với địch bán nước hoàng thượng kia tây thuận quốc bên kia chỉ huy sứ khiếp sợ nếu làm như vậy nhất định sẽ khiến cho ly phi bất mãn sau đó tây thuận quốc rất có khả năng tìm được rồi khai chiến lấy cớ cho nên trẫm cho ngươi chính là mật chỉ ngươi cần phải tiểu tâm kính thận đến đổi tứ hoàng tử hướng đi ngươi có thể đi tìm lục hoàng tử ta cảm thấy hắn hẳn là biết lục hoàng tử này hoàng thượng chỉ huy sứ bỗng nhiên sẽ không nói hoàng thượng không phải muốn bắt tham quan ô lại sao vì sao biến thành bắt giữ tứ hoàng tử này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nhưng thánh chỉ đã hạ hắn chỉ có thể cẩn thận tàn hảo thánh chỉ chuẩn bị bí mật điều động cẩm y vệ tróc nã tứ hoàng tử thuận thế hoài chỉ huy sứ rời đi sau, toàn bộ đại điện hoàn toàn an tĩnh lại, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nóc nhà, ngọn cây đều biến thành trắng xóa một mảnh. Hoàng đế đứng ở cửa đại điện, nhìn phi phi dương dương lông ngỗng đại tuyết, tâm tình kém tới rồi cực điểm. Mấy ngày này hắn không có ngủ quá một cái hảo giác, không phải thiên tai chính là nhân họa, không phải tham quan chính là ô lại, liền chính mình bên gối người hòa thân cốt nhục, cũng đều là mảng đầu óc tính kế cùng phản bội. Phúc Toàn đứng ở cửa đại điện, gió lạnh thổi qua, hắn hung hăng đánh một cái rung rung, kia khối ngọc bội đã tìm được rồi, ở Du Phi trong cung tìm được. Nguyên bản chỉ là đại hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử chi gian chiến hỏa, hiện tại đã tràn ngập tới rồi tam hoàng tử trên người, kia ngũ hoàng tử đâu. Hoàng đế tổng cộng mới 6 cái hoàng tử, nhị hoàng tử không biết chiếc với ai tay, dư lại 5 cái hoàng tử xem ra vẫn là không tránh được giết hại lẫn nhau, cái này hoàng cung độ ấm, sau bầu trời bay lả tả mà nhập tuyết còn muốn lãnh. Tỉnh thành, lục hoàng tử từ sương mù rời đi sau, liền đem đám ám vệ triệu tập lên, trực tiếp tấn công kia tòa mỏ bạc, Phúc Bảo đã nói qua, mỏ bạc chỉ có vài người trông coi, mà người khác đều hẳn là bỏ bê công việc. Liền mấy ngày nay công phu, lục hoàng tử đã mệnh đám ám vệ đem động phủ nội mấy cái trông coi người cấp bắt lên, còn có những cái đó bỏ bê công việc cũng bị an bài thỏa đáng. Đề đốc đi theo làm tùy tùng hỗ trợ, hắn mặt khác bản lĩnh không có, chính là trong tay người nhiều, thủ hạ mỗi người phun một ngụm nước bọt, đều có thể đem kia mấy cái trong coi cấp bao phủ. Lục hoàng tử ngầm đồng ý đệ đốc hỗ trợ, nhưng nghiêm cấm bọn họ người tới gần kia tòa khu mỏ một bước, bên trong nhiều như vậy quặng bạc, liền dựa hắn bên người những người này, căn bản xem không được. Đệ đốc tuy rằng tò mò ngọn núi này có thứ gì, nhưng hắn vẫn luôn tưởng đầu nhập vào lục hoàng tử, nếu lục hoàng tử không cho xem, vậy không xem, không biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết Miu đi. Như thế đại động tỉnh rõ ràng kinh động tuần phủ đại nhân hắn lớn nhất dựa vào chính là này tòa mỏ bạc, không nghĩ tới liền này trong nháy mắt đã đổi chủ, không khỏi đi qua đi lại, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Muối vận sử nhìn chính mình cái này trên danh nghĩa con rể như thế bất an, không khỏi cảm thấy kỳ quái, không đợi hắn đặt câu hỏi, tuần phủ đại nhân bắt lấy hắn tay, trung rễ thanh âm làm hắn nghĩ biện pháp cứu cứu chính mình. Muối vận sử nhìn đến tuần phủ đã biến sắc mặt, không khỏi cũng thận trọng lên, đương hắn nghe xong tuần phủ nói, cũng cả kinh nhảy dựng lên. Tư đào mỏ bạc còn làm Tây Thuận người giám thị, đây chính là muốn chém đầu phản quốc tội a, không đúng là muốn chu chính tộc đại sự a, ngươi một cái Tuần Phủ làm sao dám, làm sao dám giúp đỡ tứ hoàng tử giấu giếm không báo? Lập tức viết thư cấp hoàng đế, làm bộ ngươi cũng là vừa phát hiện. Muối Vận Sử nói, Tuần Phủ liên tục gật đầu, đúng vậy, hắn hoàn toàn có thể giả ngu, Lục Hoàng Tử lớn như vậy động tĩnh làm người phong bế nơi đó, hắn hậu tri hậu giác cũng là bình thường. Ở tuần phủ về thư phòng đi viết thư thời điểm, muối vận sử cũng nhanh chóng viết một phong thơ, làm người đưa đi hoàn thành. Trong khoảng thời gian này hắn ở tại tuần phủ phủ nha, vẫn là dùng bạc mua được mấy cái tuần phủ ám vệ. Hắn biết chính mình nếu không tiễn thượng lá thư kia, tuyệt đối sẽ bị liên lụy, dù sao hắn khuê nữ đã chết, đơn giản liền đem một nhà già trẻ chết giá họa đến cái này tuần phủ trên người. Người nhà bị chết như thế thảm, hắn lại không có báo thù năng lực, kia còn không thể làm hắn tự bảo vệ mình sao, cho nên hảo con rể, thực xin lỗi, không phải ta muốn hủy đi ngươi góc tường, thật sự là cùng đường A. Bị chẳng hay biết gì tuần phủ đêm này phong thư viết chính là rung động đến tâm can, mọi cách bất đắc dĩ, cuối cùng còn khen ngợi lục hoàng tử anh minh cơ trí, tự xuất tiền túi cứu tế động lòng người sự tích. Làm người truyền tin về sau, tuần phủ rốt cuộc an tâm rất nhiều, hắn nhất biến biến nói cho chính mình, hắn cũng là vừa biết nơi này có mỏ bạc, nếu không phải lục hoàng tử, hắn đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Muối vận sử sửa sang lại hành trang, hắn muốn nhanh lên trời đi nơi này, lại đã đi xuống phỏng chừng liền mệnh cũng đã không có, tuần phủ hoài nghi cái này giảo hoạt nhạc phụ tưởng trốn đi, nhưng nhân gia lấy cớ muốn đi xử lý công sự, nào có không bỏ đạo lý. Trong ánh mắt lại tràn ngập khinh thường, chờ bổn tuần phủ được đến hoàng đế ngợi khen, tất nhiên sẽ tham ngươi một quyển, làm ngươi hối hận hôm nay hành động. Người tới, đi xem quan trong miếu những người đó đang làm gì. Tuần phủ hiện tại rất đắc ý cảm thấy chính mình lập tức liền phải gia quan tiến tước, cho nên lục hoàng tử mang đến những người đó cần phải chặt chẽ nhìn chằm chằm, không thể làm cho bọn họ chạy ra chính mình lòng bàn tay. Quan trong miếu, thẩm diệu cầm tuyệt đối không nghĩ tới chạy nạn cũng có thể gặp được chính mình cha, nhìn râu ria xồm xoàm, lại gầy rất nhiều thân cha, thẩm diệu cầm đau lòng không thôi. Thẩm mưu nhìn đến dưỡng đến thủy nộn nộn khuê nữ, không khỏi cảm thán hương gia là cái phút qua, nhìn về phía các tường ánh mắt càng thêm thân thiết, các Tường cũng bận rộn trong ngoài cho chính mình nhạc phụ bưng trà rót nước, nhiệt tình đến không được. Hương lão gia tử nhìn đôi mắt đau, chưa bao giờ thấy tiểu nhi tử như thế nhiệt tình đối đãi chính mình, quả nhiên khuê nữ đều là cho chính mình sinh, giống Phúc Bảo, mọi chuyện đều lấy hắn vì trước, mà nhi tử đều là cho nhạc phụ sinh, giống các Tường. Chương 217 tự cứu. Triệu Vinh tiếp nương lục hoàng tử cùng thẩm mưu quan, thuận lợi gặp được Hương gia người, gặp được hắn vẫn luôn muốn gặp Phúc Bảo, chỉ là hắn vừa thấy đến Phúc Bảo trong lòng liền có loại rung động, cái này nữ hài không phải phàm nhân, mà là tiểu tiên đồng. Lục hoàng tử thoải mái hào phóng đem triệu vinh triết giới thiệu cho hương gia người, hương lão gia tử đã sớm bị lục hoàng tử tinh quý thân phận cấp kinh hách qua, một cái tiểu tướng quân danh hiệu đã sẽ không làm hắn giật mình. Nhưng triệu vinh triết nghe xong lục hoàng tử giới thiệu sau lại chấn động, đặc biệt là nói đến hương nải nải thân phận khi, nhìn về phía hương nải nải ánh mắt tuyệt đối là thân hòa, khi chính là hắn gia gia thân muội muội đường muội hắn muốn kêu tiểu cô nãi nãi Tiểu cô nãi nãi, ta cô nãi nãi đến nay còn vì năm đó sự tình ấy nấy, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến tiểu cô nãi nãi, ta cô nãi nãi biết sau khẳng định sẽ cao hứng. Hương nãi nãi liên tục gật đầu, lúc trước chính mình thật là hận quá chính mình Đường tỷ, nhưng từ nàng đi theo Hương lão gia tử đem Nhật tử quá lên lúc sau, này đó hận đã sớm tan thành mây khói. Muốn hận cũng là hận chính mình vụng về a, à, cùng chính mình Đường tỷ không có chút nào quan hệ, cho nên hiện tại biết được Đường tỷ còn đang ấy nấy, chính mình trước ngượng ngùng. Chờ ngươi trở về thời điểm, cho ta mang phong thư trở về, ta cũng thực nhớ thương nàng đâu. Hương nãi nãi cười nói. Triệu Vinh Triết liên tục gật đầu, từ tay áo túi móc ra một trương khế nhà, này nguyên bản là vì Phúc Bảo chuẩn bị, hiện tại Phúc Bảo nãi nãi nếu là chính mình tiểu cô nãi nãi, kia Phúc Bảo cũng là chính mình biểu muội Tiểu cô nãi nãi, đây là ta cho các ngươi ở hoàn thành chuẩn bị tòa nhà, không lớn, tam tiếng sân, hẳn là đủ các ngươi toàn gia trụ. Hương nãi nãi hoảng sợ hoàn thành tòa nhà có bao nhiêu quý, nàng lại không phải không biết, như thế nào có thể không duyên cớ thu như vậy quý trọng đồ vật. Quan trọng nhất chính là, nàng biết nhà mình phúc bảo pháp bảo có cũng đủ bạc, bọn họ muốn tòa nhà, chính mình sẽ không mua sao. Thấy hương nải nãy, nãy không thu, triệu vinh triết có chút xấu hổ, trực tiếp đem khế nhà nhét vào bên cạnh xem náo nhiệt phúc bảo trong tay, tiểu phúc bảo, ngươi chính là ta tiểu biểu muội cấp biểu ca một cái mặt mũi ha. Phúc bảo mở ra khế nhà nhìn thoáng qua, không khỏi cười, Tên nàng kêu hương chương nguyệt, nhưng khế nhà thượng tên lại là Phúc Bảo, này. Biểu ca là riêng tới đưa khế nhà cho ta đi, nhưng Phúc Bảo là nhũ danh của ta, này khế nhà nhưng không tính. Triệu Vinh Triết trong tay cầm Phúc Bảo ném lại đây khế nhà, không khỏi sửng sờ, Phúc Bảo là nhũ danh, khi nàng đại danh gọi là gì, khế nhà thượng tên nhưng thật ra chuyện nhỏ, chỉ cần đổi mới một trương là được. Biểu ca, vì tổ mẫu gia tòa nhà ta đã chuẩn bị hảo, không nhọc biểu ca nhọc lòng còn có phúc bảo khuê danh kia có thể làm ngoại nam biết quá không ra thể thống gì lục hoàng tử không cao hứng nói ta là ngoại nam ta chính là đúng 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 biểu ca sai rồi biểu ca thật là ngoại nam triệu vinh triết khí a hắn cùng phúc bảo quan hệ có thể so lục hoàng tử càng gần một bước ngược lại biến thành ngoại nam bất quá nháy mắt liền hiểu được tự đáy lòng vì lục hoàng tử cao hứng phúc bảo ta cùng vinh triết biểu ca nói công sự ngươi muốn hay không cùng đi đi thôi các ngươi khẳng định muốn ta hỗ trợ. Phúc Bảo chắc chắn nói. Lục Hoàng tử cười, đích xác như thế, ba người tiến vào Lục Hoàng tử phòng, Triệu Vinh triết liền đem chính mình cùng huyển hồ như thế nào quen biết sự tình một năm một mười nói cho Phúc Bảo, Phúc Bảo nghe được mùi ngon, nguyên lai huyển hồ còn có thể như vậy bướng bỉnh. Lục Hoàng tử cũng đem chính mình cùng Sương Mù phát hiện mỏ bạc sự tình cấp nói một lần, không hề có đề cập Phúc Bảo, Phúc Bảo trong lòng ấm, đây là Lục Hoàng tử ở bảo hộ nàng đâu, Tuy rằng cái này Triệu Vinh Triết là hắn biểu ca, nhưng thế sự vô thường, muốn lưu tâm nhãn vẫn là đến lưu. Lần này vận chuyển quặng bạc, ta tưởng đem Thẩm Mưu cấp lưu lại, rốt cuộc nhân gia khuê nữ mang thai, ta nhưng không hy vọng các cường tức phụ luôn là kinh hồn tán đảm. Lục hoàng tử mở miệng nói. Triệu Vinh Triết hơi hơi hé miệng, không biết như thế nào trả lời, Thẩm Mưu chính là tiêu đầu, hắn võ nghệ cao cường, không có hắn ở, thật đúng là không được đâu. Ta dùng thị vệ cùng ngươi đổi ta tưởng bắt lấy tòa thành trì này, còn có nơi này trăm phế đại hưng, thật yêu cầu một cái hiểu tận gốc rễ người. Lục hoàng tử vội vàng bổ sung nói, dù sao hắn thị vệ cũng là triệu vinh triết cho, còn hắn một cái đổi thẩm bưu nhưng quá đáng giá. Ngươi, tay không bộ bạch lang, liền chính mình biểu ca đều phải mông, ngươi không làm thất vọng ta sao, ta quá thất vọng rồi ta. Triệu vinh triết cơ hồ không tin chính mình lỗ tai. Nhưng lục hoàng tử trong mắt kiên định nói cho hắn, đây là thật sự, ngẫm lại cái này tiểu gia hỏa bên người thật đúng là không ai, không khỏi mềm tâm địa. Hảo hảo, đem thẩm bưu lưu lại, hầu vệ cũng không cần cho, chỉ là ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm gì. Chờ chỉ huy sứ lại đây tìm ta. Chỉ huy sứ vì sao phải tới tìm ngươi? Hay là ngươi phạm vào cái gì đại sai, làm ngươi hoàng đế lão cha cấp bắt được? Triệu Vinh Triết có chút giật mình, phải biết rằng nếu chỉ huy sứ ra ngựa, khẳng định có người sẽ xui xẻo ta phụ hoàng không có cùng ngươi nói cái này mỏ bạc là ta tứ ca tự mình khai thác còn thỉnh tây thuận người trông coi lục hoàng tử nhìn triệu vinh triết liếc mắt một cái sâu sắc cảm giác trái tim băng giá phụ hoàng liền giúp đỡ hắn tranh đấu giành thiên hạ triệu gia người đều như thế phòng bị càng đừng nói bọn họ này đó hoàng tử này triệu vinh triết sợ ngây người này tòa mỏ bạc là tứ hoàng tử tự mình khai thác nhưng hoàng đế nói là ngươi phát hiện a à. Triệu Vinh Triết phía sau lưng bỗng nhiên cảm giác được một trận âm lãnh, nguyên lai like này tòa mỏ bạc còn đề cập đến Tây Thuận người ít lợi, trách không được lục hoàng tử muốn đem thẩm bưu cấp lưu lại, thật sự là quá nguy hiểm. Thế hàm, xem ra ngươi cái kia hoàng đế lão cha muốn sờ chúng ta triệu gia đế, ta cũng không thể làm ta thủ hạ những cái đó tiêu sư vô tội toi mạng a. À. Triệu Vinh Triết lúc này thật sự có chút kinh hoảng lên. Hắn chỉ là một cái tên tuổi thượng tướng quân, ở hoàng thành căn bản không có quyền điều động bất luận cái gì một binh một tốt, cho nên mới sẽ lấy khai tiêu cục vì danh, tự mình đụng binh. Hoàng đế như thế làm, nguyên lai là tưởng bại lộ hắn tư binh, thật sự là quá âm hiểm giảo hoạt, nhưng hắn hiện tại đã vào hố, nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Làm huyển hồ tới hỗ trợ đi, làm nó mang theo mỏ bạc đi hoàn thành, ta phụ hoàng nếu biết được huyển hồ đều có thể nghe ngươi lời nói, khi triệu gia ngược lại an toàn. Lục hoàng tử nhìn thoáng qua Phúc Bảo nói, đây là hắn cùng Phúc Bảo thương lượng quá, nguyên bản phúc bảo tưởng chính mình giúp đỡ vận chuyển này đó mỏ bạc nhưng có một thanh âm nói cho chính mình chuyện này làm huyễn hồ làm càng có giá trị nếu huyễn hồ công khai đem quặng bạc đưa đến hoàn thành có khả năng sẽ đưa tới các bá tánh cảm kích chính mình lại nỗ lực hơn trợ nó giúp một tay kia lại trường một cây cái đuôi cũng là có khả năng huyễn hồ ta có thể mời đặng vị này tôn thần ngươi cũng quá để mắt ta đi triệu vinh triết ha hả cười lạnh ngươi thỉnh bất động ta mời đặng a ngươi về trước hoàn thành chuẩn bị chuẩn bị, nhớ kỹ, nhất định phải giống trống khua chiên chuẩn bị, bá tánh biết đến người càng nhiều càng tốt, đó là bảo triệu gia người phương pháp tốt nhất. Chương 218 giờ Triệu Vinh tiếp thận trọng gật đầu, trở lại chính mình nhà ở đi chuẩn bị, lục hoàng tử đối với phúc bảo nửa quỳ xuống dưới, cái này động tác nhưng đem phúc bảo cấp khiếp sợ, hắn chính là hoàng tử, thượng lạy trời thần Phật tổ, quỳ xuống tổ tông cha mẹ, như thế nào có thể hướng tới chính mình quỳ xuống đâu. Phúc bảo, ta thuận thế hàm thượng quỳ thiên địa, quỳ xuống cha mẹ tổ tông, nhưng chân chính đáng giá làm ta cam tâm tình nguyện quỳ xuống chỉ có ngươi hương chương nguyệt một cái, cảm ơn ngươi phúc bảo. Phúc bảo chớp đôi mắt nhìn lục hoàng tử, cảm thụ được kia một trận lại một trận công đức giá trị, cả người thoải mái, tâm tình càng là vô cùng sung sướng. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Vinh Triết mang theo hương nải nải cho hắn tin, còn có nàng thân thủ theo khăn tay cùng túi tiền nhanh chóng hướng hoàng thành mà đi, hắn muốn cho hoàng đế biết, làm bá tánh biết, Bọn họ Triệu gia là có thần thú bảo hộ. Âm thầm đi theo Triệu Vinh Triết thân vệ có chút ngốc lăng, cái này tiểu tướng quân đang làm cái quỷ gì, ném xuống nhiều như vậy quặng bạc cùng tiêu sư mặc kệ, liền lo chính mình đi trở về, hay là muốn kháng chỉ không thành. Hắn hiện tại không chắc là đi theo Triệu Vinh Triết trở về vẫn là lưu lại trong giữ quặng bạc, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lưu lại, rốt cuộc hoàng đế quá để ý này phê quặng bạc. Nhưng đợi thật nhiều thiên, đều không có Triệu Vinh Triết trở về tin tức ngược lại nhìn đến tuần phủ đại nhân cả gia đình đều bị bắt lên nguyên lai lão hoàng đế nhận được tuần phủ cùng muối vận sử mật tin. xuất phát từ đối muối vận sử tín nhiệm lão hoàng đế trước mở ra hắn mật tin, tin lời nói phi thường kịch liệt cùng oán giận nói cho hoàng đế tuần phủ cùng tứ hoàng tử cấu kết tây thuận quốc hoàng đế ý đồ mưu phản hắn nữ nhi là tuần phủ vợ cả được đến bọn họ muốn làm phản tin tức sau liền về nhà mẹ để báo tin còn chưa kịp xử lý tuần phủ liền phái ám vệ đưa bọn họ cả gia đình đều diệt sát vì tự bảo vệ mình, làm bộ không biết người nhà là bị tuần phủ ám vệ giết, còn mang theo sở hữu bạc cùng lương thực đến cậy nhờ tuần phủ phủ nha, khóc lóc kể lễ người trong nhà rốt cuộc đắc tội nào lộ thần tiên, thế cho nên bị diệt môn. Cuối cùng tuần phủ cư nhiên nói cho hắn là cái gì huyển hồ báo thù, nhà ta cùng huyển hồ có quan hệ gì, huyển hồ vì sao phải tới báo thù, tuần phủ đem chính mình hành vi phạm tội giá họa đến đông thuận quốc thần thú trên người, ý đồ đáng chết a à. Lão hoàng đế nhìn thẳng nhíu mày, muối vận xử thế nhưng bị diệp môn, rốt cuộc là tuần phủ ám vệ làm, vẫn là huyễn hồ làm, bất quá dựa theo thư từ thượng viết, hẳn là tuần phủ ám vệ làm. Nhưng thư từ thượng viết nhất định chính là thật vậy chăng, hoàng đế trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng này với hắn tới nói không có bao lớn quan hệ, dù sao chết lại không phải hắn. Lại mở ra tuần phủ thư tính, qua loa nhìn một lần, lão hoàng đế không khỏi cười ha ha, tuần phủ a à tuần phủ, ngươi cũng quá coi rẻ trẫm tưởng đem trẫm trở thành ba tuổi oa oa tới hống sao cái gì mới vừa biết có mỏ bạc cái gì vẫn là ở lục hoàng tử tấn công thời điểm mới biết được ngươi cái này nồi ném đến hảo ném đến diệu a à, ta làm ngươi hảo hảo tự động tự giác tiếng nồi vì thế hô tuần phủ đã bị chỉ huy sứ người cấp mang đi đương nhiên là lặng lẽ mang đi bất quá chỉ huy sứ lại mang đến một cái ý chỉ ở tân tuần phủ còn chưa tiền nhiệm phía trước làm lục hoàng tử tạm thời trước giám thị cái này tỉnh thành lục hoàng tử tiếp nhận thánh chỉ hướng tới hoàn thành phương hướng quỳ lạy hắn rốt cuộc có thể bắt lấy tòa thành trì này, tại đây ngắn ngủi quản lý thời gian nội, nhất định phải hoàn toàn thống chế tòa thành trì này. Lục hoàng tử điện hạ, hoàng thượng làm ta hỏi một chút ngươi, ngươi có biết tứ hoàng tử ở nơi nào? Chỉ huy sứ nhìn rõ ràng vẫn là một thiếu niên, cũng đã có hoàng giả khí khái lục hoàng tử, càng thêm kính cẩn nghe theo. Ta hỏi thăm kết quả là Tây tỉnh hoặc là Tây thuận quốc hoàng cung, đến nỗi rốt cuộc là nơi nào, xin thứ cho bổn. Hoàng tử vô năng lục hoàng tử vội vàng trả lời nói. Tạ lục hoàng tử điện hạ, chỉ cần biết rằng địa phương có thể, chúng ta ở Tây Thuận Quốc cũng là có cái đinh, chỉ là chúng ta muốn bắt bắt tứ hoàng tử nói, lục hoàng tử cần thiết phải cẩn thận. Chỉ huy sứ vội vàng trả lời nói. Tạ chỉ huy sứ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lục hoàng tử có qua có lại. Hai người trong lòng đều thực sung sướng, lão hoàng đế chung quy sẽ thoái vị, hiện tại nhất có phần thắng chính là lục hoàng tử, vì tương lai hợp tác vui sướng, hiện tại gia tăng cảm tình cũng là đúng. Hương lão gia tử biết được bọn họ muốn đi tuần phủ phủ nha cư trú, vội không ngừng lắc đầu cự tuyệt, bọn họ chỉ là chạy nạn dân đói, danh không chính ngôn không thuận đi làm gì. Hơn nữa bọn họ không nghĩ lưu lại nơi này, bởi vì Hương Thiên còn ở Hoàng Thành, bọn họ sốt ruột muốn đi thăm Hương Thiên, nhưng lục hoàng tử hiện tại tiếp thu hoàng mệnh, cần thiết đến lưu lại mới được. Cha, nếu không chúng ta lưu một đoạn thời gian, ta tức phụ mang thai, hiện tại lại là đại tuyết sôi nổi, trời giá rét, đã không thích hợp đi ra ngoài. Các tường do dự một lát đề nghị nói. Hương lão gia tử tức khắc không tiếng động, hắn không thể vì không nghĩ trụ tuần phủ phủ nha mà không màng đã mang thai con dâu, huống chi này vẫn là các tường đứa bé đầu tiên đâu. Triệu trưởng quầy đã mang theo người đi tuần phủ phủ nha, đem toàn bộ phủ nha thanh kiết sửa sang lại, đặc biệt là hậu viện, khi chính là bọn họ nguyệt chủ tử muốn trụ địa phương, cần thiết đến lộng nhanh nhẹn. Lục hoàng tử đi vào phúc bảo thiện phòng cửa, cười nói có thể khởi hành, Phúc Bảo liên tục gật đầu, nhìn mỗi cái phòng đều không xuống dưới, tay nhỏ vung lên, mấy trăm túi lương thực chất đầy toàn bộ nhà ở. Lại đem sở hữu lưu nước đều chứa đầy thủy, chỉ là đáp tạ lão hòa thượng chịu thương chịu khó siêu độ vong hùng tạ lễ, càng là bọn họ ở nơi này quấy rầy nhân gia thanh tu khiển lễ. Hương lão gia tử đi theo lục hoàng tử đi ra ngoài, một bộ vẻ oải yểu xìu bộ dáng, Phúc Bảo vội vàng chạy tới, vãn trụ cánh tay hắn ở bên tay hắn nói nói mấy câu, Hương lão gia tử đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Phúc Bảo, gia gia bảo bối, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự, so Trân Châu thật đúng là. Phúc Bảo cười tủm tỉm nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đại điệp ngân phiếu, đều là đại mặt tráng, ít nói cũng có mấy chục vạn lượng. Nháy mắt, Hương lão gia tử tinh thần bỗng nhiên chấn hưng lên, đem ngân phiếu nhét vào bên hông hầu bao, sau đó thẳng thắn eo, bước chân càng là vượt đến tạc đại. Hương giáo trợn tròn đôi mắt, bước nhanh chạy đến Phúc Bảo bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Muội muội, nói cho nhị ca ngươi nói gì?" có thể làm ta gia gia biến hóa lớn như vậy. Nhị ca, ta nói rồi hai ngày chúng ta đi ngoại ô mua cái mấy trăm mẫu ruộng tốt, lại thuê chúng ta hương chương thôn thôn dân tới trồng trọt, đến lúc đó gia gia chính là một cái địa chủ lạc. Thật sự, kia ta chính là địa chủ tôn tử. Hương giáo mặt mày hớn hở hỏi. Đúng vậy đâu, ngươi chẳng những là địa chủ tôn tử, vẫn là cử nhân lão gia đệ đệ đâu. Phúc Bảo cười ra thanh âm, tựa chung bạc dễ nghe êm tai. Bên cạnh cầm bao vây phú quý tẩu nghe xong cũng nhấp miệng cười, trong lòng không biết có bao nhiêu thỏa mãn, đây là nàng nhi nữ, thực xuất sắc thực xuất sắc. Thẩm diệu cầm một tay đỡ chính mình bụng, một tay cầm dù giấy chậm rãi đi theo mặt sau, miệng nàng lẩm bẩm, thần sắc phi thường trang trọng nghiêm túc. Các tường cảm thấy kỳ quái, để sát vào vừa nghe, không khỏi cười, nguyên lai tức phụ ở cầu nguyện, cầu nguyện chính mình trong bụng hoài chính là cô nương, một cái giống phúc bảo giống nhau cô nương chỉ là các cường cảm thấy chính mình tức phụ nguyện vọng khả năng sẽ thất bại, hương gia có một cái phúc bảo đã là thiên đại phúc phận, sao có thể lại đến một cái. Chương 219 Lương Mãn Thương Hương lão gia tử đoàn người đi đến tuần phủ phủ nha, nhìn đến kiều giác điệp mái, cao lớn đôn hậu, ngang nhiên đứng trang nghiêm, uy nghiêm trang trọng tuần phủ nha môn, không khỏi cảm thấy có chút chân mềm. Bọn họ chỉ là một giới nông dân, trên người lại không có công danh, chỉ là đứng ở cửa, cũng đã cảm giác được phủ nha tự thân mang đến uy nghiêm, cả người căn bản không chịu nổi như thế đại uy ác. Phúc Bảo tản mát ra tinh thần lực, yên tĩnh không tiếng động đêm này của uy ác tan rã, hương lão gia tử bọn họ tức khắc cảm thấy trên người một nhẹ, trên mặt thần sắc cũng thả lỏng không ít. Đây là một tòa bốn tiếng sân, chính địa trăm tới mẫu, có đại môn, nghi môn, hậu đường, hậu viện, hậu viện thuộc về gia quyến nội viện, triệu trưởng quầy mang theo hương lão gia tử trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Thông trưởng vừa đi vừa vỗ vỗ hương hán hà cánh tay nói, còn hảo cùng ngươi có quan hệ thông gia, bằng không này một đường khả năng sẽ đói chết, càng đừng nói trụ loại địa phương này. Hương Hán Hà không khỏi gật gật đầu, hắn cùng thôn trưởng cháu trai cháu gái đều quá tiểu, này một đường nếu không có đại ca gia hộ tống, trên cơ bản cùng hương chương thôn thôn dân giống nhau, không phải nhiễm dịch trục chính là bị sống sờ sờ đói chết khác chết. Một phen bận rộn lúc sau, Phúc Bảo cùng lục hoàng tử đứng ở kho lúa trước mặt, chốc lát giang, vắng vẻ kho lúa bị lấp đầy, toàn bộ kho lúa tản ra mễ hương, lục hoàng tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Lại đi vào mặt khác kho hàng trước mặt, vô luận là vải vóc bông, vẫn là quý báu gia tư, thậm chí liền tiểu hắc đại hắc cùng với ngựa chờ động vật đều xuất hiện. Lục hoàng tử nhìn đến hãng huyết bảo mã, kích động chạy qua đi, đáng tiếc hãn huyết bảo mã liếc xéo lục hoàng tử liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào phúc bảo bên người. Phúc bảo còn đem ở trong núi trảo lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang cùng hưu bào chờ động vật phóng ra, hiện tại thổ địa không thể trồng trọt, vậy sinh sôi nảy nở một ít động vật, cũng có thể tìm đồ ăn ngon. Đến nỗi thủy, tuyết trắng đã hậu tới người trưởng thành đầu gối, lại còn có đang không ngừng rơi xuống, những cái đó bọn nha dịch đều vội vàng đem tuyết trắng sạn vào nước lu, chỉ cần ngộ nhiệt là có thể hóa thành thủy. Phúc Bảo trở lại chính mình nhà ở, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tinh thần lực đã tán phát đi ra ngoài, đang nằm ở hương thiên bên cạnh ngũ tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy đến trong viện đứng bất động. Sau đó hướng tới một phương hướng chạy đi ra ngoài, Hương Thiên cùng Hương Sa sợ tới mức vội vàng đuổi tới, mênh mang tuyết trắng trung, nơi nào còn có tiểu hồ ly thân ảnh. Đệ đệ, tiểu hồ ly khả năng có việc đi ra ngoài, đợi lát nữa tự nhiên sẽ trở về. Hương Sa nói. Hương Thiên yên lặng gật đầu, không phải phúc bảo nơi này sự tình chính là huyễn hồ chính mình sự tình, cũng may hắn cùng Hương Sa trên cổ tay đều có phúc bảo cấp vòng tay phòng thân, hắn trong cổ còn có một khối tiểu một bài đâu, nhiều một tầng phòng hộ. Huyễn hồ dựa theo phúc bảo ý bảo, đi vào tới gần cửa cung một phương thổ địa, quả nhiên nhìn đến Triệu Vinh Triết ở chỉ huy người dựng đài cao, cái này đài cao đã dựng vài thiên, xem ra hôm nay là có thể hoàn công. Đài cao trên mặt đất phô thật dày lông dê chăn chiên, bốn phía treo đầy đèn lồng màu đỏ, nhìn qua vui mừng dị thường, mà đài cao phía trước, tất bị người dùng tơ hồng cách ra một phương không gian, ước chừng có một dặm phạm vi. Triệu Vinh Triết mắt sắc, nhìn đến tuyết trắng trung tất giấu một cái thân ảnh nho nhỏ, nếu không phải hắn nhãn lực hảo, căn bản phát hiện không được cái này vật nhỏ tồn tại. Hắn tại ám vệ bên tai nói thầm vài câu, ám vệ đi ra ngoài, sau đó cố ý từ nhỏ hồ ly bên người đi qua, trong miệng nói thầm ngày mai sáng sớm muốn khai một cái đại hình bắn phúc. Huyển hồ trợn trắng mắt, còn tưởng rằng có thể làm ra bao lớn động tĩnh đâu, nguyên lai like chẳng qua là giải đố trò chơi, hấp dẫn người tới giải đố, đoán chúng có thưởng mà thôi. Như vậy xem ra cái này tiểu tướng quân đã chuẩn bị hảo, khi nó liền đi theo phúc bảo nói một tiếng đi, có thể hay không lại trường một cái đuôi cáo liền xem ngày mai huyễn hồ về tới nơi ở nhìn đến hương thiên cùng hương xa lo lắng ánh mắt không khỏi phóng nhu ánh mắt đặc biệt là hương thiên hương gia muốn thay đổi cạnh cửa dựa vào chính là hắn hương thiên cùng hương thấy xa đến huyễn hồ đã trở lại một viên khẩn trương tâm tức khắc thả xuống dưới chỉ là bọn hắn không biết chính là nửa đêm thời gian huyễn hồ lại biến mất phúc bảo ăn mặc dày nặng áo bông đứng ở tuần phủ phủ nha trên nóc nhà cùng huyễn hồ nhìn xa cái kia sơn động Huyễn Hồ ghét bỏ nhìn Phúc Bảo liếc mắt một cái, ngươi lại không sợ lãnh, xuyên nhiều như vậy làm gì. Phúc Bảo cũng lắc đầu, vì làm cha mẹ gia nải an tâm, nhiều xuyên điểm liền nhiều xuyên điểm, dù sao nàng không sợ lãnh cũng không sợ nhiệt, chỉ là Phúc Bảo lo lắng Huyễn Hồ, ngươi có thể hay không mang đi nhiều như vậy quặng bạc. Huyễn Hồ lắc đầu, nó hiện tại chỉ là Huyễn Hồ, còn chưa tiến vào tiên tịch, có thể mang đi một nửa đã là hạng mức cao nhất, lại nhiều liền tàn không được, Phúc Bảo cười, một nửa là đủ rồi có huyễn hồ phù hộ cái kia tiểu tướng quân lại đến lấy quặng bạc hẳn là không người dám tới cướp đoạt huyễn hồ hiểu rõ gật gật đầu cái này triều đại vô luận là hoàng đế cùng bá tánh bọn họ đều cực kỳ tin tưởng thần quỷ nó huyễn hồ mang đến đồ vật trừ bỏ hoàng đế ai cũng không dám cướp đoạt không hoàng đế cũng không dám phúc bảo ngươi nói ta thật sự có thể lại trường một cây cái đuôi sao phải biết rằng lại trường một cây cái đuôi ta chính là có thể vào tiên tịch huyễn hồ có chút hoài nghi vận chuyển quặng bạc còn không phải là được đến các bá tánh công đức giá trị sao? còn có triệu gia cảm ơn. cho dù hơn nửa phúc bảo linh lực muốn lại trường một cây cái đuôi, quả thực là người suy si nói mộng. phúc bảo nhún nhún vai, nàng cũng cảm thấy cái này kỳ vọng có chút quá cao, phàm là sự tổng muốn đi làm một lần mới biết được có đáng giá hay không. bằng không chờ mong này mấu chốt nhất thứ bảy căn cái đuôi mọc ra tới, không biết năm nào mã nguyệt đâu. một người một hồ buông ra tinh thần lực hướng tới hoàng thành phương hướng nhìn lại, tới gần hoàng cung địa phương đài cao đã dựng xong, mà đài cao chung quanh, cũng bày biện trăm tới cái tứ giác cái bàn. Trên bàn phóng đầy trắng bóng gạo, còn có bạc, hấp dẫn toàn thành bá tánh tiến đến tham dự bắn phút thi đấu, chỉ cần đoán trúng câu đố, là có thể được đến tưởng thưởng. Triệu Vinh Triết vừa mới bắt đầu dựng đài cao thời điểm, hoàng đế khiến cho thân vệ đi hỏi thăm, người này không đi khuân vác quặng bạc, ở chỗ này đáp cái gì đài cao. Nhưng Triệu Vinh Triết nói cho bọn họ, chính là bởi vì quặng bạc, mới dựng cái này đài cao, đến nỗi quá trình như thế nào, tạm thời bảo mật, đến lúc đó cấp hoàng thượng một kinh hỷ. Hoàng đế trong lòng tuy rằng sốt ruột cùng hoài nghi, nhưng cũng nhẫn nại tính tình chờ đợi, nhìn xem cái này triệu gia tiểu tướng quân rốt cuộc có thể cho chính mình mang đến cái gì kinh hỷ. Đáp án thực mau liền biết được, đương mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời điểm, toàn bộ hoàng thành dân chúng đều bị khu chiên gõ trống thanh âm cấp hấp dẫn, đi tới đài cao phía trước, hôm nay chính là bắn phút ngày đầu tiên. Huyển hồ nhìn rậm rạp đầu người, đối với phúc bảo gật gật đầu nên là nó lên sân khấu một cái xoay người lộ ra lục vĩ huyễn hồ chân thân sáu điều lông xù xù đuôi to căng căng dựng thẳng lên giống như khổng tước xuề đuôi quạng mỏ nội kia đen tuyền quạng bạc bỗng nhiên thiếu một nửa đem trong giữ quạng mỏ bảo hộ người cấp sợ tới mức chết khiếp cũng may có lục hoàng tử ám vệ ở mới không có khiến cho bao lớn ồn ào chúng ta đi thôi huyễn hồ ngồi xổm xuống thân mình phúc bảo gật gật đầu nhảy lên huyễn hồ lưng tránh né ở huyễn hồ thật dài lông tóc trung nếu không nhìn kỹ căn bản là không biết huyển hồ trên người còn có một người. Chương 220 lịch kiếp, 1 Hoàng đế vẫn luôn nhớ quặng bạc cùng Triệu Vinh Triết, thất thần nghe các đại thần đỉnh đạt mà nói, đương phúc toàn kích động tới nói cho hoàng đế thần thú đưa bạc thời điểm, liền hoàng đế đều cả kinh thiếu chút nữa từ trên bảo tọa té xuống. Vội vàng làm người dắt mã lại đây, cưỡi ngựa liền hướng cửa cung chạy tới, phúc toàn hòa thân vệ nhóm nhanh chóng đuổi kịp, mặt sau các đại thần hai mặt nhìn nhau, cũng đều vén lên triều bào hướng cửa cung phương hướng chạy tới trên đài cao một đầu màu ngân bạch thật lớn hồ ly đứng ở mặt trên sáu điều lông xù xù cái đuôi không ngừng tả hữu lắc lư thế nhưng đem tung bay tuyết trắng đều diêu thượng giữa không trung lại sôi nổi bay xuống dừng ở huyển hồ trên đầu trên người có nói không nên lời ảo cảnh trước mặt mọi người bá tánh sợ tới mức hoảng sợ lui về phía sau khi triệu vinh triết bỗng nhiên vận khí lớn tiếng kêu lên thần thú đông thuận quốc thần thú hiện thân mau bái kêu xong chính mình trước quỳ xuống, mọi người nhìn đến tiểu tướng quân đều quỳ lạy, không khỏi sôi nổi quỳ xuống, bọn họ sáng sớm liền biết Đông Thuận Quốc tới cái thần thú, là tới bảo hộ bọn họ quốc gia. Nhưng mọi người đều trở thành một cái thần thoại mà thôi, nếu thật sự có thần thú, vì sao địa long xoay người thời điểm không thấy nó ra tới, mà khi huyển hồ thần khí đứng ở trên đài cao khi, cái loại này huyết mạch uy áp làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Bầu trời bỗng nhiên giáng xuống màu đen quạng bạc, xôn xao thanh âm làm mỗi người đều ngẩng đầu lên, nhìn đến trước mắt thực mau liền xếp thành sơn màu đen cục đá, đều há to miệng, không thể tin được hai mắt của mình. Đây là thứ gì, đen tuyền có ích lợi gì, thần thú rốt cuộc đang làm gì, sẽ không đem bọn họ những người này đều chôn đi. Hoàng đế dục ngựa đi vào cửa cung, tận mắt nhìn thấy đến một đầu thật lớn màu ngân bạch động vật đứng ở trên đài cao, chỉ là hắn đứng ở huyển hồ mặt trái, cũng không có nhìn đến huyển hồ chân dung. Giờ này khắc này, huyển hồ sở mang quạng bạc đã khuynh đảo không sai biệt lắm, dư lại cũng không có ngã vào xếp thành sơn quặng bạc trung ngược lại hướng về bốn phương tám hướng vứt đi ra ngoài rất nhiều người trước người đều xuất hiện một khối đen tuyền cục đá đang ở đại gia không biết làm sao thời điểm triệu vinh triết lại vận khí lớn tiếng kêu gọi lên thần thú đưa bạc lạp đại gia mau tiếp a không có không được đoạt đó là bởi vì ngươi không có công đức mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nguyên lai này đen tuyền đồ vật là bạc a vội vàng cúi đầu hướng tới trên mặt đất nhìn lại trước người có hắc cục đá người cao hứng cầm cục đá cao cao dơ lên, thần thú cho hắn đưa bạc. Trước người không có hắc cục đá người không khỏi uể oải lên, hồi tưởng chính mình quá vãng, tự hồ thật sự làm rất nhiều không nên làm sự tình, chẳng lẽ đều bị thần thú xem ở trong mắt không thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với huyển hồ thiệt tình thành ý quỳ lạy lên, phúc bảo nho nhỏ thân thể tránh ở huyển hồ dày nặng da lông dưới, hấp thu một đợt lại một đợt công đức giá trị, thoải mái nhắm hai mắt lại một cái thân vệ nhìn đến một khối hắc cục đá bay lại đây, thả người nhảy dựng lên, hoàng mỹ tiếp được màu đen cục đá, sau đó cung cung kính kính giao cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận cục đá vừa thấy, cư nhiên cùng sáu hoàng nghi cho hắn hắc cục đá giống nhau như đúc, không khỏi nheo lại đôi mắt, trong lòng đối lục hoàng tử có hoài nghi. Khuyển hồ tự hồ có điều giác, thông thả quay mặt đi, một đôi thanh thấu hồ ly mắt nhìn chầm chầm vào hoàng đế, hoàng đế bị tầm mắt này hỗn loạn tâm thần, tâm không khỏi bỗng nhiên kéo chặt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện chân nguyên đại sư nói. Bần tăng đêm xem hiện tượng thiên văn, mấy ngày này thường xuyên xuất hiện dị tượng, nếu hoàng thượng không có nắm chắc cơ hội, sẽ thiên hạ đại loạn, đến lúc đó dân chúng lầm than, quốc đem đổi chủ. Xin hỏi đại sư, trẫm như thế nào nắm chắc cơ hội? Thần thú, phúc bảo. Hoàng đế nghĩ đến đây, lập tức xuống ngựa, bước nhanh đi hướng cửa cung, dục hướng huyển hồ phương hướng mà đi, phúc toàn hòa thân vệ nhóm sốt ruột, kia chỉ cái gì thần thú là địch là bạn còn không biết, như thế nào có thể làm hoàng đế qua đi hoàng đế nhất thời bị phúc toàn hòa thân vệ nhóm che ở phía sau không khỏi bối rối hắn muốn nắm chắc cơ hội lại không dám ở thần thú trước mặt thét to chính mình thân vệ tránh ra dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên quỳ xuống cầu thần thú giải ta đông thuận quốc khó khăn đông thuận quốc hiện tại thiên tai nhân họa các bá tánh trôi giạt khắp nơi trẫm đau lòng a à, trẫm kỳ vọng những cái đó thiên tai nhân họa mau chóng tan rã làm thiên hạ bá tánh có thể an cư lạc nghiệp phúc bảo nghe xong hoàng đế nói trong lòng cảm thấy cái này hoàng đế thật đúng là không tồi, không cầu giang sơn địa vị củng cố, không cầu núi vàng núi bạc, ngược lại thế hắn con dân cầu an ổn. Vừa định đem tinh thần lực tản mát ra đi, một cổ so với lục hoàng tử gấp mấy trăm lần công đức giá trị phi phát mà đến, kia không phải được đến cứu trợ mà cảm ơn công đức giá trị, mà là một cái chân long thiên tử đại thiện tâm. Huyển hồ cùng Phúc Bảo đều có chút ngốc, không nghĩ tới bọn họ cái gì cũng chưa tới kịp làm, hoàng đế cư nhiên như thế tín nhiệm bọn họ, Viễn hồ càng là bốn chân không ngừng rung rẩy, một cổ khó có thể chịu đựng đau đớn tập kích mà đến. Viễn hồ trọng tới không nghĩ tới chính mình có thể được đến long khí, phải biết rằng có thể được long khí thiên hồ nhất tộc, chẳng những có thể ngợi khen một cây cái đuôi, tiền đồ càng là không thể hạn lượng. Khi chính là ngàn năm một thuở cơ hội, viễn hồ chịu đựng kịch liệt đau đớn, nỗ lực hấp thu rơi rụng ở chính mình trên người long khí, du chuyển với chính mình trong kinh mạch. Long khí thật sự quá cường đại, viễn hồ trước sau đắn đo không được, rốt cuộc sợ hãi lên, chúng nó này nhất tộc thiên hồ, mỗi một lần dài hơn một cái đuôi, đều phải trải qua hung hiểm, đặc biệt là thứ bảy căn cái đuôi, đó là thiên hồ có thể lên trời xuống đất chân chính đường ranh giới. Cực lực muốn khống chế được tự thân linh lực, đáng tiếc nơi này hoàn cảnh quá mức tạp xảo, huyển hồ trước sau không thể an tâm, trên người linh lực bắt đầu không chịu khống chế, cơ hồ muốn hướng lên trời điên cuồng gào thét. Phúc Bảo nhảy bén phát hiện huyển hồ trên người linh lực có chút khác thường, kinh nghiệm lần trước nói cho Phúc Bảo, Viễn Hồ bỗng nhiên đạt được lớn như vậy công đức giá trị, hẳn là lại muốn thăng cấp, nếu ở chỗ này thăng cấp, một tiêu dị động đều sẽ làm nó tẩu hỏa nhập ma. Phúc Bảo vận chuyển khởi chính mình bản mạng Nguyên Châu, đem trên người linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào huyển hồ trong cơ thể, dùng tinh thần lực câu thông nói, Viễn hồ, mau thuấn di, đi đỉnh núi. Thiên hồ nhất tộc tu luyện đến năm đuôi linh hồ thời điểm, là có thể thuấn di, nghe xong Phúc Bảo nói, dùng hết toàn thân linh lực, nháy mắt mất đi bóng dáng, đảo mắt thấy, bọn họ đi tới tỉnh thành ngoại cái kia đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, buông phúc bảo sau, huyển hồ hoàn toàn điên cuồng, cả người linh lực nơi nơi tán loạn, đau đến nó đầy đất lăn lộn, quanh thân núi đá bị nó trên người phát ra cùng ma chấn đến các bay đá chạy. Trên người tương đối yếu ớt kinh mạch đều đã tràn ra máu tươi, đặc biệt là nó một trương hồ mặt, trên mặt đôi mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai đều chảy ra máu tươi, đem màu ngân bạch hồ mau hoàn toàn bị nhiễm hồng. Vài lần muốn ngồi định rồi thân mình, như vậy có trợ giúp vận chuyển linh lực, nhưng như thế đơn giản động tác hiện tại lại thành lên trời cây thang, muốn sải bước lên một bước đều khó. Muốn hướng phúc bảo cầu. Cứu, nhưng nghĩ đến chính mình thăng cấp sở muốn tiêu hao linh lực, không khỏi nhắm chặt khởi miệng, nó không thể hại phúc bảo, phúc bảo đã đối nó cũng đủ hảo. Chương 221 lịch kiếp 2 Phúc Bảo đứng ở trong một góc, nàng hình thể cùng huyển hồ so sánh với, quả thực chính là một con tiểu cẩu nhìn một đầu trâu rừng cấp bậc, muốn áp chế huyễn hồ căn bản không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là không ngừng dùng tinh thần lực cùng nó câu thông, dùng chính mình linh lực vì nó hóa giải, nhưng này cũng không thể lâu dài, bằng không chính mình tất nhiên sẽ bị huyễn hồ cấp liên lụy chết. Biết rõ loại này thăng cấp chính là hao hết linh lực, sinh tử một đường thâm mương, nhưng Phúc Bảo lại không chút do dự nhảy xuống, đều là tu hành ngàn năm vạn năm tinh quái, thưởng thức lẫn nhau đã khắc họa tận xương. Linh lực điên cuồng dũng mãnh vào ở huyễn hồ đang điền, đem huyễn hồ trong cơ thể tán loạn linh lực chậm rãi thu nạp chậm rãi hợp quy tắc huyễn hồ cũng nghiến răng nghiến lợi vận chuyển chính mình bản mạng hồ châu thu thập cơ hồ muốn tất tất nước toạc kinh mạch không biết qua bao lâu toàn thân ngân bạch đã biến thành tươi đẹp màu đỏ điểm điểm máu loãng từ trên người rơi xuống đến trên mặt đất đem này một mảnh thổ địa biến thành thật sâu nâu đen sắc phúc bảo đã cảm giác được chính mình kiệt lực nàng linh lực cơ hồ tiêu hao đãi nếu lúc này buông tay huyễn hồ chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu một giờ nhưng không buông tay cần thiết muốn vận dụng tất dấu tinh phách không gian nội long khí. Đây là chân long thiên tử thiệt tình thiện ý long khí, Phúc Bảo không có 10 phần nắm chắc là không dám tu luyện, bởi vì một khi tu luyện, nàng đem rốt cuộc tiếp thu không đến người thường công đức giá trị. Làm như vậy quá mạo hiểm, vạn nhất về sau đã không có long khí bổ sung, nàng muốn thành Phật con đường sẽ bị hoàn toàn đoạn tuyệt. Phúc Bảo ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, tươi đẹp Thái Dương đã sớm không thấy bóng dáng, thay thế chính là kia luôn trắng bệt ánh trăng, còn có trắng bệt trung che kính nhẹ nhẹ đỏ đậm. Liều mạng, huyển hồ chỉ cần lại gia tăng một cây cái đuôi, nó ở cái này thế tục nhân gian sẽ thiên hạ vô địch, dựa theo huyển hồ có ân báo ân có thù báo thù tính cách, nàng người nhà sẽ chung thân đã chịu nó che chở. Bản mạng nguyên châu điên rồi vận chuyển lên, kia cổ long khí hóa thành chảy nhỏ dọc tế lưu hướng tới nàng bản mạng nguyên châu thẩm thấu đi xuống, lại chuyển thành linh lực tiến vào đến huyển hồ trong cơ thể. Huyển hồ tinh thần bỗng nhiên rung lên, kia cổ còn đang lẫn trốn thoáng linh lực lập tức bị thu phục lại vô thanh vô tức mất đi ở cuồn cuộn trên bầu trời thiên lôi mộ nhiên biến mất nhưng phúc bảo lại mềm mại ngã xuống khóe miệng khóe mắt lỗ tai đều chảy ra máu tươi không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ảm đạm ráng màu ảm đạm đến cơ hồ cùng đại địa cùng sắc nông nổi huyễn hồ phi phát qua đi nhảy lên kia đạo ráng màu đạo mắt thân mình đã xuất hiện ở thiên đình nam thiên môn cả người đều là vết máu huyễn hồ nháy mắt chuyển biến một cái duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ đứng ngạo nghễ ở đám mây phía trên bảy màu mây tía quay chung quanh huyễn hồ che lấp nàng không manh áo che thân thân thể một cái bạch mi thượng tiên mang theo hắn bọn tiểu bối chờ ở nam thiên môn nhìn huyễn hồ không hiện tại hẳn là xưng là thần hồ lão hoài vui mừng loát chính mình hoa râm râu bọn họ này nhất tộc đã mấy vạn năm không có thần hồ xuất hiện nơi này có người ngọc điệp đại biểu cho ngươi thân phận có người y phục rực rỡ có thể theo ngươi biến hóa mà biến hóa còn có ngươi hồ ly động thiên hạ to lớn, chỉ cần có hồ ly động, nơi nào đều là nhà của ngươi. Bạch mi thượng tiên đem một cái chuế đầy điểm điểm tinh quang túi càng không ném qua đi, thần hồ vội vàng tiếp nhận, thần thức trói định ngọc điệp, y phục rực rỡ cùng hồ ly động, cung cung kính kính quỳ xuống, cho nó tiền bối dập đầu, cảm tạ tiền bối che chở chi ân. Ngươi thực hảo, khó nhất đến chính là ngươi được đến long khí, bất quá vạn năm hương chương vương càng thêm trượng nghĩa, chúng ta này nhất tộc nhất chú trọng có ân báo ân, này viên tiên đang liền tính là báo ân thần hồ vui sướng như cuồng, vội vàng tiếp nhận tiên đan, phải biết rằng loại này tiên đan chính là cửu vĩ thiên hồ tâm đầu huyết luyện chế mà thành, có thể có khởi tử hồi sinh công hiệu. Thần hồ lại quỳ xuống, lúc này đây so vừa rồi càng muốn thành kính, chờ thần hồ ba quỳ chính lại lúc sau, nó tiền bối vung tay lên, thần hồ đã về tới đỉnh núi. Đều nói bầu trời một ngày trên mặt đất một năm, liền đến lúc này vừa đi vài phút thời gian, Phúc Bảo đã ở đỉnh núi hôn mê mấy cái giờ, chờ thần hồ lần nữa trở về thời điểm, liền nhìn đến bị hương chương nhánh cây bao vây lại phúc bảo. Nhánh cây nhìn đến thần hồ, lập tức về tới đang điền nội đã gần như khô héo hương chương trên cây, này ngắn ngủn mấy cái giờ, trên người chúng nó linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Thần hồ tại chỗ xoay một vòng tròn, một cái mạo mỹ như vậy cô nương xuất hiện, bảy màu hà y theo gió phiêu động, phiêu phiêu dục tiên bộ dáng sợ ngay người chung quanh yên lặng bảo hộ phúc bảo bầy sói. Thần hồ đem phúc bảo nhẹ nhàng ôm lên, đem kia viên tiên đang nhét vào phúc bảo trong miệng, đang dược vừa vào hầu, liền hóa thành một cổ tế lưu hướng nàng thấp người chậm rãi chảy xuôi qua đi. Sở hữu bị đang dược thấm vào quá kinh mạch, giống như bị đánh khí lốc xe nhanh chóng bành trướng lên, kinh mạch lập tức biến thô biến hậu, dẻo dai 10 phần. Quanh thân linh khí lưu chuyển tốc độ nháy mắt nhanh lên, mỗi một đạo linh khí đều theo gân mạch hướng tới bản mạng nguyên châu Dũng đi, Kim mênh Mông cuồng cuộn thanh thế, cơ hồ muốn đem bản mạng nguyên châu cấp dọa lui. Bản mạng nguyên châu cơ hồ khô kiệt, nguyên bản điểm điểm kim sắc đã biến thành gồ ghề lồi lõm thật vất vả nuôi lớn dưỡng vì bản mạng nguyên châu lại về tới mới bắt đầu dáng vẻ mãnh liệt mênh mông linh khí thúc đẩy bản mạng nguyên châu chậm rãi động lên linh khí một đạo một đạo chui vào bản mạng nguyên châu chữa trị nội bộ vỡ nát không biết qua bao lâu bản mạng nguyên châu rốt cuộc có thể chính mình hấp thu linh khí theo linh khí tăng nhiều cũng chậm rãi chuyển động lên bỗng nhiên bản mạng nguyên châu tạm dừng một chút luồng linh khí này tựa hồ không đúng chẳng những thực thuần thực thấu linh khí tự hồ còn bao hàm chưa từng có quá hơi thở. Đó là trời cao độc hữu hồng mông chi khí, chỉ có thành tiên mới có thể hấp thu đến hồng mông chi khí, cư nhiên xuất hiện ở chính mình bản mạng Nguyên Châu trung tâm, này cơ hồ là thỏa thỏa đưa phúc lợi A. Bản mạng Nguyên Châu giống như bị tim máu gà hưng phấn lên, dùng hết chính mình lớn nhất tái lượng bắt đầu hấp thu hồng mông chi khí, châu trên vách gồ ghề lồi lõm nhanh chóng bị lấp đầy, lại phóng xạ ra điểm điểm kim quang. Dần dần, điểm điểm kim quang biến thành lộng lẫy quang ảnh, đem toàn bộ bản mạng nguyên châu bao vây lên bản mạng nguyên châu tự hồ hãm sâu ở ôn nhu hương thoải mái không nghĩ nhúc nhích thần hồ ám đạo không tốt phúc bảo nếu không thể tại đây nói quan ảnh trung đột phá ra tới như vậy nàng vô cùng có khả năng luân hãm ở thế giới của chính mình rốt cuộc đi không ra nhưng hiện tại ai có thể cứu phúc bảo ở cái này phàm tục trong thế giới nó cư nhiên tìm không thấy một cái có thể cứu phúc bảo người thần hồ luống cuốn thổ địa ra tới bỗng nhiên thần hồ bắt giữ đến một tia tin tức lập tức thanh tĩnh lại đây tú khí chân nhỏ dùng sức hướng trên mặt đất nhất dẫm một cái tiểu lão đầu xuất hiện thần hồ đại nhân ngàn vạn không thể tức giận bằng không ngọn núi này đầu lại muốn sụp xuống ngươi có thể hay không nói cho ta ai có thể cứu ta phúc bảo thần hồ khẩn trương hỏi hoàn thành có cái chân nguyên chùa chân nguyên trong chùa có cái chân nguyên cao tăng có lẽ có thể cứu vạn năm hương trương vương thổ địa thanh âm vừa mới rơi xuống thần hồ đã ôm phúc bảo không thấy, thổ địa lắc lắc đầu, hắn còn có chuyện không nói xong đâu, như thế nào liền rời đi. Chân nguyên chùa, chân nguyên đại sư đứng ở chùa miếu cửa, đôi mắt bình tĩnh nhìn kia một vòng bạch đến chói mắt ánh trăng, chắp tay trước ngực, hắn kiếp số muốn tới. Vô tâm, đêm này phong thư từ đưa hướng hoàng cung, tự mình giao cho hoàng đế, còn có, ngày mai thái dương dân lên thời điểm, đóng cửa sở hữu cửa miếu, xin miễn sở hữu khách hành hương, bao gồm hoàng đế cùng hoàng hậu. Vô tâm trong lòng căng thẳng, lại một chữ cũng không có hỏi nhiều, chắp tay trước ngực, cầm thư từ rời đi, hoàng đế khuya khoác bị phúc toàn đánh thức, đưa cho hắn một phong thư từ. Chương 223 Hương Thiên về nhà Hoàng đế vừa thấy là chân nguyên đại sư thư từ, vội vàng mở ra nhìn lên, chân nguyên đại sư cái gì cũng không nói, chỉ là tỏ rõ chính mình muốn lịch kiếp, cho nên đóng cửa chân nguyên chùa 9981 thiên. Nhìn đến lịch kiếp hai chữ, hoàng đế một lòng không ngừng đi xuống rớt, kia một ngày, thần thú bỗng nhiên mất đi bóng dáng, hắn liền dự cảm tới rồi điềm xấu. Tuy rằng hoàng cung cửa chồng chất vô số quặng bạc, nhưng này không hề có làm hoàng đế cao hứng lên, ngược lại có càng nhiều sầu lo. Thần thú xuất hiện như thế đột nhiên, này khẳng định cùng Triệu Vinh Triết có quan hệ, nhưng hắn thu hoạch đến tình báo thần thú vẫn luôn giấu ở hoàng thành, khi nào cùng Triệu Gia có quan hệ. Hiện tại chân nguyên đại sư lại muốn lịch kiếp, vạn nhất lịch kiếp thất bại, bọn họ đông thuận quốc liền phải mất đi một đại trợ lực, khi chỉ có thể dựa vào thần thú, nhưng thần thú thật sự có thể cứu Đông Thuận Quốc sao? Đúng rồi, còn có Phúc Bảo, chân nguyên đại sư chính là nói qua, muốn vượt qua cửa ải khó khăn, liền phải nắm chắc cơ hội, cơ hội chính là thần thú cùng Phúc Bảo, nhưng Phúc Bảo là ai, rốt cuộc ở nơi nào? Hoàng đế rốt cuộc ngủ không được, đơn giản mặt chỉnh tề, đi ra tẩm điện, đăng cao nhìn ra xa, bông tuyết còn đang không ngừng bay xuống, tựa hồ càng ngày càng mật, các đêm tiểu thái giám co rúng lại thân thể quét vĩnh viễn quét không xong tuyết động đương một vòng màu đỏ nhảy ra thời điểm, hoàng đế hiếp hiếp mắt, bên tai tựa hồ truyền đến trầm trọng tiếng đóng cửa âm, đó là chân nguyên chùa đóng cửa môn hộ thanh âm. Người tới, thuộc hạ ở, đi ra một chút, thần thú ở nơi nào, phúc bảo ở nơi nào, lãnh chỉ. Được xưng là thần thú thần hồ ôm phúc bảo đứng ở chân nguyên đại sư thiện phòng cửa, lặng lặng chờ đợi kia phiến môn mở ra, kéo kẹt một tiếng, thiền môn mở ra. Chân nguyên đại sư ăn mặc màu đỏ rực áo cà sa, đầu đội năm Phật quan, chắp tay trước ngực đối với thần hồ thoáng không lưng hành lễ. Thần hồ nhìn đến chân nguyên đại sư xuất hiện, hai mắt đỏ lên, hai đầu gối một loan liền tưởng quỳ xuống tới, cầu chân nguyên cao tăng cứu ta phúc bảo một mạng. Chân nguyên đại sư cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên, lại Phật tính tình cũng hơi hơi tức giận, ngươi một cái vào tiên tịch thiên hồ quỳ hắn một phàm nhân, có phải hay không muốn ta mạng già? Thần hồ tự hồ cũng minh bạch chính mình lỗ mãn, ở hai đầu gối còn chưa rơi xuống đất thời điểm, linh lực phát ra mở ra, người trực tiếp cách mặt đất ba thước, chung quy không có quỳ xuống đi. Hai người không hẹn mà cùng phun ra một hơi, chân nguyên đại sư vương đôi tay, đem phúc bảo nhận lấy, nhìn cái này sắc mặt như giấy vàng ngọc qua qua, không khỏi bội phục đến cực điểm. Thần hồ mệnh là phúc bảo cứu, kia phúc bảo mệnh khiến cho hắn tới cứu đi, vì đông thuận quốc, nhiều nhất buông tha trên người một thân Phật duyên, kiếp sau lại tục đi. Bần tăng sắp sửa niệm kinh cầu duyên, bế quan tám mươi thiên, nếu thiên tùy người nguyện, hết thảy mạnh khỏe, bằng không. Chân nguyên ảm đạm lắc đầu, hắn trong lòng kỳ thật cũng là không đế, thần hồ nhắm mắt, nếu Phúc Bảo thật sự đi không ra này một đạo khảm, như vậy nàng chí thân chính là chính mình chí thân, thề sống chết bảo hộ, chẳng sợ đông thuận quốc không hề, bọn họ cần thiết bình yên vô sự. Nhìn đến thần hồ rời đi, chân nguyên đem Phúc Bảo đặt ở đệm hương bồ thượng, dựa lưng vào bàn thờ ngồi ngay ngắn, sau đó đóng lại thiền môn, tay phải cầm lấy một thanh một kiếm, đối với thiền môn lăng không khoa tay múa chân một trận. Sau đó dân hương ngồi ngay ngắn, một tay cầm mỏ gõ, một tay dựng đứng, nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh, nếu thần hồ ở nói, là có thể nhìn đến từng bước từng bước kinh văn biến hóa thành từng bước từng bước kim sắc ký. Hiệu, tiến vào đến phúc bảo thần hồn bên trong. Thần hồ đứng ở hương thiên sân bên ngoài, suy nghĩ nếu là không đem hương thiên mang về tỉnh thành, dù sao hiện tại quốc tử giám cũng không có nhập học, không bằng làm hắn về đến nhà người bên người trong viện hương thiên bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh hắn buông sách vỡ đi đến cửa sổ trước mở ra cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua đông lạnh đến hắn co rúng lại một chút tâm lại càng thêm khó chịu tự hồ có thứ gì đè nặng thấu bất quá khí tới môn không gió tự khai một cái mỹ lệ vô song cô nương đi đến hương thiên xoay người lại ngạc nhiên nhìn cái này cô nương bỗng nhiên hương thiên cười huyển hồ là ngươi đã trở lại sao cô nương cũng cười quả nhiên là phúc bảo chí thân chính là như vậy thông minh. Huyễn hồ, có phải hay không phúc bảo? Hương thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thần hồ đôi mắt, lo lắng nó nói dối, lại hy vọng nó nói dối. Phúc bảo không có việc gì, chỉ là ngươi nên đi thấy người nhà, người nhà của ngươi chạy nạn đến tỉnh thành. Ta đi. Thần hồ nói còn chưa nói xong, hương thiên vội vàng mở miệng nói, hắn kỳ thật vẫn luôn tưởng trở về nhìn xem, nhưng phúc bảo làm huyễn hồ cho hắn mang tin, làm hắn an tâm đọc sách, không cần lo lắng trong nhà thỉnh cho ta một chút thời gian ta phải cho ân sư viết một phong thơ còn có trong nhà cũng muốn thu thập một chút thần hồ gật gật đầu xoay một vòng tròn biến thành một cái tiểu hồ ly nhảy lên ghế bành cuốn súc thành một đoàn nhắm mắt ngủ hương gần nghe được thanh âm từ chính mình phòng chạy tới biết được bọn họ phải đi về cao hứng thu thập lên cái này khói xông thịt phải cho phúc bảo ăn cái này hương mễ phải cho gia nải ăn này đó phải dệt là hắn thật vất vả đoạt tới phải cho phúc bảo cùng cha mẹ làm quần áo này đó món đồ chơi cũng là hắn cấp phúc bảo tỉ mỹ chọn lựa, cần thiết mang đi, chỉ là nhiều như vậy củi làm sao, đều là dùng bạc mua A. Còn có đệ đệ thư, đệ đệ viết những cái đó văn chương, cần thiết đến mang đi, không bao lâu, trên mặt đất nhiều rất nhiều cái sọc cùng bao vây, chờ hương thiên viết xong thư từ, nhìn trên mặt đất một đống lớn đồ vật có chút ngây người. Mấy ngày nay bọn họ huynh đệ hai cái cư nhiên thêm nhiều như vậy đồ vật, như thế nào mang về A, à? đặc biệt hiện tại tuyết động như thế dày, liền xe ngựa đều đi không được bọn họ làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, nhìn đến hương thiên trong tay tinh, nhảy lên lên, đem tinh cắn, chỉ chớp mắt mất đi bóng dáng, này phong thư nháy mắt nằm ở triệu vinh triết trong thư phòng, tin tưởng hắn sẽ đưa cho điền phu tử. Hương thiên trong tay thư từ bị đoạt, chỉ là ngay ra một lúc, liền minh bạch huyển hồ giúp hắn chạy chân, vội vàng cùng hương gần cùng nhau, một cái đi uy mã, một cái lôi kéo xe ngựa chuẩn bị trang đồ vật. Thần hồ quay lại tới thấy sau hơi hơi mỉm cười, liền hai đứa nhỏ còn tưởng vội vàng xe ngựa đi tỉnh thành, còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, thật sự là quá ngây thơ. Thần thông hiện, Hương Thiên cùng Hương gần cảm thấy chính mình đầu một vựng, sau đó đi tới một cái xa lạ địa phương, theo sau mã cùng xe giá dừng ở bọn họ trước người, một đống lớn đồ vật dừng ở bọn họ phía sau. Ám vệ phát hiện động tĩnh, lập tức xuất hiện, Phúc Bảo đã một đêm không có đã trở lại, mỗi người đều lo lắng đề phòng, hy vọng Phúc Bảo mau chút trở về. Các ngươi là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ám vệ không có hành động thiếu suy nghĩ, này hai đứa nhỏ vừa thấy liền biết là thư sinh, như thế đột nhiên đi vào nơi này, khẳng định có nguyên nhân. Tại hạ hương thiên, nãy phúc bảo thân ca ca, hắn là tại hạ đại ca, chúng ta trở về vấn an người nhà. Hương thiên hơi hơi không lưng chấp tay thi lễ nói. Chương 224 mua sắm nông trang. Ám vệ vội vàng tránh đi, nguyên lai là hương gia cử nhân lão gia đã trở lại, hắn một cái nho nhỏ ám vệ như thế nào có thể chịu cử nhân lão gia lễ thỉnh cử nhân lão gia cùng ta tới ám vệ ngẩng đầu hướng tới một phương hướng nhìn lại quả nhiên hắn cộng sự đã không thấy xem ra đi bẩm báo lục hoàng tử được đến tin tức vội vàng hướng hương lão gia tử sân đi đến một chén trà nhỏ thời gian hương lão gia tử cùng hương gia người toàn bộ đều đi tới hương thiên trước mặt giờ nhi gần nhi các ngươi như thế nào đã trở lại đúng rồi là ai hộ tống các ngươi trở về hương lão gia tử mở miệng hỏi ánh mắt còn hướng thấp nơi tìm kiếm hy vọng là phúc Bảo đã trở lại huyễn hồ mang chúng ta trở về hương thiên chỉ vào ngồi ở xe ngựa giá thượng tiểu hồ ly nói lục hoàng tử ánh mắt chợt lóe nguyên lai huyễn hồ còn có thể biến thành tiểu hồ ly này thật sự là có chút cây đôi mắt hương lão gia tử quay đầu nhìn lục hoàng tử dò hỏi có thể hay không lưu hai đứa nhỏ ở chỗ này trụ hai ngày rốt cuộc nơi này là tuần phủ phủ nha không phải bọn họ chính mình gia Lục hoàng tử trong lòng đau xót, Phúc Bảo không ở, vì tổ phụ liền như thế câu thúc, thật sự là không nên a. À. Vì tổ phụ, Hương Thiên cùng Hương gần chính là ta chưa xa năm đời biểu đệ, nơi này cũng là bọn họ gia, như thế nào không thể ngủ lại? Cho dù là Tân tuần phủ tiền nhiệm, ta cũng sẽ mang các ngươi cùng nhau đi. Hương nãi nãi gật gật đầu, một tay lôi kéo Hương Thiên, một tay lôi kéo Hương gần, hai đứa nhỏ thật lâu không thấy, phải hảo hảo lộng điểm ăn ngon, khao khao bọn họ hai cái. Hương lão gia tử tắt đi hướng tiểu hồ ly, một đôi xem tẩn thói đời nóng lạnh đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiểu hồ ly, không tiếng động dò hỏi, ngươi đem ta phúc bảo đưa đi nơi nào. Thần hồ chột dạ cúi đầu, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa giá, một cái tại chỗ xoay người, một thân y phục trực trở xinh đẹp đại cô nương xuất hiện ở hương lão gia tử trước mặt. Hương lão gia tử hoảng sợ, hai cái ám vệ đồng thời phát đi lên, lão gia tử là nguyệt chủ tử gia gia, há có thể bị một cái yêu quái thương tổn. Gia gia, Ta là huyễn hồ, ở phúc bảo tánh mạng tương hộ hạ, hiện tại đã thăng cấp đến thần hồ, về phúc bảo sự tình, ngươi không nên gấp gáp, ta nói cho ngươi phúc bảo hướng đi. Tất cả mọi người dừng bước chân, nhìn cái này phiêu phiêu dục tiên đại cô nương, lục hoàng tử trước khoảng qua thần, mở miệng làm đại gia vào nhà, cũng làm ám vệ chặt chẽ bảo hộ, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Thần hồ nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt, bắt đầu giảng thuật lên, từ nó đi hoàn thành đài cao vận chuyển quặng bạc, được long khí khống chế không được bắt đầu, đến phúc bảo vì cứu chính mình, thiếu chút nữa bị mất mạng, từng giọt từng giọt, không hề có rơi rất bất luận cái gì phân đoạn. Hương lão gia tử đám người nghe xong đều đến hít hà một hơi. Tối hôm qua bọn họ nhìn đến sấm sét ầm ầm, phúc bảo lại không có trở về, liền dự cảm cùng phúc bảo có quan hệ. Quả nhiên thật sự có quan hệ a. À. Nguyên lai like như vậy dọa người thiên lôi cùng tia chớp quả nhiên đều là hướng về phía huyển hồ cùng chính mình phúc bảo tới. Trong lúc kia thê lương tiếng quát tháo, rốt cuộc là huyển hồ thanh âm vẫn là phúc bảo thanh âm. Còn có huyễn hồ ở Phúc Bảo Bảo hộ hạ, biến thành thần hồ, kia đã là một cái vào tiên tịch tiên hồ, trách không được có thể biến hóa thành nhân, còn có thể mở miệng nói tiếng người. Chỉ là đáng thương nhà hắn Phúc Bảo, mới 7 tuổi hài đồng, lại muốn gặp như thế đại tra tấn, Hương lão gia tử bỗng nhiên che lại chính mình ngực, nơi này quá đau, đau đến hắn đã kiên trì không được. Phú Quý cùng Phú Quý Tẩu hai người càng là khóc không thành tiếng, đau lòng ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ trang tại tâm tim tim Phúc Bảo a, cứ như vậy bất tỉnh nhân sự không biết sinh tử. Thẩm Diệu cầm gắt gao ôm chính mình bụng, nàng lo lắng Phúc Bảo, lại lo lắng chính mình trong bụng hài tử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khống chế chính mình cảm xúc. Các tường run rẩy trong tay gắt gao nhéo Phúc Bảo cho hắn tiểu một bài cùng vòng tay, cảm thấy chính mình tâm tự hồ bị người cắt một đau đau triệt nội tâm. Đại tổ hòa bình an hai cái càng là rơi lệ đầy mặt, bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên Phúc Bảo, ngoan đến làm người đau lòng, hiểu chuyện đến làm người thổn thức Phúc Bảo thế nhưng sẽ gặp như thế đại kiếp nạn, ông trời không có mắt a à. Hương Thiên nắm chặt chính mình nắm tay, vì sao hắn không phải trạng nguyên, nếu hắn là trạng nguyên, cũng có thể thế phúc bảo trắng rất một tay, đó là ông trời giao cho trạng nguyên một cái tiềm năng. Hương Sơ đám người cũng đều là mờ mịt không biết làm sao, bọn họ không muốn tin tưởng đây là thật sự, bọn họ muội muội hoặc bác đáng yêu, còn có kia một thân nói không hết nói không rõ bản lĩnh, như thế nào sẽ chết đâu. Thần hồ cảm giác được hương lão gia tử cùng hương gia người hơi thở không xong, trong không khí tràn ngập đau thương, trong lòng cả kinh, trên người linh lực tán phát ra tới, bao phủ hương gia mỗi người. Tức thì, sở hữu không khỏe cùng mờ mịt đều bay nhanh tiêu tán, hương gia người rốt cuộc hoảng qua kia khẩu cơ hồ là nuốt không đi xuống tuyệt vọng, nhưng nhìn về phía thần hồ ánh mắt vẫn là mang theo không tốt. Gia gia, thực xin lỗi, thỉnh các ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta cùng phúc bảo phát quá thề, ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế đại ở các ngươi bên người bảo hộ các ngươi. Hương lão gia tự lắc đầu, nhìn thần hồ nói, Ngươi dẫn chúng ta đi chân nguyên chùa đi, chúng ta muốn canh giữ ở phúc bảo bên người. Thần hồ lắc đầu, nói cho hương lão gia tử, chân nguyên chùa sáng nay đã đóng đóng sở hữu môn hộ, liền hoàng đế hoàng hậu cũng bị cấm đi vào, chân nguyên đại sư thiện phòng càng là hạ cấm chế, bất luận kẻ nào muốn xông vào, kết cục chính là một cái chết tự. Bi thống không dứt lục hoàng tử nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn mắt sáng rực lên, hắn biết đến chân nguyên đại sư muốn so hương lão gia tử bọn họ nhiều hơn nhiều, nếu chân nguyên đại sư có thể đóng cửa môn hộ, còn có thể hạ cấm chế, như vậy phúc bảo khẳng định có cứu. Lục hoàng tử. Nói làm hương gia người đều sinh ra hy vọng, phúc bảo là bọn họ hương gia chí bảo, là bọn họ hương gia mệnh căn tử, nếu mệnh căn tử đều không có, bọn họ tồn tại cũng không ý gì. Ngươi nói muốn 9981 thiên. Hương lão gia tử nhìn thần hồ hỏi. Thần hồ gật gật đầu, chân nguyên cao tăng chính là như vậy đối nó nói, nó cũng không dám nói dối quân tình. Hương lão gia tử đầu óc vận chuyển lên, 9981 thiên, bọn họ năm trước tháng 11 sơ bắt đầu chạy nạn, hiện tại đã là một tháng trung tuần, đảo mắt đã hai tháng rưỡi đi qua. 9981 thiên, kia lại là nhị ba tháng, bọn họ không có khả năng luôn là ở tại này mỗi ngày liền hô hấp đều không thoải mái tuần phủ nha môn, vẫn là sớm ngày dọn ra đi mới hảo. Lục hoàng tử, nơi này dù sao cũng là nha môn, chúng ta một giới nông dân ở nơi này cũng kỳ cục, phúc bảo đáp ứng ta, làm chúng ta hương gia đi ngoại ô mua đất, thuê hương chương thôn các thôn dân trồng trọt, làm mọi người đều có một cái đường sống. Lục hoàng tử ánh mắt tối sầm lại, Phúc Bảo không ở nơi này, vì tổ phụ bọn họ liền không muốn cùng chính mình thân cận, nhưng đây là Phúc Bảo đáp ứng sự tình, hắn cần thiết muốn làm thỏa đáng. Dì tổ phụ, về sau kêu ta thế hàm, ta cùng dì tổ mẫu là có huyết thống quan hệ, nói đến cùng chúng ta đều là người một nhà, nếu là Phúc Bảo nguyện vọng ta đương nhiên muốn nghe, nếu không trước dùng chút đồ ăn sáng, đợi lát nữa ta làm người đi trước ngoại ô nhìn xem, hay không có thích hợp thông trang. Lục hoàng tử nói làm hương lão gia tử bọn họ cảm giác được dạ dày tràn kêu gào, nguyên lai bọn họ tối hôm qua bữa tối cũng không từng ăn cơm, hơn nữa một buổi tối quỳ trên mặt đất cầu nguyện, đã sớm thoát lực. Chương 225 Chương Nguyệt Nông Trang Triệu trưởng quầy mang theo người chuẩn bị đi ra ngoài tìm nông trang, bởi vì tuyết quá lớn, toàn bộ tỉnh thành cơ hồ là một bước khó đi, thông minh dân chúng đều bắt đầu kỵ một mà đi, đó là chân đạp cùng loại trượt tuyết tấm ván gỗ ở băng tuyết trung hành tẩu, tấm ván gỗ giống nhau trường bốn thước anh, khoang năm tất anh, một tả một hữu, hệ ở trên chân. Nhìn người rời đi, thần hồ lại hóa thành một con tiểu hồ ly, cuốn súc ở phủ nha trên nóc nhà, tinh thần lực lại toàn bộ tản ra, toàn bộ đông thuận quốc đều tiến vào nó giám sát phạm vi. Lúc chạng vạn, triệu trưởng quầy vui rạo rực đã trở lại, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái phi thường tốt thôn trang, bởi vì cái này thôn trang tự nhiên có suối nước nóng, chỉ là hiện tại cái này suối nước nóng đều bị tuyết trắng bao phủ thần hồ vừa nghe liền biết là nơi nào kia chính là nguyên tuần phủ đại nhân vợ cả thôn trang nó còn ở nơi đó bắt đi nữ nhân này đem toàn bộ thôn trang người đều biến thành ngốc tử ngươi có biết cái kia thôn trang là người phương nào chào giá nhiều ít lục hoàng tử hỏi thôn trang là nguyên tuần phủ vợ cả của hồi môn hiện tại bọn họ đã không còn nữa cho nên này thôn trang cũng liền thành vô chủ tồn tại triệu trưởng quầy nói Lục hoàng tử gật gật đầu, nếu tứ hoàng tử tội danh thành lập, tuần phủ một nhà già trẻ lớn bé, hợp với chính tộc đều phải bị tru sát, sở hữu tài sản đều phải bị thu vào quốc khố, cho nên cái này thôn trang chính mình mua tới, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Ngày hôm sau, Hương lão gia tử mấy cái liền đi theo Triệu trưởng quầy bọn họ đi thôn trang, sắp ra cửa thời điểm, hắn nhìn thần hồ hỏi, nếu chúng ta dọn ly nơi này, Phúc bảo có thể tìm được chúng ta sao? Thần hồ vội vàng gật đầu, nếu Phúc bảo có thể tỉnh táo lại, Dựa vào nàng trong cơ thể hồng mông chi khí, toàn bộ thiên hạ đều ở nàng trong mắt, một cái nho nhỏ thôn trang, sao có thể tránh được Phúc Bảo hai mắt? Nhìn đến thần hồ gật đầu, hương lão gia tử yên tâm, kỳ thật hương lão gia tử cũng biết vô luận bọn họ đi nơi nào, Phúc Bảo đều có thể tìm được bọn họ, nhưng trong lòng sợ hãi vẫn là làm hắn mở miệng. Bàn người đi vào thôn trang, lọc vào trong tầm mắt chính là cao lớn nguy nga liền tòa đại môn, mặt trên viết phương thảo viên ba cái chữ to. Đi vào đại môn còn lại là một tảng lớn tuyết trắng xóa. Triệu trưởng quầy nói cho Hương lão gia tử, "Này tòa thông trang chiếm địa 120 mẫu, này phiến tuyết trắng dưới đều là đồng ruộng, lại chỉ vào nơi xa trình hình tam giác sắp hàng tam đống tòa nhà nói. Nơi đó có tam đống tòa nhà, phía trước tả hữu hai đống là tam tiếng tòa nhà, mặt sau trung gian một đống là năm tiếng tòa nhà, năm tiếng tòa nhà lưng dựa dãy núi, trong nhà còn có một cái suối nước nóng cùng một cái đại đại hoa viên." Hương lão gia tử nghe được dãy núi đôi mắt liền sáng hắn phúc bảo thích đãi ở trong núi, ngọn núi này loan lại tới gần tòa nhà, kia cùng hương chương thôn nhà cũ cơ hồ không có khác nhau, chỉ là lớn hơn nữa càng xa hoa mà thôi. Triệu trưởng quầy lại chỉ vào bên cạnh hai bài đã bị tuyết áp sụp nông trại nói, nơi này nông trại tu sửa một chút có thể cấp tá điền trụ, đối diện ban đầu là chuồng ngựa, tu sửa một chút có thể cho ngư cùng mã trụ, nếu nuôi heo cũng có thể. Ta muốn, nhiều ít bạc, ta cho ngươi bạc. Hương lão gia tự kích động nói triệu trưởng quầy cười tủm tỉm giơ lên một cái bàn tay lại phiên phiên ý bảo một ngàn lượng bạc trắng hương lão gia tử gật gật đầu như thế đại thông trang còn có tam đống tòa nhà lại ở tỉnh thành ngoại thành chào giá một ngàn lượng thật đúng là không quý từ tay áo túi móc ra ngân phiếu trực tiếp đưa cho triệu trưởng quầy phúc bảo cho hắn hơn 20 vạn lượng ngân phiếu hắn hôm nay chính là mang theo tam trương ngàn lượng ngân phiếu ra cửa xem ra lục hoàng tử trợ cấp không ít triệu trưởng quầy vội vàng móc ra khế đất đưa cho hương lão gia tử đó là lục hoàng tử thân thủ viết khế đất, mặt trên còn có hắn ngọc ấn, chính là nháo đến hoàng đế trước mặt đều đến thừa nhận khế đất. Hương lão gia tử cúi đầu vừa thấy, khế đất thượng viết chính là hương chương nguyệt tên, không khỏi trong lòng vui vẻ, hắn chỉ chỉ phương thảo viên ba chữ nói. Lão ca có thể hay không đem này ba chữ đổi thành chương nguyệt nông trang. Triệu trưởng quầy cũng nhìn này ba chữ liếc mắt một cái, trong cổ họng phát ra hừ nhẹ, thí cái phương thảo viên, còn không bằng trên mặt đất bùng vẫn là hương gia lão gia tử có tài hoa, chương nguyệt nông trang, nhiều giảng dị. Hương lão gia tử chân dẫm lên tấm ván gỗ, chậm rãi ra coi chính mình bảo bối cháu gái trang viên, nơi này nông trại ít nhất có 20 tới gian, chỉ cần hảo hảo tu sửa một phen, cấp tá điền trụ hẳn là đủ rồi. Nơi này chuồng ngựa cùng chuồng bò muốn kiến đến lớn một chút, nhà bọn họ chính là có nhị đầu trâu rừng tam đầu ngựa, phúc bảo còn lộng nhiều như vậy lợn rừng gà rừng thỏ hoang ra tới, hảo hảo dưỡng một dưỡng là có thể thành đàn này bên trái tam tiến tòa nhà khiến cho thôn trưởng cùng đệ đệ muội muội bọn họ trụ đi, còn có tam nhi tức phụ cha cũng muốn cho hắn một cái sân. Bên phải tam tiến tòa nhà trước không, vạn nhất lục hoàng tử bọn họ muốn tới, ít nhất có cái địa phương có thể cho bọn họ trụ. Năm tiếng tòa nhà sẽ để lại cho người trong nhà trụ, chính mình cùng tức phụ trụ bốn tiếng sân, ba cái nhi tử liền trụ nhị tiếng cùng tam tiếng, tòa nhà đại, mỗi tiếng sân cũng không ít, tôn tử nhóm đều lớn, nên có chính mình sân. Đến nỗi hậu viện, khiến cho phúc bảo một người trụ tiểu nha đầu bản lĩnh đại yêu cầu địa phương cũng đại cũng không thể làm người quấy rầy đến nàng hương lão gia tử một bên xem nhà ở một bên tính toán đặc biệt là đi đến hậu viện tuy rằng sân bị tuyết trắng bao trùm đã mất đi ban đầu nhiều vẻ nhiều màu nhưng cái loại này tinh xảo phạm nhi vẫn là liếc mắt một cái là có thể trông thấy hương lão gia tử tự hồ nhìn đến phúc bảo ăn mặc đỏ thẩm áo bông ở cái này trong viện chạy vội nhảy lên bên người đi theo huyễn hồ không là thần hồ còn có tiểu hắc cùng đại hắc cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo mặt sau. Nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, đảo mắt đóng băng ở trên mặt, đem hắn làn da xả đến sinh đau sinh đau, triệu trưởng quầy nhìn khổ sở trong lòng, hắn cũng rất tưởng phúc bảo, đáng tiếc hắn liền điểm này bản lĩnh, căn bản sử không thượng lực. Chờ bọn họ trở lại tuần phủ phủ nha khi, phủ nha cửa đã tụ tập rất nhiều người, hương lão gia tử vừa thấy liền biết là hương chương thôn các thôn dân. Chỉ là nguyên bản hơn 30 hộ thôn dân, Hiện tại xem qua đi chỉ còn lại có gần 10 hộ nhân gia, thật đúng là tổn thất thảm trọng a. À. Ngày ấy Hương gia người cùng Lục hoàng tử bọn họ rời đi quan miếu, các thôn dân liền bắt đầu bàn hoàng lên, đại gia tập trung ở bên nhau trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhất trí đồng ý đi tuần phủ phủ nha tìm Hương lão gia tử. Bọn họ tuy rằng có hộ tịch, nhưng ở cái này tỉnh thành, trên cơ bản cũng coi như là lưu dân, nếu trong túi không có bạc, muốn ở tỉnh thành an một cái gia, cơ hồ là mộng tưởng cho nên chỉ có đức cao vọng trọng hương gia nhân tài có thể giúp bọn hắn thoát ly cái này khốn cảnh cho nên đều kết bè kết đội chờ phủ nha cửa chờ đợi hương lão gia tử các thôn dân nhìn đến hương lão gia tử đều ủng đi lên lục hoàng tử bên người người nhanh chóng đem người ngăn lại kia chính là nguyệt chủ tử thân gia gia không thể có bất luận cái gì sơ xuất thôn trưởng nếu không ngươi tới nói hương lão gia tử đẩy đẩy thôn trưởng hắn tính toán thôn trưởng cũng là biết đến cho nên làm thôn trưởng nói chuyện mới là sáng suốt nhất lựa chọn thôn trưởng gật gật đầu, nếu hắn làm các thôn dân vào ở chương nguyệt nông trang, thân phận của hắn thế tất sẽ thay đổi, từ một cái thôn trưởng biến thành một cái quản sự, vĩnh viễn muốn lùng hương gia người một cái đầu. Nhưng này lại có quan hệ gì, nếu không phải hương gia người, bọn họ toàn gia còn có thể như vậy đồng thời toàn toàn quá cơm no áo ấm ngày lành, cháu trai cháu gái có thể ăn no mặc ấm.